Quan hệ giữa hai nhà Tần, Bạch với Văn Nhân gia tộc rất là vi diệu, thời kỳ hòa bình vừa là địch mà cũng là bạn. Thời gian chiến tranh bởi vì lợi ích mà cùng như vậy, nhưng đương nhiên cuối cùng nhất bọn hắn cùng chỉ có thể trở thành địch nhân. Từ lần trước, sau vụ Văn Nhân gia và Bạch gia hùn vốn bị Tần gia lừa bịp, quan hệ giữa Tần Tung Hoành và Bạch phá cục một lần nữa trở nên vô cùng khẩn trương. Tần Tung Hoành chưa bao giờ tới đồng tước đài của Bạch phá cục và Bạch phá cục cũng không biết tới thiên ba phủ của Tần Tung Hoành. Song phương không động thủ nhưng đám tiểu đệ dưới cờ thì lại phất cờ hò reo, đánh nhau bằng nước bọt không ít trận. Không nghĩ tới thời thế thay đổi bất ngờ, hai nhà vốn là đối thủ một mất một còn nay không tranh đấu nữa mà ngược lại liên kết chuẩn bị nã pháo vào Văn Nhân gia tộc. Không có biện pháp, ai bảo Văn Nhân Đình lão gia tử bị bệnh. Văn Nhân trong gia tộc xảy ra nội loạn cho người khác thời cơ lợi dụng. Thời gian gần đây, Tần gia và Bạch gia liên hệ đặc biệt chặt chẽ. 8 giờ tối chính là thời khắc sinh ý tốt nhất của đồng tước đài. Một chiếc Mercedes chậm rãi từ cửa chính chạy vào nhưng không tiến vào tiền viện đèn đuốc sáng trưng mà lại quẹo vào phía hậu viện im ắng tối đen. Chiếc xe chạy đến dưới một tán cây rậm rạp phía trước một cái tiểu lâu 2 tầng thì ngừng lại, bên trong nhà có một lão nhân lưng hơi còng chạy ra muốn mở cửa xe thì cửa xe lại tự mở ra rồi Tần Tung Hoành mặc âu phục màu đen từ trong xe đi ra nắm tay lão nhân hỏi, đại thiếu gia nhà ông đâu rồi? Đang khi nói chuyện thì thấy Bạch phá cục từ trong phòng đi ra vừa cười vừa nói. Tôi đang chờ ông đến uống rượu. Tôi không khách khí đâu. Tần Tung Hoành vừa cười vừa nói, đêm đẹp như vậy nếu không có rượu chẳng phải đáng tiếc sao? Có rượu, không sợ thiếu. Bạch phá cục hào sảng nói, nhưng Tần thiếu gia đừng đầu hàng sớm quá đó nha. Vậy hôm nay cùng với Bạch huynh không say không về, xem ai có thể kiên trì đến cùng. Tần Tung Hoành vừa cười vừa nói, hắn biết rõ hiện tại song phương còn có chút thăm dò nhau nên dứt khoát mượn chuyện rượu nói ra. Hắn sẽ không lâm trận đào thoát và cũng hy vọng Bạch phá cục có thể làm được như vậy. Sau khi đi vào thư phòng của Bạch phá cục thì quả nhiên thấy mấy cái tủ lớn, bên trong bày rất nhiều loại rượu màu sắc đa dạng đến từ các nơi trên thế giới làm cho người ta hoa mắt. Rượu hồng hay là trắng đây? Bạch phá cục đứng trước tủ rượu hỏi. Hồng đi, Tần Tung Hoành nói. Được, tôi còn 2 bình rượu nho 85 năm. Hôm nay chúng ta một người một bình. Bạch phá cục vừa cười vừa nói rồi thuận tay lấy ra 2 bình rượu đỏ, dùng đồ mỏ ra trước một bình sau đó rót non nửa cái chén trước mặt Tần Tung Hoành. Bản thân hắn cũng rót non nửa chén mình rồi đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay xoay. Tuy nói muốn đấu rượu nhưng kiểu uống của bọn họ lại phi thường yêu nhã. Bạch thiếu gia có nghe nói chuyện gì gần đây không? Tần Tung Hoành hỏi. Chuyện của Lệ Khuynh Thành hả? Bạch phá cục vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Thật đáng tiếc. Đây là nữ nhân rất có năng lực, Bạch phá cục nói, bất quá, cái này không ảnh hưởng đến đại cục. Tần Tung Hoành cười tủm tỉm nhìn Bạch phá cục không tiếp lời, đều lúc này rồi ông vẫn còn giả ngốc làm gì. Sao vậy, đại thiếu gia không có cách nhìn giống tôi sao? Bạch phá cục nhấp một ngụm rượu đỏ, đem chất lỏng êm dịu này nuốt vào cổ họng, hơi ngọt hương thơm êm ái bốc lên mà không chát, tư vị vô cùng tốt. Lệ Khuynh Thành không cần sợ. Cái phải sợ chính là chuyện Tần Lạc đứng phía sau Lệ Khuynh Thành. Tần Tung Hoành nói, tuy tôi từng có lòng khinh thị đối với hắn nhưng không thể không thừa nhận hắn mới đến Yến Kinh 2 năm mà đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ không thể khinh thường. Lệ Khuynh Thành bị bắt cóc, Mục Nguyệt thiếu đi một trợ thủ. Lệ Khuynh Thành bị bắt có Tần Lạc tất nhiên phải đi cứu. Như vậy là Mục Nguyệt sẽ bớt đi một sự trợ giúp lớn. Cái này không tính là trời giúp ta sao? Nghe ông phân tích xác thực rất có đạo lý. Bạch phá cục gật đầu nói rồi bưng lấy ly đồng thời nhìn Tần Tung Hoành cười tủm tỉm hỏi, theo tôi được biết, Tần thiếu gia đối với Mục Nguyệt vẫn một mực ngưỡng mộ. Sao lần này lại nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa vậy? Tần Tung Hoành lắc đầu nói, đây không phải lạt thủ tồi hoa mà tôi chỉ muốn phá cái vỏ ngoài cứng rắn của cô ấy thôi. Hắn biết rõ nếu Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn khống chế được khối doanh nghiệp của Văn Nhân gia tộc thì hắn vĩnh viễn không thể tiếp cận được Văn Nhân Mục Nguyệt. Cái này phù hợp với ích lợi của hắn nhưng lại không phù hợp với lợi ích của Văn Nhân gia tộc. Thế nhưng mà, hiện tại Văn Nhân gia tộc lại do Văn Nhân Mục Nguyệt làm gia chủ, lợi ích của Văn Nhân gia tộc chính là ích lợi của cô. Nếu ai có thể cưới được thì của hồi môn chính là hơn phân nửa Văn Nhân gia tộc. Một số tài sản khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ làm cho bất kỳ nam nhân nào trên thế giới này động tâm. Nếu không tính đến yếu tố tiền tài thì bản thân Văn Nhân Mục Nguyệt cùng là một nữ nhân có sắc thái cực kỳ truyền kỳ. Chỉ cần còn người và cho cô một ít thời gian thì rất nhanh cô sẽ có thể thành lập lại một đế quốc tài chính mạnh. Đây mới là điều Tần Tung Hoành coi trọng nhất.
vậy thì cầu chúc chúng ta thắng lợi. Bạch Phá Cục nâng chén rượu mời nói như vậy thì Tần thiếu gia sớm có thể ôm mỹ nhân Vu Quy rồi. Bạch thiếu gia yên tâm, nếu như thắng lợi thì thu hoạch của Bạch gia lại càng lớn hơn. Tần Tung Hoành cũng nâng chén cùng với Bạch Phá Cục. Sau khi uống cạn chén rượu, Bạch Phá Cục rót thêm một lượt nữa rồi lơ đãng hỏi, Tần thiếu gia đúng là bằng hữu. Gió đang hú, mưa đang rít gào, động cơ cùng đang gào thét. Ban ngày nắng to mà trời vừa tối mưa gió đã ập đến. Một chiếc trực thăng loại nhỏ đang xoay quanh trên bầu trời, từng hạt mưa to như hạt đậu đập vào cabin và cửa kính phát ra tiếng vang lách cách. Trên máy bay, Tần Lạc nhìn ra bầu trời mịt mờ bên ngoài mà trong lòng phảng phất như bị phủ một tầng mây đen. Chỉ mong không có chuyện gì xảy ra, Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ. Phó Phong Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần, thanh sam trường bào, chân đi giày vải, tóc dài dùng tơ buộc gọn đằng sau để lộ ra ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Tựa vào đầu gối của hắn là một thanh trường kiếm màu sắc và phong cách cổ xưa, thoạt nhìn đã biết không phải vật phàm. Phó Phong Tuyết cầm nó đi theo cho thấy hắn rất coi trọng trận chiến với hoàng đế. Trên máy bay còn có vài thành viên khác như Giê-xu, Đại Đầu, Hồng Phu, Quỷ Anh và Ngọc Nữ. Quỷ Ảnh đã mất một cánh tay nên sức chiến đấu giảm đi nhiều nhưng vẫn đưa hắn tới chủ yếu là để chọc giận hoàng đế. Một người phẫn nộ có khả năng sát nhân tăng lên nhưng lại cùng dễ dàng phạm phải sai lầm chí mạng. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một cơ hội như vậy là đủ rồi. Máy bay đáp xuống sân bay Thái An, tại cái sân bay quân đội này đã sớm có người chờ đợi. Máy bay vừa mới dừng lại, cửa khoang còn chưa mở ra thì hai trung niên nam nhân đã chạy tới. Bốp! Bọn hắn đứng trước cabin hành quân lễ rồi cao giọng hô, quốc an đệ cửu Liêu Thành Khải và Giang Hóa Dương báo cáo Long Chủ. Mưa to ảo ạt, nước mưa xối lên đầu lên mặt bọn hắn như chút nước. Quần áo trên người đều ướt đẫm nhưng bọn hắn vẫn đứng yên trong vũng nước không nhúc nhích. Phó Phong Tuyết là người thứ nhất đi ra khỏi cabin nhìn bọn hắn hỏi, bọn hắn đâu rồi? Sáng sớm hôm nay, lúc 8 giờ đã bắt đầu đi lên. Hiện tại đã tới Thái Sơn Vũ Hóa Phong. Vũ Hóa Phong, Phó Phong Tuyết đối với ngọn núi này cùng không quá quen thuộc nên hỏi lại. Đây là một ngọn núi chưa thông với bên ngoài, không có bậc thang nối lên. Giang Hóa Dương giải thích nói. Đây là do hoàng đế tận lực truy cầu một trận chiến nên tự nhiên là không hy vọng có người đến quấy rầy. Hắn chọn địa điểm Vũ Hóa Phong là nơi còn chưa được khai phá, mục đích là loại bỏ dân chúng bình thường và một số trợ thủ của Phó Phong Tuyết. Dân chúng bình thường không bò lên được, thậm chí cũng không biết là có một nơi như vậy. Ngay cả Phó Phong Tuyết muốn leo lên cùng không dễ dàng gì, rất có thể sẽ bị người ta cho một đòn đánh rơi. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống. Chỉ cần một khẩu súng máy đã hơn mấy trăm hùng binh. Nhiều người thì làm sao? Bọn hắn leo lên đó cần bao nhiêu thời gian? Tần Lạc hỏi. 6 tiếng, Giang Hóa Dương biết rõ thân phận Tần Lạc nên lúc trả lời vẫn rất cung kính. Xem ra không dễ bò lên, Tần Lạc nhíu mày nói. Mặc dù có Lệ Khuynh Thành nên bọn hắn không thể đi lên nhanh chóng nhưng với thực lực của bọn người hoàng đế mà vẫn mất nhiều thời gian như vậy chứng tỏ việc chinh phục ngọn núi này thật không đơn giản. Giang Hóa Dương nói ngọn núi này không có bậc thang lên thì sợ là không ít chỗ ngay cả chỗ chuyển chân cùng không có. Lần này đi lên không thể nghi ngờ gì nữa chính là trò leo núi cực hạn rồi. Núi không dễ leo nên số người mang theo không thể nhiều được. Cái này lại càng làm cho Tần Lạc thêm lo lắng. Vì muốn cứu Lệ Khuynh Thành hắn ước gì có thể mang lên đây 10 vạn đại quân san bằng đỉnh núi này. Về khách sạn ăn cơm nghỉ ngơi đã. 1 giờ sau xuất phát, Phó Phong Tuyết nói. Trước bình minh phải lên đến đỉnh núi. Báo cáo Long Chủ, khách sạn đã chuẩn bị xong. Liêu Thành Khải lên tiếng nói, đồ ăn và dụng cụ leo núi cũng đã chuẩn bị xong. Phó Phong Tuyết đi nhanh về phía trước, cũng không để ý tới hai gã nhân viên quốc an có ý tâng bốc này. Ngược lại Tần Lạc vỗ vỗ vai bọn hắn cảm kích nói, khổ cực cho các anh rồi. Đứng trên lập trường cá nhân hắn cảm thấy những người này đều đang vì nghĩ cách cứu nữ nhân của hắn mà cố gắng. Chương 1370, trong lúc nguy cấp. Nói về núi Thái Sơn có thể xem thêm trong tiểu thuyết Già Thiên của Thần Đông. Thái Sơn là ngọn núi đứng đầu trong ngũ nhạc của Hoa Hạ, có thể nói là đệ nhất thiên hạ lại xưng là Đông Nhạc, có cảnh đẹp nhất Hoa Hạ và là một trong thập đại danh sơn làm cho người rung động. Sau khi về khách sạn thay đổi quần áo, ăn xong bữa tối rồi nghỉ ngơi nửa tiếng thì mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Hiện tại đã là 8 giờ tối. Toàn bộ bầu trời đêm vẫn bị gió che kín tối như mực. Gió mưa vật vã, hạt mưa quất vào mặt đau nhức, đi đường rất khó khăn.
Quần áo vừa thay trong nháy mắt lại bị xối ướt, áo mưa khoác trên người căn bản là không có tác dụng. Chỉ có Phó Phong Tuyết một thân áo trắng vẫn thản nhiên đi trong mưa, tư thái thong dong như nhàn nhã dạo chơi, giống như trên người hắn có một khóa tị thủy châu khiến cho mưa gió ẩm ướt đều bị cách ly ngoài thân vậy. Trong khi mọi người đều bị mưa xối ướt sũng thì hắn vẫn có thể bảo trì dung nhan khô ráo, quần áo sạch sẽ, râu tóc bất loạn, trên mặt cũng không thấy dính nước mưa. Sao vậy? Tần Lạc nhỏ giọng hỏi Ly, chúng ta đều bị ướt sao Phó lão đầu lại không bị? Ngay cả y phục cũng không bị ướt. Chờ đến khi nào anh luyện nội công đến trình độ của ông ấy thì cũng có thể làm được. Ly lau nước mưa trên mặt rồi nói. Phía dưới cô mặc một cái quần da màu đen, bởi vì trời nóng nực nên không mặc áo da mà thay vào đó là một cái áo tê, sất cộc tay màu đen giúp tôn vóc dáng hấp dẫn của cô. Quần áo bị mưa làm ướt dính vào da thịt khiến cho cả cái bộ ngực hoàn mỹ kia cũng lộ ra rõ ràng. Tần Lạc ngẫu nhiên liếc trộm một cái rồi thôi, hắn cần nhìn kỹ đường bằng không sẽ vỡ đầu hoặc là rơi xuống vực. Nội công, Tần Lạc kinh ngạc hỏi, nội công còn có thể tránh mưa. Nội kình phóng ra ngoài, Ly rất là xem thường nhìn Tần Lạc nói. Một trung y sư vốn nên có hiểu biết về nội kình nhưng sao một đạo lý dễ hiểu như vậy lại không biết. Nguyên lai còn có thể như vậy, Tần Lạc rất là hâm mộ nói. Đợi đến lúc hắn cũng có thể luyện đến trình độ toàn thân nội kình thu phát tùy tâm thì lúc nào không có việc gì đi bộ trong mưa, mà nên đi vào những chỗ nhiều nữ sinh nhiều con gái mà đi, có thể nghĩ được à. Ly lại lau nước mưa trên mặt, vén mái tóc bị gió núi thổi bay lên phía trước rồi lo lắng nhìn Phó Phong Tuyết nói, đối với trận chiến này Long chủ hình như không đủ lòng tin cho nên từ lúc này đã chuẩn bị rồi. Nội kình phóng ra ngoài có thế một mực giữ cho thân thể của ông ấy bảo trì được trạng thái đỉnh phong. Đợi đến lúc khởi hành không cần quá trình khởi động. Chắc không phải vậy đâu, Tần Lạc vỗ vỗ vai Ly an ủi nói. Bọn hắn từ chân núi xuất phát sau đó từng bước một leo lên trên. Ban đầu có đường để đi nên tốc độ tự nhiên rất nhanh thế nhưng sau khi đi qua Trung Sơn Môn thì bọn hắn phải rời khỏi đại lộ tiến về phía Vũ Hóa Phong còn chưa khai phá kia. Vũ Hóa Phong là tên cổ, ý nói là có tiên nhân tu đạo thành tiên Vũ Hóa Phi Thăng. Nghe nói bên trên phong cảnh tú lệ, kỳ hoa quái thạch nhiều vô số kể thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được khai phá cũng do chi phí rất lớn, hơn nữa địa thế vô cùng nguy hiểm, cho dù khai phát thành công thì du khách tới đây cũng dễ dàng gặp sự cố. Quả nhiên, đường càng ngày càng khúc khuỷu, người càng đi càng chậm. Giang Hóa Dương làm ngựa xung trận đi ở phía trước dẫn đường chợt dừng lại rồi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ leo núi thì mọi người biết rõ khó khăn chính thức bắt đầu. Trước mắt mọi người là một khối đá cao tới hơn 10 thước dựng đứng 90 độ. Đầu khối đá giống như là bị thiên thần một đao bổ ra, một nửa rơi xuống vực sâu, nửa kia đứng sừng sững ở chỗ này. Không có nơi đặt chân, không có điểm phát lực, quả là khổ sở. Tới lúc này tất cả mọi người đều cởi áo mưa trên người ra. Lúc leo núi áo mưa đã thành vật vướng víu, lúc vừa rồi mọi người sở dĩ một mực không muốn cởi ra là do muốn dùng nó để ngăn gai nhọn và đá nhọn hai bên đường. Trên thế giới này vốn không có đường đi, do người ta đi nhiều mà thành đường thế nhưng mà những người đi đầu tiên vẫn thường phải trả giá rất lớn. Mỗi người đều cầm theo một túi du lịch lớn, bên trong là đồ leo núi do Quốc An Cục sớm chuẩn bị cho. Tần Lạc đem những thiết bị leo núi lấy ra bắt đầu quấn vào người. Ly sau khi trang bị xong liền đưa tay về phía Tần Lạc. Cái gì vậy? Tần Lạc mờ mịt hỏi. Ly không nói gì mà đi qua cầm một đầu dây thừng bên hông hắn kéo ra sau đó buộc vào một đầu dây bên hông cô. Như vậy là hai người đã buộc vào với nhau, nếu như lúc leo núi có một người ngã xuống thì người kia có thể kịp thời cứu viện. Đương nhiên nếu như cứu viện không kịp thì cũng có khả năng hai người đồng thời rơi xuống vực sâu thành cái bánh thịt. Tần Lạc vừa cảm động lại vừa xấu hổ, hiển nhiên Ly cho rằng Tần Lạc không leo nổi ngọn núi này. Phó Phong Tuyết thì không cần thiết bị leo núi, thậm chí là hắn không thèm mang ba lô. Chỉ thấy hắn lui về phía sau vài bước sau đó hai chân phát lực mạnh, quai hàm bạnh ra rồi thân thể nhanh chóng vọt lên cao. Vèo tương đương, vèo tương đương, vèo tương đương. Cũng không thấy có tiếng động gì nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã vượt qua vách đá dựng đứng 90 độ kia mà đứng ở đỉnh cự thạch. Tần Lạc ngửa mặt nhìn lên mà kinh ngạc há to miệng, sau đó lại vội vàng miệng khép lại bởi vì nước mưa lọt vào. Sau đó hắn thấy đám Giê-xu bọn cũng đồng dạng vẽ mặt ngơ ngác nhìn Phó Phong Tuyết, nước mưa lọt vô miệng mà vẫn còn hồn nhiên chưa phát giác ra, lúc này hắn lại cảm thấy chính mình kỹ thuật vẫn là kẻ trấn định nhất. Phó Phong Tuyết chạy lên rất dễ dàng nhưng nếu muốn đưa đám Tần Lạc lên thì lại rất gian nan.
Vách đá vốn thập phần trơn trượt nay lại thêm nước mưa nên dẫm lên giống như là trượt băng vậy. Cũng may Tần Lạc có đạo gia thập nhị đoạn cẩm lại có cả dẫn thể thuật cũng như nhiều năm rèn luyện với ly ma quỷ nên tuy có vất vả một chút nhưng vẫn có thể vững bước tiến lên. Ngoại trừ Phó Phong Tuyết, lão nghịch thiên cường nhân này không cần dây thừng trực tiếp xông lên thì người leo lên đầu tiên chính là Giê-xu, thằng nhãi này xuất thân sát thủ, thực lực cũng không kém. Đối với loại địa hình này rất quen thuộc cho nên tốc độ cũng không chậm. Leo thứ hai chính là đại đầu, hắn muốn nhanh hơn Giê-xu cho nên cắn răng cố gắng bỏ lên. Leo thứ ba chính là Hồng Phu, cô nàng này xuất thân từ Miêu Cương, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu sông núi lòng chảo cho nên cái khối thạch bích này cũng không làm khó được nàng. Leo thứ tư là tổ hợp Ngọc Nữ cùng Quỷ Ảnh, hai người bọn họ cũng buộc lại với nhau bằng một sợi dây thừng. Quỷ Ảnh chỉ còn lại một cánh tay, vốn sẽ làm Ngọc Nữ vướng víu mới đúng thế nhưng tình huống lại khác hẳn. Quỷ Ảnh dùng một tay leo lên tốc độ lại không chậm chút nào. Dây thừng thắt ở bên hông hắn. Hắn dùng lực đi trước leo nhanh hơn cả Ngọc Nữ. Nếu như không phải có Ngọc Nữ thì có lẽ hắn còn leo nhanh hơn cả Giê-xu. Cái này do hắn vốn là cao thủ về tốc độ. Tần Lạc và Ly leo thứ 5, tốc độ của cô vốn không nhanh hơn nữa còn phải chiếu cố Tần Lạc nên càng chậm. Nhất là hai người lại buộc vào cùng một chỗ cho nên tốc độ lại càng thêm chậm. Vốn bọn họ leo vị trí thứ 2 từ dưới lên nhưng Giang Hóa Dương sau khi leo được vài mét thì không leo nổi nữa nên đành quay về. Lúc này Tần Lạc và Ly Thành ra leo chậm nhất. Mặt và cổ Tần Lạc đầy nước mưa bất quá lúc này hắn không có thời gian gạt đi nữa. Hai chân của hắn gắt gao đạp vào chỗ lõm trên thạch bích, hai tay thì dùng sức níu dây leo lên trên, trông giống như là một con nhện ngốc vậy. Ly ở phía trên chừng 2 mét, cô cũng đang dùng sức. Nhìn ra cô muốn bỏ nhanh hơn một ít để giúp cho Tần Lạc nhưng hiển nhiên là đã đánh giá thấp độ khó của thạch bích này. Răng rác, Ly một chân giẫm trượt. Hai tay không còn sức bám, thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới. Tần Lạc tay mắt lanh lẹ muốn dùng sức lôi lại nhưng lực rơi quá lớn nên Tần Lạc cũng đi kéo xuống theo. Bọn họ đang leo cách mặt đất khoảng có 5,6 mét, nếu như hai người đồng thời té xuống, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì toi ngay tại chỗ. Tần Lạc dốc sức liều mạng thò tay bám vào vách đá nhưng vách đá quá trơn nên đầu ngón tay trượt đi. Thân thể rất nhanh rơi xuống chuẩn bị đập lên mặt đất. Trong tình cánh nghìn cân treo sợi tóc này, hai tay Tần Lạc giơ lên rồi đâm mạnh vào thạch bích bóng loáng. Bộp! Hai người liền dừng lại, Tần Lạc gắt gao bám vào thạch bích nhưng thân thể Ly vẫn lơ lửng giữa không trung. Bởi vì dây thừng của cô buộc với dây của Tần Lạc nên chỉ cần Tần Lạc không rơi xuống thì cô cũng có thể vượt qua hiểm quan này. Lúc này hai tay Tần Lạc huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn cứng rắn như sắt bám vào thạch bích. Trong lúc nguy cấp Tần Lạc nhớ tới ngân châm trong tay áo. Cái này hắn vốn muốn dùng để đối phó hoàng đế, không nghĩ tới lúc này lại sớm cứu hắn một mạng. Hai tay của hắn vung châm hung hăng đâm vào thạch bích và thạch bích lại bị hắn dùng ngân châm mềm mại đâm sâu vào. Chương 1371, cậu muốn chiến thì chiến. Một màn này quá mức đột ngột, căn bản làm cho người ta trở tay không kịp. Lại nói thêm, ngoại trừ Phó Phong Tuyết trèo lên đỉnh trước tiên, những người khác còn đang trên đường leo núi, làm sao có thể bận tâm đến bọn họ. Phó Phong Tuyết mặc dù đã đến đỉnh núi, nhưng một mực nhìn chằm chằm mấy người leo phía dưới. Thấy Ly cùng Tần Lạc xuất hiện sự cố, phản ứng đầu tiên của lão chính là lao xuống cứu viện. Cho dù lão dùng tốc độ như vậy lao xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể cứu về Tần Lạc. Bởi vì Ly còn đang ở vị trí phía dưới Tần Lạc 2-3 thước. Nàng là người đầu tiên rơi xuống đất. Cũng may Tần Lạc làm ra phản ứng, hắn dùng hai tay móc cứng ở trên thạch bích ra hai lỗ. Do tay Tần Lạc máu thịt be bét, cho nên mọi người không có biện pháp thấy mấy cây ngân châm hắn nắm trong tay. Hơn nữa, cũng không ai ngờ tới ngân châm có thể đâm thủng tảng đá. Bởi vì chất bạc khá mềm, không thể nào so được với đá cứng. Đợi đến khi thân hình của bọn hắn ổn định, Phó Phong Tuyết cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hô, Tần Lạc thở hổn hển, liền nuốt nước mưa vào cũng đành chịu. Uống chút nước mưa thì tính là gì? Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn việc bọn hắn còn mạng bây giờ? Ly, cô không sao chứ? Tần Lạc la lớn. Không có chuyện gì, Ly nói, thân thể của nàng cố định lại, sau đó móc nhẹ thạch bích bên cạnh, bắt đầu tìm điểm lực. Chỉ cần tìm được điểm lực, cũng không cần mượn lực bên hông Tần Lạc nữa. Nàng lo lắng kéo cả Tần Lạc, hai người lại ngã xuống. Có điều, trải qua đoạn giảm sóc này, cho dù bọn họ ngã xuống từ vị trí này cũng sẽ không rơi quá đau. Bây giờ bọn họ cách mặt đất cũng chỉ có 2-3 thước, cao một tầng lầu mà thôi.
Đợi đến khi Ly từ từ bò lên, Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi nói vừa nãy sao cô cột dây thừng ngang hông của ta, hóa ra là muốn chiếm tiện nghi tôi. Ly nhìn hắn một cái, nói, tay anh không sao chứ? Không có chuyện gì, Tần Lạc nói. Hai người song song bò lên, cũng may không xuất hiện sự cố nữa. Thật vất vả bò lên đỉnh núi, Phó Phong Tuyết cùng đám người Giê-xu, đầu to, quỷ ảnh, ngọc nữ, hồng phu đã đợi rất lâu. Tần, Ly, các người không sao chứ? Giê-xu quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đầu to cùng mấy người hồng phu mặc dù quan tâm mình, cũng sẽ không chủ động hỏi. Cho nên, những lời này của hắn chẳng khác gì là giải thích với tất cả mọi người. Ánh mắt Phó Phong Tuyết nhìn Tần Lạc sáng quắc, nói, nội kình đã phóng ra ngoài. Nội kình gì đã phóng ra ngoài? Tần Lạc hỏi. Tay cậu, Phó Phong Tuyết nói. Tần Lạc giơ bàn tay mình lên, lúc này phát hiện, tay phải của mình có hai ngón tay rơi cả móng, đang chảy máu. Máu vừa chảy ra đã bị nước mưa cuốn đi, cho nên gần như nhìn không thấy vết thương. Tay đứt ruột sót, mãi đến bây giờ hắn mới cảm giác được đau đớn. Sao ngươi móc vào trong đá được? Phó Phong Tuyết hỏi, chỉ cậy vào lực đạo hai tay, thì không thể nào cắm vào trong tảng đá cứng. Tần Lạc lại không luyện qua công phu thiết xa trường. Dùng ngân châm, Tần Lạc nói, trong mỗi tay áo của hắn đều cất giấu hai cây ngân châm. Thời khắc nguy cấp, hắn giơ ngân châm cắm mạnh vào thạch bích. Kỳ quái, ngân châm sao không gãy? Ngân châm cũng làm không được, Phó Phong Tuyết nói. Tần Lạc suy nghĩ nghiêm túc một lát, lúc ấy làm ra hành động điên cuồng như vậy, hắn cảm thấy thân thể của mình tràn ngập lực lượng, giống như một quyền có thể đánh nát tảng đá kia, cảm thấy không có thứ gì có thể ngăn trở mình. Hơn nữa đầu ngón tay có chút nóng rang, chẳng lẽ nói, mình không kìm nổi mà đã dùng khí vận châm của Thái Ất Thần Châm. Bởi vì trong ngân châm có thêm cỗ tinh khí này, cho nên trở nên cứng rắn không gì so nổi. Thấy Tần Lạc lâm vào hồi ức, Phó Phong Tuyết cũng không quấy rầy. Dặn dò một tiếng, lại dẫn đầu leo lên trên. Lúc 4 giờ sáng, mưa rốt cuộc ngừng. Áo quần của bọn họ đều ướt cả, bị gió lạnh khe núi thổi, làm cho người ta run cầm cập. Có điều, trời lạnh luôn tốt hơn trời mưa. Ít nhất, bây giờ tầm mắt của bọn họ rõ ràng hơn rất nhiều. Không cần cứ lo lắng hoàng đế phái người đột nhiên tập kích, đánh lén dưới mưa to. Vốn bọn họ đã từng suy nghĩ dùng phi cơ trực thăng trực tiếp lên đỉnh, nhưng mà làm như vậy, không thể nghi ngờ là tạo một bia sống cho hoàng đế. Dùng tốc độ phản ứng của máy bay, nếu trong tay người của hoàng đế có súng cỡ lớn, có thể bắn nát máy bay một cách dễ dàng. Hơn nữa, cả đám bọn họ từ trên phi cơ nhảy xuống, lúc đó chẳng phải bia sống sao. Giống như là miếng vải đen bị người ta xé rách, phía đông cuối cùng lộ ra một tia mặt trời. Ở lúc vật thể hình cung màu vàng nhạt như trứng gà từ từ nhô lên, bọn họ leo lên đỉnh núi Vũ Hóa Phong. Hoan nghênh, một âm thanh trong trẻo truyền đến. Ở trên đỉnh núi lớn chừng mấy sân bóng rổ này, hoàng đế mặc áo trắng đang đứng ở vị trí bọn họ trèo lên đỉnh để tiếp khách. Khách sáo rồi, Phó Phong Tuyết lạnh lùng đáp một câu. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, Phó Phong Tuyết cũng mặc một bộ trường bào màu trắng, hoàng đế là vest trắng. Hai người đều dùng tạo hình áo trắng xuất hiện, thoạt nhìn sang mà không phàm, rất xứng đôi. Mặc dù vừa rồi mưa to, nhưng y phục của bọn hắn đều trắng tinh, phảng phất như vừa mới mặc. Đám Giê-xu, đầu to, Tần Lạc thì chật vật hơn nhiều, y phục trên người bị nước xối, lại bị gió thổi khô, thoạt nhìn nhiều nếp nhăn, không ra gì cả. Ông rốt cuộc đã tới, ánh mắt hoàng đế một mực nhìn chăm chú vào Phó Phong Tuyết, giống như là gặp được người tình đã lâu. Tôi đợi đã lâu. Hôm nay để cậu đạt được ước muốn, Phó Phong Tuyết nói. Hay lắm, hoàng đế nói, nếu vậy, chúng ta bắt đầu chứ. Sao có thể để hắn bắt đầu như vậy? Tần Lạc xông lên phía trước, nhìn chằm chằm hoàng đế bảnh bao hỏi, Khuynh Thành đâu? Các người giấu cô ấy ở đâu rồi? Lệ tiểu thư là bạn của tôi, sao tôi lại giấu cô ấy đi được? Hoàng đế vừa cười vừa nói. Hắn vỗ tay, liền do ma thuật sư dẫn Lệ Khuynh Thành từ trong một lều không xa đi ra. Đỉnh núi dốc như vậy, bọn họ không ngờ vẫn mang hai cái lều. Bởi vậy có thể thấy được, bệnh thích sạch sẽ của hoàng đế này đến mức nào. Khuynh Thành, Tần Lạc kích động hô, em không sao chứ? Em không sao, Lệ Khuynh Thành vui vẻ trả lời. Nàng muốn nhào vào trong lòng Tần Lạc, giống như là trong tivi diễn. Diễn viên nam nữ trải qua đau khổ rốt cuộc gặp lại, sau đó bọn họ ôm lẫn nhau, thậm chí còn có thể hôn môi. Nhưng ma thuật sư vẫn ở sau lưng nàng.
hơn nữa trong tay nàng còn cây Văn Minh Côn điểm ngực mình. Chỉ cần mình hơi vượt rào, Văn Minh Côn trong tay nàng có thể biến thành ngư can, sau đó đâm người mình một lỗ. Thấy ma thuật sư đi theo sau lưng Lệ Khuynh Thành, Ly liền mở to hai mắt nhìn. Nàng không phải đã chết rồi sao? Sao bây giờ còn sống? Sau một trận chiến đấu kịch liệt, Ly rõ ràng thấy ma thuật sư bị chính nàng thiêu chết. Cả người nàng rút thành một viên cầu, thống khổ dữ tợn như vậy. Sao bây giờ vẫn còn sống? Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tần Lạc rốt cuộc hơi an tâm lại. Một đường đi tới, hắn luôn lo lắng Lệ Khuynh Thành bị bọn họ giết chết. Mấy người này cũng không để ý luật pháp, cũng không quan tâm mạng người. Giết người đối với bọn họ mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản, hoàn toàn do sở thích cá nhân cùng tâm tình hào hứng quyết định. May là Lệ Khuynh Thành cùng Hoàng đế coi như hợp ý, nếu không, lúc này nàng quả thật giữ nhiều lành ít. Tần Lạc nhìn chằm chằm Hoàng đế, nói, anh muốn so đấu với ông ta, bây giờ tôi mời người tới cho anh. Anh có phải nên thả bạn tôi ra không? Hoàng đế giống như là lúc này mới chú ý tới Tần Lạc, rời ánh mắt lên trên người của hắn, nói, xin lỗi. Tạm thời còn chưa thể. Vì sao, anh muốn, ta đã làm được, sao anh có thể nói không giữ lời? Đây không phải là hành vi cao thủ nên có. Anh là hoàng đế mà toàn bộ thế giới đều tôn sùng. Chẳng lẽ anh muốn cho tên của mình hoàng đế sao? Tần Lạc không tiếc sử dụng phép khích tướng. Nếu đối thủ của tôi là người khác, có lẽ tôi sẽ nghĩ làm vậy. Hoàng đế nói, không, nếu đối thủ của tôi cũng là một thân sĩ, tôi căn bản sẽ không mời Lệ tiểu thư làm hướng dẫn viên du lịch của tôi. Nhưng mà, đối thủ của tôi không phải là thân sĩ, bọn họ có thể hủy ước định tùy ý, cũng có thể phản bội lời hứa của mình. Cho nên, tôi không thể thả cô ấy. Ít nhất, ở trước khi quyết đấu, tôi sẽ không tha cô ấy. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ không đả thương nàng. Nàng là một cô gái rất ưu tú. Tôi rất thích cô ấy. Hoàng đế là một nam nhân cực đoan tự luyến lại máu lạnh cực độ, lúc hắn cần nữ nhân, đây chẳng qua là công cụ tiết hỏa. Lúc không cần, hắn đều có thể giết chết các nàng bất kỳ lúc nào. Đối với hắn mà nói, nữ nhân chỉ chia hai loại, có lợi hoặc không có lợi với mình. Lệ Khuynh Thành có thể có được hắn sùng bái như thế, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu truyền đi, nhất định thanh danh cực lớn. Tần Lạc biết mình không phải là một thân sĩ, hắn cũng không làm thân sĩ được. Bởi vì hắn rõ hơn bất kỳ ai khác, ở hoàn cảnh như vậy, thân sĩ thì không cứu được trung y, cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mà, Lệ Khuynh Thành ở trên tay bọn họ, hắn lại không có cách gì cường đoạt. Bây giờ, cách giải quyết vấn đề chỉ có một, Phó Phong Tuyết xuất chiến. Sang, bảo kiếm trong tay Phó Phong Tuyết ra khỏi vỏ, một đạo ngân quang cắt qua tầm mắt mọi người. Cậu muốn chiến, vậy thì chiến. Giọng nói Phó Phong Tuyết nói lành lạnh. Chương 1372, khí cơ giằng co. Gió núi tùy ý, mây xanh cuồn cuộn. Mặt trời vàng mọc lên ở phương đông, núi cao rít gào. Hai thiếu niên áo trắng. Không, một trung niên, một lão già đứng ngạo nghễ đối lập, phảng phất người trong cõi tiên. Một người áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, trong mắt thần quang nội liếm, trường kiếm trong tay lập lòe ngân mang chói mắt người. Một người khác mặc vest, anh tuấn vô cùng, tóc vàng mắt xanh, nụ cười ấm áp, liếc mắt qua, giống như vua trong thành cổ đi ra. Hắn tay không tấc sắt, nhưng toàn thân tràn ngập sát khí bức người. Đã bắt đầu được rồi à? Hoàng đế vừa cười vừa nói. Nói vậy thì không phải có thể dọn sạch rồi sao? Nghe được lời của hoàng đế, ma thuật sư lập tức dẫn Lệ Khuynh Thành đi tới hướng lúc nãy. Nói giỡn, xem chiến ở khoảng cách gần rất kích thích. Nhưng nếu bọn họ không cẩn thận ngộ thương hoặc là bị kiếm khí của bọn hắn sượt tới, không chết cũng tàn phế. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Lúc trước khi hoàng đế dẫn dắt tám đại chiến tướng giết đến tam đại hồng y giáo chủ ở đại chiến Vatican, giáo đồ chúng thương đâu chỉ mấy trăm. Có thể nói là một cuộc chiến tranh quy mô trung đẳng. Anh không tới gần bọn họ, nhưng bọn họ vào lúc kịch chiến có thể sẽ tới gần anh. Hơn nữa tốc độ của bọn họ quá nhanh, thực lực người bình thường căn bản không thể tránh khỏi. Tần Lạc nhìn thoáng qua Lệ Khuynh Thành, cũng đi sát sau lưng ma thuật sư. Cho dù như thế nào, hắn cũng không muốn để Lệ Khuynh Thành biến mất ở trong tầm mắt mình lần nữa. Tần Lạc đi, đầu to, Giê-xu, Hồng Phu còn có quỷ ảnh cùng Ngọc Nữ cũng đi theo. Cứ thối lui, từ phía đông núi lui đến phía tây, ma thuật sư mới ngừng lại. Bây giờ bọn họ cách chỗ hoàng đế cùng Phó Phong Tuyết chiến đấu chừng hơn 100 mét.
để lại sân chiến đấu cho bọn họ còn lớn hơn một sân đá bóng chính quy. Ma thuật sư rốt cuộc ngừng lại, đoàn người Tần Lạc cũng ngừng lại. Đứng lại, ma thuật sư nhìn chằm chằm Tần Lạc quát khẽ một tiếng, tiến thêm bước nữa, nàng liền chết. Nếu nàng chết, cô cũng phải chết, Tần Lạc cười lạnh nói. Hắn nhìn về phía Ly, định hỏi Ly rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy ở Mỹ, lúc trở lại Ly đã nói rõ ma thuật sư đã chết rồi. Bị hỏa hoạn thiêu cháy. Sao bây giờ lại xuất hiện một ma thuật sư? Chẳng lẽ các nàng là chị em sinh đôi? Hay là, thực lực của ma thuật sư này đã cường hãn đến độ có thể biến thành người sống lại? Giống như là cái đuôi thằn lằn, chặt đứt một cái lại mọc thêm một cái. Ly lắc đầu, ý bảo mình cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc ấy nàng quả thật thấy ma thuật sư bị hỏa hoạn vây khốn, cùng với vẻ mặt dữ tợn của nàng cùng tiếng kêu thê thảm. Trong đây nhất định có vấn đề gì đó chưa làm rõ. Tôi đã chết một lần, ma thuật sư nói, giọng nói hờ hững, không thèm coi uy hiếp của Tần Lạc ra gì. Quả thật, nàng chính là chiến tướng của Hoàng đế. Một trong 8 đại chiến tướng đại danh đỉnh đỉnh lại đầy vinh dự. Ở trước khi gặp Tần Lạc, bọn họ gần như là tồn tại bách chiến bách thắng. Mặc dù là sát thủ đứng 3 vị trí đầu của giới sát thủ, lúc gặp bọn họ cũng là kính nể 3 phần. Vì sao? Bởi vì bọn họ không muốn trêu chọc Hoàng đế. Nhưng mà, kể từ sau khi gặp được người đàn ông này, 8 đại chiến tướng liền từ trên thiên đường rơi xuống. Dã thú, Trúc Bản, Vô Tâm, Kim Đồng, cũng với bá tước được xưng là Hoàng đế thứ 2 chết trận, Quỷ Ảnh cùng Ngọc Nữ trở thành tù binh, bây giờ nhìn lại đã làm phản, chỉ có 3 người nàng và Hỏa Thần, Mục Sư còn đi theo bên cạnh Hoàng đế. Nhưng mà, cổ kiêu ngạo cùng tự hào kia, sự e ngại và hâm mộ của những người kia đối với bọn họ đã không còn sót lại chút gì. Lần này đi Trung Quốc là hành trình báo thù, sao không phải là hành trình tìm kiếm lại danh dự chứ? Quỷ Ảnh vỗ nhẹ sau lưng Ngọc Nữ hiểu ý, đi lên trước nhìn ma thuật sư nói, cô là người kiêu ngạo như vậy, cho tới bây giờ đều khinh thường dùng thủ đoạn bắt con tin để uy hiếp người khác. Bây giờ sao mình cũng làm chuyện như vậy? Phản đồ có tư cách gì nói chuyện với tôi? Ma thuật sư quả nhiên khá kiêu ngạo. Đúng, những lời này nói rất đúng. Hỏa Thần từ trong đó một cái lều chui ra, cười hì hì nhìn Ngọc Nữ, nói, đúng là bội phục dũng khí của các người. Chẳng lẽ các người không biết hậu quả phản bội Hoàng đế là gì à? Bọn tôi biết, Ngọc Nữ nói, phản bội Hoàng đế thì chỉ có con đường chết, nhưng mà, nếu không phản bội Hoàng đế, chúng tôi đã sớm chết. Ngọc Nữ quay người liếc Quỷ Ảnh một cái, nhìn chăm chăm Hỏa Thần cười tủm tỉm, nói, hơn nữa, ở trong những ngày còn sống này, tôi đã biết cái gì gọi là tình yêu. Cho dù hôm nay chết, tôi cũng rất thỏa mãn. Hay cho một kẻ si tình, mặt Hỏa Thần giận tới đỏ bừng. Hai người không biết xấu hổ này, bọn họ không chỉ không sợ, ngược lại còn cho phản bội Hoàng đế là một loại vinh dự đáng khoe khoang. Điều này làm cho Hỏa Thần toàn tâm tín nhiệm Hoàng đế lấy Hoàng đế làm thần tượng rất tức giận. Chờ xem, chờ nghênh đón lửa giận của Hoàng đế đi. Ngọc Nữ khẽ cười thản nhiên. Nói, anh làm sao có thể biết Hoàng đế nhất định sẽ thắng chứ? Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thua, Hỏa Thần lộ vẻ kiêu ngạo nói. Luôn có ngoại lệ, Tần Lạc nói, Trung Quốc chúng tôi có câu cổ ngữ, gọi là cường long không ép được rắn độc. Tôi nghĩ anh chắc chắn không hiểu những lời này là có ý gì, tôi cũng không muốn giải thích cho anh. Có điều, anh rất nhanh sẽ tận mắt thấy. Tôi chỉ chờ thực lực mấy kẻ chết nhát chạy trốn lần trước đủ cường hãn, nếu Hoàng đế đánh không tận hứng. Hắn sẽ rất tức giận. Hỏa Thần dương dương đắc ý nói. Lúc mấy người bọn họ xảy ra tranh chấp, Phó Phong Tuyết với Hoàng đế vẫn đứng mặt đối mặt. Khoảng cách chưa đầy 5 thước, hai bên cũng không nhúc nhích. Bọn họ sao còn chưa đánh vậy? Hồng Phu nhỏ giọng hỏi Giê-xu bên cạnh, nếu vẫn không ra tay, chân của nàng sẽ mỏi. Hơn nữa trên đỉnh núi này lại không có sữa chua uống. Bình thường lúc nàng xem tivi đều muốn uống sữa chua. Bọn họ đều chưa có cơ hội ra tay. Giê-xu vừa cười vừa nói. Sao chưa có cơ hội ra tay? Hồng Phu càng không hiểu. Một kiếm bổ qua chẳng phải là được rồi à? Giê-xu lắc đầu, nói, phó lão có thể một kiếm bổ qua, nhưng mà lúc lão di động cơ thể chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Lão lo mình thủ không được sơ hở này. Vậy Hoàng đế sao cũng không ra tay? Hồng Phu bĩu môi, nói, người kia thật bảnh bao. Mưa to như thế vẫn mặc vest trắng. Giống với Tần Lạc, màu mè. Trán Tần Lạc liền hiện hai tuyến đen. Để cho tiện leo núi, mình đã cởi cả trường bào trên người, thay một bộ đồ thể thao tiện cho leo núi.
Hơn nữa màu sắc bộ đồ thể thao này là màu đen. Có quan hệ gì với màu mè? Lão già Phó Phong Tuyết kia cũng mặc áo trắng đó, sao không ai nói lão màu mè đi? Hoàng đế cũng lo như vậy. Giê-xu giải thích, chỉ cần là người, vận động đều sẽ để lại sơ hở hoặc lớn hoặc nhỏ. Những sơ hở này ở trong mắt võ giả tầng thấp như chúng ta rất khó thấy. Có lẽ chỉ trong tiếp xúc thoáng qua, nhưng mà, ở trong mắt cao thủ ngang nhau chính là chỗ hiểm chí mạng. Hắn cũng lo lắng phó lão mượn cơ hội phản công. Một bước trước, mấy bước sau sẽ trước. Nếu để cho phó lão đoạt trước, cơ hội chiến thắng của hắn sẽ giảm rất nhiều. Hồng Phu mở to hai mắt nhìn, nói, vậy cũng không thể cứ đứng ngu như vậy chứ. Giê-xu nhếch môi khẽ cười, lộ ra hai hàng răng trắng noãn. Lúc cười lên khóe miệng hơi vỉnh, con mắt hơi nheo lại, rất có lực sát thương. Thật ra từ ngoại hình mà nhìn, Giê-xu cùng Hoàng đế quả thật có mấy phần tương tự. Chỗ bất đồng chính là khí chất của bọn họ. Ngoại hình Giê-xu càng thô khoáng, khí chất càng đường hoàng. Hoàng đế anh tuấn tuyệt luân, khí chất dịu dàng như ngọc. Giống như là những nam chính trong phim thần tượng Anh Quốc. Hình tượng như vậy thật ra không tương xứng với ngoại hiệu bá đạo kia tí nào. Thật ra bọn họ đã giao thủ rồi, Tần Lạc nói. Hồng Phu nhìn Tần Lạc rất ngạc nhiên, nói, anh cũng xem hiểu à? Một chút, Tần Lạc gật đầu. Hồng Phu liền không phục lắm, nói, tôi còn tưởng anh giống tôi chứ. Sao anh nói bọn họ đã giao thủ rồi? Hồng Phu không quan tâm lời của mình rốt cuộc có bao nhiêu đả kích người. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Hoàng đế cùng Phó Phong Tuyết, nói, bọn họ cũng không động đậy mà. Đấu khí cơ, Tần Lạc nói, đây càng hao phí tinh lực hơn ra tay chân chính. Bọn họ đều phải giữ lực tập trung cao độ, cứ phải tìm cơ hội tiến công, lại phải đề phòng đối phương tiến công. Chưa ra tay, liền chứng tỏ có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Chưa tiến công, đã chứng tỏ bọn họ có thể tiến công từ bất kỳ một hướng nào. Đây là dự phòng khó khăn. Không ngờ anh cũng là cao thủ. Hồng Phu bình luận, Tần Lạc sở dĩ hiểu được những điều này, là vì bản thân hắn đã tu luyện đạo gia thập nhị đoạn cẩm. Biết rõ cảnh giới nhập thần, cũng biết nhập si, rằng co về phương diện tinh thần là rất mệt mỏi. Tần Lạc không cãi nhau với Hồng Phu, tinh thần của hắn cũng đang bị vây ở trong khẩn trương cao độ. Đúng lúc này, Phó Phong Tuyết động. Một kiếm đâm ra, bình bình đạm đạm. Chương 1373, một kiếm vác trời. Không có che khuất bầu trời. Mây đen cuồn cuộn. Không có trời long đất nở, ánh sao thất sắc. Không có hư không nát vụn, ngân hà dạn vỡ. Thậm chí ngay cả kình khí vù vù cũng không có hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Một kiếm này của lão cứ đâm ra như vậy, giống như một đứa bé đang chơi đùa. Kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người. Người kiếm không có hợp nhất, kiếm cũng không có tản mát ra kiếm khí sắc bén. Kỳ quái chính là, nụ cười trên mặt hoàng đế lại càng ngày càng lớn. Giống như tìm được bảo sơn. Chiến thần phương Đông, danh bất hư truyền. Hoàng đế cười như điên. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập, giống như là đang lạy Quan Âm. Chân phải hắn tiến tới một bước, hai tay hợp thành chữ thập đụng thẳng lên kiếm phong trong tay Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết chậm. Động tác của hắn cũng không nhanh. Hai người giống như là đang múa kiếm tình trạng ý thiếp, hoặc nói giống mấy pha quay chậm trong phim. Một động tác chậm đâm thẳng. Một bàn tay đụng vào kiếm, hắn muốn làm gì? Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả người xem. Phản kích như vậy thoạt nhìn không có gì khác với tự sát. Thậm chí, có người còn nghĩ ở trong lòng, hai người này không phải là đang diễn trò chứ. Một người cười như điên nói, chiến thần phương Đông, danh bất hư truyền. Một người khác lãnh khốc mà nói, hoàng đế vương giả, khí phách vô địch. Sau đó, ai đó ném ra một người đàn bà dâm đãng có thể hạ gục hai tuyệt thế cao thủ. Trịnh trọng nói rõ, người mang loại ý nghĩ bất lương này không phải là Tần Lạc. Nếu là người thường, lúc thấy có người dùng tay không để tóm kiếm phong của mình, nhất định phải thêm sức mà đâm, ít nhất phải đâm một lỗ máu trên tay hắn. Nhưng mà, phản ứng của Phó Phong Tuyết lại khác hẳn với người thường. Lão không dùng hết chiêu, trường kiếm đâm tới một nửa, lúc thấy hai tay hoàng đế duỗi tới, chân trái lui về phía sau một bước, sửa đâm thành gọt. Hô! Tốc độ kiếm này đột nhiên nhanh cực kỳ, mắt thường khó phân biệt. Còn hoàng đế lui về phía sau một bước, hai bên lại biến thành trạng thái giằng co. Động tác của bọn họ sao chậm như vậy? Hồng Phu càng xem càng hồ đồ. Ở nơi này là so đấu của hai tuyệt thế cao thủ sao? Rõ ràng là hai tay mơ đang đùa giỡn mà. Lần này, ngay cả Tần Lạc cũng không hiểu.
Đầu to không lên tiếng, Ly cũng không lên tiếng. Giê-xu suy tư trong chốc lát, nói, tôi từng thấy phó lão ra tay, bá đạo sắc bén, không người nào có thể địch được. Lúc lão đối mặt hoàng đế đột nhiên trở nên âm nhu như vậy, làm cho người ta khó hiểu. Ở trong đám người này, thực lực Giê-xu cao nhất, ngay cả hắn cũng không hiểu, những người khác càng không rõ. Ở trong ấn tượng của bọn họ, cao thủ so chiêu đều đánh đến thiên hôn địa ám, trời long đất nở. Hôm nay hai người cao thủ này thật sự rất không cao thủ. Cũng không thể trách bọn họ xem không hiểu, bởi vì bọn họ còn chưa tới đạt tới tầng này. Cương tới cực hạn, chính là âm nhu. Phó Phong Tuyết là nổi tiếng cương mãnh, hoàng đế cũng thế. Hai người dùng bạo đánh bạo, đây là bác đấu, không phải là chém giết. Còn Phó Phong Tuyết vừa ra tay đã dùng ám chiêu, chứng minh trong lòng lão có sát tâm, muốn dùng tốc độ giết chết hoàng đế. Tiên cơ bị Phó Phong Tuyết chiếm dụng, hoàng đế phản kích cũng chỉ có thể dùng nhu chiêu. Vì vậy, ở trong mắt người xem lúc này liền cảm thấy kỳ quặc, cảm thấy không đặc sắc, cảm thấy rất chán. Ông sắp thua, hoàng đế cười ha hả nhìn Phó Phong Tuyết, nói. Trên mặt Phó Phong Tuyết không hề bận tâm, khắc chế tâm tình của mình dao động. Ông vội giết tôi, cho nên ông sẽ thua. Hoàng đế tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhiễu loạn tâm tình Phó Phong Tuyết. Ông sốt ruột, là vì ông không có lòng tin. Tôi là đang hưởng thụ niềm vui thú của chiến đấu. Phó Phong Tuyết vẫn không đáp, để mặc hắn lầm bầm lầu bầu. Gió tiếp tục thổi, mặt trời tiếp tục nhô cao. Hình chứng ngỗng vàng kia bị mực đỏ nhuộm lên, từ từ biến thành màu đỏ thẫm. Vừa rồi còn ở dưới chân bọn họ, trong nháy mắt, đã lên đỉnh đầu. Phong thanh khí sảng, mặt trời mọc phía đông, đây vốn là nơi thích hợp nói chuyện yêu đương. Đáng tiếc, những người này lại phí của trời, lấy ngày tốt cảnh đẹp này để chém giết. Tôi đợi ở đây đã lâu, lại đi xa như vậy, há có thể liền quyết định sinh tử dễ dàng. Phó Phong Tuyết, trước bồi tôi chơi đùa đi. Hoàng đế cười lớn, hào khí thấu trời. Vừa rồi là ông chủ công. Bây giờ ông tiếp một quyền của tôi. Lúc nói chuyện, thân hình của hắn đã động. Không, là đã biến mất tại chỗ. Không ai thấy quỹ tích của hắn, cũng không có ai nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn. Đúng vậy, ngay cả ảnh cũng không thấy. Nhưng mà, nháy mắt biến mất ở cự ly 5-6 thước, khi hắn xuất hiện lại, đã tới sát trước mặt Phó Phong Tuyết. Hắn đột nhiên đưa tay, một quyền đánh vào ngực Phó Phong Tuyết. T. Phảng phất không khí chung quanh quả đấm bị xé rách. Lại phảng phất như uy lực một quyền này khiến không gian ngăn trở ở phía trước nó trở nên vặn vẹo. Người kia vươn tới, quả đấm kia từ nhỏ biến thành lớn. Phảng phất như một thiết chùy do tay không làm thành, một chùy nện lên ngực Phó Phong Tuyết. Một khi đánh chúng, không máu thịt nát bét nội tạng vỡ nát thì không có khả năng. Công kích như vậy, ở trong miệng hoàng đế không ngờ là trước bồi tôi chơi đùa một chút. Phó Phong Tuyết cũng động. Hai chân của lão bất động. Nhưng người lại bắn lên cao, giống như là dưới chân có lò xo. Ở trong quá trình nhảy lên, tay phải lão cầm kiếm từ trên chém nghiêng xuống. Tê. Phát ra tiếng vang tê tê giống nhau, cắt vỡ không khí chung quanh giống nhau. Hơn nữa, vừa nãy thân kiếm màu trắng bạc không ngờ biến thành đỏ rực như lửa. Giống như là mới bị ném vào trong lửa nung lên. Xoẹt. Vạt áo trường bào trên người Phó Phong Tuyết bị quyền phong tổn thương, giống như bị kéo sắc cắt vậy. Rớt xuống từ chỗ bắp chân. Còn vest tây của hoàng đế cũng mất nửa ống tay áo. Ầm ầm. Khoa trương chính là, phía sau vị trí Phó Phong Tuyết mới vừa đứng có một khối đá lớn. Khối đá lớn bị quyền phong đánh úp, nét một khe hở dài hẹp từ trong ra ngoài, bị gió thổi liền giã ra, rớt xuống đất. Còn sau lưng hoàng đế, mặt đất nham thạch cứng rắn, bị kiếm khí kéo lên một đường dài mảnh hẹp nhưng sâu. Bởi vậy có thể thấy được. Kiếm khí Phó Phong Tuyết ngưng luyện đến mức tập trung nào. Sướng, hoàng đế hét lớn một tiếng, đưa tay kéo nhẹ, vest trắng trên người hắn liền biến thành vải rách, thành từng mảnh từ trên người rớt xuống. Bị gió thổi, xoay vòng ở không trung, giống như tơ liễu ở bờ sông tháng 3. Bây giờ, hắn mặc áo trong màu trắng tiện cho vận động, vóc người cân đối, cơ ngực rắn chắc đẩy áo trong gồ lên. Thoạt nhìn phi thường gợi cảm. Phó Phong Tuyết từ trên cao hạ xuống. Một tay cầm kiếm, đứng im lặng. Hoàng đế là kẻ địch mạnh lão gặp trong đời, cho nên, lão cũng ôm thái độ cẩn thận trong đời. Hoàng đế có thể nổi điên phát cuồng, đây là phong cách của hắn. Còn phong cách của lão là cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Chỉ có tìm được phương thức chiến đấu thích hợp với mình, mới có thể phát huy uy lực lớn. Hoàng đế tìm được rồi,
Phó Phong Tuyết cũng tìm được rồi. Đây là hai ví dụ cao thủ điển hình, đều giỏi hơn người, nhưng phong cách chiến đấu lại hoàn toàn tương phản. Phó Phong Tuyết, xuất ra toàn bộ thực lực của ông đi. Hoàng đế giống lớn, giống như là một đứa trẻ đang ở trạng thái kích động. Thân thể của hắn lại động, lấy đà hai bước, người liền bắn cao lên không trung. Mà hắn ở giữa không trung vẫn giữ tư thế chạy, giống như giẫm thứ gì đó dưới chân. Thần kỳ chính là, hắn không chỉ không rớt xuống, ngược lại còn càng chạy càng nhanh, vọt tới đỉnh đầu Phó Phong Tuyết. Trời ạ, Hồng Phu lên tiếng kinh hô, hắn quả thực không có cách gì tin vào sự thực trước mắt. Hắn còn là người à? Không ai xem hoàng đế là người. Có người gọi hắn quái vật, đương nhiên, còn có người gọi hắn là thần. Hắn đứng ở cách đỉnh đầu Phó Phong Tuyết hơn 3 thước, sau đó thân thể đột nhiên xoay tròn. Hai chân hóa thành hai cánh quạt, chỉ cần hơi chút tiếp xúc, là có thể xoắn đầu Phó Phong Tuyết thành thịt băm. Long Quyển Phong, một trong những tuyệt học của hoàng đế. Bởi vì lực bật kinh người cùng thần kinh vận động kinh người của hắn, Long Quyển Phong của hắn gần như là khó giải. Tránh cũng không thể tránh, chạy thì không chỗ chạy. Năng lực ngưng động không gian cường đại khiến hắn có thể theo di chuyển của người ta mà di động. Phó Phong Tuyết không sợ hãi không hoảng hốt, bất động tại chỗ. Tóc của lão bị gió mạnh này thổi bay, sợi tơ buộc tóc bị thổi bay lên không trung. Da thịt trên mặt lão bị thổi đến vặn vẹo, mắt lệch mũi lệch, con mắt cũng không có cách gì mở ra. Nhưng mà, lão vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích. Tới gần, lão rốt cuộc động. Một tay giơ trường kiếm trong tay lên cao. Một kiếm vác trời. Chương 1374, ra tay trước. Nhà cũ của gia tộc Văn Nhân. Mặc dù Văn Nhân Đình lão gia bệnh nặng, nội bộ gia tộc Văn Nhân vừa mới trải qua thanh tẩy, nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn giữ thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa, nàng càng chăm chỉ hơn trước kia, mỗi ngày đều chạy tới công ty xử lý một số công việc. Vị trí gia chủ gia tộc Văn Nhân không quan trọng. Quan trọng là xí nghiệp của gia tộc Văn Nhân nắm trong tay mình. Mặc dù nàng một mẻ hốt gọn mấy nhân vật trọng yếu của gia tộc Văn Nhân, toàn bộ đều nhốt vào phòng người giúp việc của hậu viện nhà cũ. Nhưng mà, cuối cùng vẫn còn một số cá lọt lưới ở bên ngoài, nàng không thể để cho bọn họ gây sóng gió, ảnh hưởng đại cục. Sáng sớm mỗi ngày nàng đều dậy lúc 7 giờ, tắm rửa rửa mặt, ăn sáng, lại rửa mặt, sau đó thay áo quần đi ra cửa công ty. Quá trình này phải 1 tiếng đến 2 tiếng. 6 giờ, còn chưa tới thời gian thức dậy, nhưng mà, nàng lại bị một hồi đập cửa đánh thức. Văn Nhân Mục Nguyệt bò dậy từ trong chăn, hỏi, chuyện gì? Tiểu thư, nhị gia bị bệnh, không ngừng co giật, giọng bác thủy từ cửa truyền vào. Gọi Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt định nói để Tần Lạc đi qua xem thử, nhưng nghĩ tới Tần Lạc đã không còn ở đây, liền sửa lời nói, gọi bác sĩ Vương qua xem thử. Xem rồi, bác sĩ Vương cũng không tìm ra nguyên nhân. Bác Thủy nói, cháu đi xem thử, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vâng, bác Thủy đáp ứng, sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ngơ ngác trên giường, sau đó đi tắm rửa, rửa mặt, mở tủ quần áo ra lựa một cái áo sơ mi đen, cái áo này khiến nàng trông có vẻ kiên cường, không phải là cô nàng yếu đuối mặc người khi dễ. Sau khi đổi giày xong, lúc này mở cửa đi xuống lầu. Văn Nhân Chiếu mở cửa phòng trong khi mắt còn buồn ngủ. Nói, chị, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Văn Nhân Mục Nguyệt vốn không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một chút, nói với hắn, đi rửa mặt, sau đó đi qua với chị. Hay là em về rồi lại rửa nha? Văn Nhân Chiếu nói. Ngay bây giờ, hắn không dám trái ý chị, vội lùi vào phòng mình. Đợi đến khi hắn đi ra ngoài lại, mặt đã rửa qua, ít nhất trên mắt không còn dính ghèn nữa. Tóc đã chải, áo ngủ trên người cũng thay rồi. Là một cái áo tê, xuất cùng quần cao bồi. Chị, rửa mặt xong rồi. Văn Nhân Chiếu nói giống tranh công. Tâm tư đứa nhỏ này luôn đơn thuần như vậy. Đi theo ta, Văn Nhân Mục Nguyệt đi đầu, bước xuống lầu. Văn Nhân Chiếu chạy châm theo ở phía sau, hỏi, chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Văn Nhân Mục Nguyệt không có trả lời, trầm mặc, ngẩng cao đầu, giống một con thiên nga trắng cao quý đi về phía hậu viện. Nhà cũ của nhà Văn Nhân chiếm diện tích phi thường rộng lớn, tiền viện là để chủ ở lại, chỉ có 2 tòa tiểu lâu tinh xảo. Phòng không nhiều lắm, ngược lại có một bãi đỗ xe khổng lồ cùng 1 tòa tiểu hoa viên xinh đẹp. Còn có một bể bơi ngoài trời, có điều kể từ sau khi xây xong chưa từng có người dùng qua. Bởi vì gia đình cứ luôn không hòa thuận, tất
tất cả mọi người không muốn cởi sạch đứng ở trước mặt người khác. Chủ không sai, người giúp việc không dám dùng, nên cứ để trống như vậy. Hậu viện là chỗ ở của người giúp việc cùng vệ sĩ, rộng hơn tiền viện gấp mấy lần, hơn nữa phòng ốc cũng nhiều, chừng hơn 10 dãy. Giữa tiền viện cùng hậu viên cách một cánh cửa sắt, cho dù trời sáng đêm tối đều có người gác. Như vậy tránh cho buổi tối bọn người giúp việc tùy ý đi loạn, xông vào phòng chủ hoặc là mấy chỗ quan trọng như thư phòng. Văn nhân Mục Nguyệt cùng văn nhân Chiếu đi qua cửa sắt kia, bước tới dãy biệt thự thứ hai. Đám người văn nhân không, văn nhân Chăn bị giam ở trong này, có vệ sĩ chuyên phụ trách giám sát. Còn chưa đi vào, bên trong đã truyền tới tiếng ồn ào. Có ai không, có người bệnh, bác hai sắp chết rồi, người đâu mau tới cứu mạng. Văn nhân Mục Nguyệt, mày thả bọn tao ra, nếu không bọn ta không để yên cho mày đâu. Ông tỉnh lại đi, ông tỉnh lại cứu bọn cháu đi. Văn nhân Mục Nguyệt muốn nuốt một mình tài sản, nó muốn giết người diệt khẩu. Chân mày văn nhân Mục Nguyệt khẽ nhíu, nhưng chợt lóe rồi biến mất. Văn nhân Chiếu ngược lại giận đến chửi ầm lên, nói, những người này đúng là đáng hận. Chị muốn nuốt tài sản một mình lúc nào, chỉ có bọn họ luôn có tâm tư hư hỏng như vậy thì có. Ngay cả chỉ số thông minh như văn nhân Chiếu cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, chứng minh bọn họ vô pháp vô thiên, làm thật quá mức. Thấy văn nhân Mục Nguyệt cùng văn nhân Chiếu tới, bốn vệ sĩ gác cửa lập tức cùng hành lễ, nói, tiểu thư, thiếu gia. Mở cửa ra, văn nhân Mục Nguyệt nói. Vệ sĩ lấy chìa khóa mở một nắm chìa khóa đồng ra cố trên cửa chính biệt thự. Hai vệ sĩ tiến lên đẩy cửa ra, có hai vệ sĩ khác bảo vệ ở bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt cùng văn nhân Chiếu. Bọn họ vừa đi vào, cửa lại đóng lại. Tiểu thư, cháu đã đến rồi. Bác Thủy vào trước vội ra đón. Bên cạnh ông cũng có hai vệ sĩ áo đen đi theo, xem ra mọi người đều vô cùng phòng bị với mấy người trong nhà này. Tình hình thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Vẫn đang co giật, không có cách gì khống chế được. Bác Thủy nói, ông đi tới trước mặt văn nhân Mục Nguyệt, nhỏ giọng nói, trên người đều đen. Xem ra giống chúng độc. Chúng độc, sắc lạnh trong mắt văn nhân Mục Nguyệt lóe lên rồi biến mất. Vốn nàng còn hoài nghi là bác hai văn nhân Chăn cố ý giả bộ bệnh. Dùng việc này để bức bách mình thả bọn họ ra. Nếu như là chúng độc, tình huống liền trở nên phức tạp. Hơn nữa, có thể hạ độc với bác hai ở trong nhà cũ của gia tộc văn nhân, như vậy, người kia là ai? Nhà cũ của văn nhân vẫn không an toàn sao? Đây chỉ là hoài nghi của bác. Bác sĩ Vương cũng nói như vậy. Bác Thủy nói, ông cũng không dám nói hết câu này. Bây giờ lão thái gia ngã bệnh, tuy nói cô nàng văn nhân Mục Nguyệt này bình thường coi như tôn trọng ông. Nhưng không tính là thân thiết. Mấy ngày nay ông coi như hiểu rõ, thủ đoạn cô gái này rất độc. Nếu không cẩn thận trêu chọc đến nàng, nói không chừng nàng cũng nhốt mình vào. Văn nhân Mục Nguyệt đi tới gian phòng văn nhân Chăn ở, bên trong đã đầy ắp người. Hai đứa con của văn nhân Chăn canh ở trái phải giường, giả bộ hiếu thảo. Thấy văn nhân Mục Nguyệt đi vào, hai người lập tức lao đến. Văn nhân Mục Nguyệt, mày mau đưa ba tao vào bệnh viện, chẳng lẽ mày định đuổi tận giết tuyệt à? Nếu mày dám làm thế, bọn tao liều mạng với mày. Nếu ba tao chết, mày cũng đừng mong có ngày tốt. Mọi người cá chết lưới rách, mày là cháu gái của ông, ba tao vẫn là con ruột của ông đấy, sau này mày làm sao ăn nói với ông? Mục Nguyệt, đưa bác hai vào bệnh viện đi, mặt đều đen rồi, cũng không thể đợi thêm nữa. Bác sĩ Vương, tình huống thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt không để ý đến kêu la của bọn họ, mà gọi Vương Đào qua hỏi. Ở trong mắt nàng, những người này đã không còn bất cứ giá trị gì, cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Vương Đào mấy ngày nay quả thật có chút sứt đầu mẻ chán. Bệnh văn nhân Đình lão gia còn chưa chữa khỏi, bây giờ lại xuất hiện một căn bệnh không biết chứng bệnh. Mặc dù cầm không ít tiền từ nhà văn nhân, nhưng chuyện cũng thật sự quá nhiều. Đại tiểu thư, tình huống rất bết bát. Vương Đào lộ vẻ ưu sầu nói. Lúc tôi được gọi tới, bác hai đã lâm vào hôn mê, thân thể cứ luôn co giật. Cả người đều lạnh, bọc mấy chăn ấm cũng không được. Trước kia tôi còn tưởng là cảm mạo, cho hắn uống chút thuốc kháng bệnh, châm một châm, nhưng không ngờ tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ thể bác hai đều lạnh cóng, tái xanh, con mắt thâm vàng, mặt biến thành đen. Tôi hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Là chúng độc, Vương Đào cắn răng nói. Hắn biết điều này có thể có liên quan đến ân oán nhà quyền thế, hắn không muốn tham dự vào chút nào. Nhưng mà, chuyện phát triển đến bước này. Dù sao hắn cũng phải cho nói rõ cho người ta biết một tiếng. Sao bàn giao, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
đây tương đương với đặt cửa đánh bạc hoặc là đứng về phe nào. Hy vọng người quản cái nhà này, văn nhân Mục Nguyệt có thể giữ vững vị trí trong gia tộc. Sau này có thể ưu đãi bác sĩ gia đình là hắn nhiều một chút. Độc gì? Không biết. Có giải dược không? Còn cần nghiên cứu thêm. Văn nhân Mục Nguyệt có hơi tiếc nuối. Vương Đào trung quy không phải là Tần Lạc, hắn không phải là vạn năng. Đáng tiếc, Tần Lạc không có ở đây. Lại lần nữa, văn nhân Mục Nguyệt cảm giác được người kia quan trọng với mình như thế. Lý Tư, anh dẫn người đưa bệnh nhân tới viện điều dưỡng. Văn nhân Mục Nguyệt bắt đầu hạ lệnh. Phong tỏa tin tức, ngoại trừ bác sĩ, không cần bất cứ kẻ nào tiếp xúc với ông ta. Một người đàn ông trẻ tuổi ở sau lưng văn nhân Mục Nguyệt trầm giọng đáp. Sau đó vung tay lên, có mấy người áo đen xông lại nâng người lên. Hai người văn nhân tự tức cùng văn nhân muốn đi theo, lại bị những người áo đen khác cản lại. Phùng Luân, anh phụ trách điều tra tất cả người từng đụng vào thức ăn, tìm ra hung thủ hạ độc. Có một thanh niên khác đáp giả. Tiêu Hà. Vâng. Tăng cường đề phòng trong viện, khống chế nghiêm nhân viên ra vào. Vệ sĩ này hung hăng đáp giả, xảy ra chuyện như vậy, hắn và bác Thủy cũng phải có trách nhiệm. Bác Thủy, đại tiểu thư, bác Thủy bước tới. Trông chừng ông cho tốt, văn nhân Mục Nguyệt nói. Vâng, tiểu thư, trong lòng bác Thủy cảm động một trận, nàng giao chuyện quan trọng như vậy cho mình, chứng minh nàng vẫn tin mình. Đi ra biệt thự, văn nhân Mục Nguyệt thở dài. Bọn họ đã ra tay sao? Chương 1375, giọt máu đầu tiên. Nhà cũ của gia tộc văn nhân. Loại bỏ khả năng văn nhân chăn giả bộ bệnh, như vậy, người có thể có năng lực, có cơ hội hạ độc ở nhà cũ văn nhân cũng chỉ có hai nhà Tần Bạch. Nói tiếp có điểm buồn cười, người hiểu rõ anh nhất trên thế giới này, không phải là bạn anh, cũng không phải là người yêu của anh, mà là kẻ địch của anh. Anh ở trước mặt người yêu và bạn bè sẽ hay che giấu, bởi vì anh muốn thể hiện mặt tốt của mình ra cho bọn họ. Nhưng, ở trước mặt kẻ địch thì không. Chị, bác hai quả thật trúng độc à? Văn nhân Chiếu cũng đi theo văn nhân Mục Nguyệt ra ngoài, nhìn nàng vẻ mặt trầm tư, không khỏi lên tiếng hỏi. Ừ, văn nhân Mục Nguyệt nói. Là ai hạ độc, sao bọn họ hạ độc hại bác hai? Văn nhân Chiếu hỏi, bọn văn nhân thật đáng ghét. Không ngờ hoài nghi là chị hạ độc, chị mới không hạ độc ấy. Hừ, nếu là lúc trước, văn nhân Chiếu hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy. Văn nhân Mục Nguyệt hơn phân nửa là không có trả lời. Nhưng mà, bây giờ gia tộc văn nhân sau khi trải qua thanh tẩy lần này, nàng ở vào trạng thái bị cô lập. Nàng cô lập tất cả mọi người ở bên ngoài, những người kia tất nhiên cũng sẽ cô lập nàng. Bây giờ, người nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có văn nhân Đình bệnh nặng không có ý thức ở trên giường cùng với văn nhân Chiếu có ý thức mà giống như không có ý thức. Đây là sự dựa dẫm về mặt tâm lý, bọn họ đều không cần làm gì cả. Bọn họ chỉ cần còn sống, chỉ cần ở bên cạnh mình, vậy thì đủ rồi. Hơn nữa, văn nhân Mục Nguyệt cũng muốn dùng lời nói và việc làm của mình để em trai ngu ngốc của nàng học được nhiều thứ. Ít nhất, để hắn biết lòng người hiểm ác, nàng không thể chiếu cố hắn cả đời. Tần gia, hoặc là Bạch gia, văn nhân Mục Nguyệt nói, cũng có thể hai nhà đều có phần. Sao chị biết, văn nhân Chiếu rất kinh ngạc hỏi. Đoán, vậy là nói không có chứng cớ sao? Văn nhân Chiếu hỏi. Không cần chứng cớ. Vì sao? Văn nhân Mục Nguyệt thật vất vả đè cơn tức không tên trong lòng, nói, là bọn họ làm, suy đoán bọn họ cũng không oan. Không phải bọn họ làm, món nợ này cũng chỉ có thể ghi tạc trên đầu bọn họ. Bởi vì, bây giờ bọn họ là kẻ địch cùng đối thủ lớn của nhà văn nhân. Bọn họ có đủ lý do và động cơ làm bất kỳ chuyện gì. Văn nhân Chiếu nhẹ gật đầu, nói. Nếu sau này chúng ta biết không phải là bọn họ làm thì sao? Em có thể xác định không phải là bọn họ làm, vậy thì chứng minh em đã tìm được hung thủ thật sự. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Ồ, hóa ra là vậy, văn nhân Chiếu nói, chính là nói, oan uổng bọn họ trước cũng không là gì. Đợi đến khi chúng ta tìm được hung thủ thật sự rồi, sẽ rửa sạch hiềm nghi cho bọn họ là được. Có đúng hay không? Ừ, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Chị... Văn nhân Chiếu cười hì hì nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Chuyện gì? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Nếu chị mang thai, vậy nhất định là anh rể làm, có đúng không? Văn nhân Chiếu nói, dù sao anh rể là người có hiểm nghi nhất, hắn có động cơ chuyện này. Chúng ta trước tiên có thể hoài nghi hắn, đợi đến khi tìm được ba của đứa nhỏ. Cút, văn nhân Mục Nguyệt quát lên. Nàng quyết định rồi, không bao giờ ngu ngốc mà đi cứu vớt thứ không có não như văn nhân Chiếu nữa.
Em chỉ là nêu ví dụ tương tự thôi mà. Văn Nhân Chiếu lộ vẻ ủy khuất, cũng không dám trái ý chị. Vội chạy khỏi phạm vi tầm mắt Văn Nhân Mục Nguyệt. Trợ thủ quả của Văn Nhân Mục Nguyệt cầm di động tới, nói, tiểu thư, điện thoại của Lý Tư. Lòng Văn Nhân Mục Nguyệt trầm xuống, nhận lấy điện thoại, nói, hả? Tiểu thư, tôi là Lý Tư. Trong loa truyền đến giọng một người đàn ông. Đã xảy ra chuyện gì? Bác hai đi rồi, trên đường đi tim đã ngừng đập. Lý Tư nhỏ giọng nói. Hắn là vệ sĩ được Văn Nhân Mục Nguyệt phái đi đưa Văn Nhân Chăn đến viện điều dưỡng để được trị liệu. Bây giờ người còn chưa tới đã chết, lo mình sẽ bị trách phạt. Tăng tốc đưa tới viện điều dưỡng, để bác sĩ phụ trách cấp cứu. Văn Nhân Mục Nguyệt hơi chút chần chờ, liền bắt đầu hạ lệnh. Không cần giữ bí mật nữa. Dạ, tiểu thư, Lý Tư đáp ứng nói. Cúp điện thoại, Văn Nhân Mục Nguyệt đưa di động lại cho quả. Làm một chuyện, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Dạ, quả lập tức lấy ra giấy bút mang theo bên người. Thói quen này là học được từ Mã Duyệt làm việc trước nàng. Nàng biết Văn Nhân Mục Nguyệt có thói quen ra lệnh bất kỳ lúc nào, nếu không ghi chép rõ ràng, sót chuyện gì, đều có thể ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Mã Duyệt làm trợ thủ Văn Nhân Mục Nguyệt nhiều năm như vậy, không có sai lầm ở bất kỳ chuyện nào, nên chính là truyền kỳ trong giới trợ thủ các nàng. Bảo luật sư tuyên bố tin tức đầu tiên ra ngoài, Văn Nhân Chăn vì đột phát bệnh tim cấp tính cấp cứu không có hiệu quả nên tử vong. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Hả, quả mở to hai mắt nhìn. Văn Nhân Chăn đã chết, bác hai của Văn Nhân Mục Nguyệt. Thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Văn Nhân Mục Nguyệt quét qua, quả vội xin lỗi, nói, xin lỗi tiểu thư, là tôi thất thố. Tôi sẽ đi xử lý ngay bây giờ. Đi đi, trên mặt Văn Nhân Mục Nguyệt không có bất kỳ cảm xúc gì, như vậy càng khiến tâm tình quả không yên. Nghĩ thầm, tuy nói làm trợ thủ cho Văn Nhân Mục Nguyệt là một vui mừng, có thể tiếp xúc nghiệp vụ quan trọng của công ty, có thể học được rất nhiều việc, hơn nữa có thể lên chức nhanh chóng. Nhưng mà, luôn bị người đẹp lạnh lùng này nhìn chằm chằm như vậy, nàng không bị bệnh tim mới lạ. So với tiền đồ tốt, cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Nếu bởi vì chuyện lần này mà chọc giận nàng, nàng thật muốn cách chức mình, cũng không phải là chuyện xấu. Đợi đến khi quả cũng rời khỏi, Văn Nhân Mục Nguyệt đi một mình ở trong đại viện cây rừng rậm rạp này, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Nàng vốn cho là mình đã sớm quen. Dũng giả tương phùng, chí giả thắng. Hoàng đế là một cao thủ, đây là chân lý cả thế giới đều công nhận. Tên tuổi của Phó Phong Tuyết mặc dù không lớn bằng hoàng đế, nhưng chiến thần Phương Đông cũng không thể khinh thường. Vì đánh cho thống khoái, hoàng đế vừa lên liền sử dụng chiêu hung ác. Long quyển phong, một loại kinh khí mượn thân thể xoay tròn tự nhiên để động không khí chung quanh, khiến khu vực bao phủ của nó gia tăng, hơn nữa tạo thành khí xoáy tự dạng phễu. Ở trong giới tự nhiên, lực sát thương của gió xoáy rất lớn. Còn hoàng đế căn cứ cảnh tượng tàn sát bừa bãi của gió xoáy để ngộ ra long quyển phong này, cũng uy lực khổng lồ như thế. Không khí trong vòng ba thước xung quanh bị rút bớt, bị vặn vẹo, chúng va vào nhau kịch liệt, thổi tóc người bay loạn, thổi mũi người lệch, cũng thổi mặt người trở nên dữ tợn. Cỏ cây trên mặt đất bay tán loạn, cát đá nhảy múa, một hình ảnh thê thảm hãi hùng. Tần Lạc không ngờ hành vi cá nhân của một người có thể thay đổi cả hiện tượng tự nhiên chung quanh, đây hoàn toàn thoát khỏi nhận thức của hắn. Hắn rất kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên sử dụng châm thứ 5 của Thái Ất Thần Châm để theo dõi não vực của người khiến hắn kinh ngạc. Long quyển phong, Giê-xu vẻ mặt ngưng trọng nói. Hoàng đế ra sát chiêu. Từ đất Mỹ trở về, Giê-xu thành phen trung thành của Phó Phong Tuyết. Cho nên, hắn cầu nguyện trong lòng Phó Phong Tuyết ngàn vạn lần không nên thua. Thượng đế, nếu như trên thế giới có chuyện báo ân này, con nguyện chia một nửa trung thành của con với người lên người phó lão. Xin người ban phước cho lão suốt đời. Không chỉ Tần Lạc cùng Giê-xu lo lắng, đầu to, ly, hồng phu thậm chí quỷ ảnh, ngọc nữ cũng vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không thấy sự phản kích của Phó Phong Tuyết. Bọn họ đứng ở chỗ cách không xa, đều có thể cảm giác được sự bá đạo của dòng khí xoay tròn này, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Nếu đặt mình ở phía dưới Long Quyển Phong, nếu đứng ở vị trí của Phó Phong Tuyết, thì sao có thể phản kích? Phản ứng của hỏa thần cùng ma thuật sư lại hoàn toàn tương phản với bọn họ, một người vẻ mặt cuồng nhiệt, người còn lại ánh mắt mê say. Hiển nhiên, bọn họ rất thích cảnh ác liệt như vậy. Phó Phong Tuyết đã phản kích rồi, lão giơ trường kiếm trong tay lên cao. Giống với kiếm đầu tiên lão đâm ra, là bình bình đạm đạm như vậy. Nhưng mà, lại vừa khéo như vậy. Đâm mắt, đâm vào mắt gió.
Đúng vậy, lúc Long Quyển Phong nhanh chóng xoay tròn, khu vực giữa nó sẽ tạo thành một chân không. Chân không này chính là mắt gió của Long Quyển Phong. Trong mắt gió này tuy nói không phải là an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn ôn hòa hơn cuồng bạo bên ngoài nhiều. Mà mắt gió của Hoàng đế lại ngay ở giữa hai chân hắn, nói cách khác. Ở vị trí tiểu đệ đệ của hắn, nếu hắn có. Siêu. Trường kiếm đâm vào miệng gió. Hoàng đế cảm giác được nguy hiểm, hai chân của hắn xoay tròn, thân thể đang xả xuống không ngờ lại nhanh chóng bay lên trái với nguyên lý vật lý học. Tưởng tượng hắn xem mình là quạt gió, hai chân kia chính là hai cánh quạt quấy khí lưu. Trong nháy mắt, thân thể của hắn lại lần nữa trở lại giữa không trung. Thoát khỏi phạm vi công kích của trường kiếm Phó Phong Tuyết. Trên lưỡi kiếm màu trắng bạc của thanh kiếm chém sắt như chém bùn trong tay Phó Phong Tuyết, một viên huyết châu màu đỏ dọc theo thân kiếm chảy xuống. Giọt máu đầu tiên, bị Phó Phong Tuyết lấy được từ trên người Hoàng đế. Chương 1376, thử thái cực của tôi một chút. Trên người mỗi người đều có điểm chí mạng, mỗi chiêu thức đều có sơ hở. Không có người thập toàn thập mỹ, không có chiêu thức nào kín kẽ đến độ nước cũng không lọt. Hoàng đế rất tự kiêu, hắn cho rằng, ở dưới tình huống không khí vặn vẹo mắt thường khó phân biệt này, dùng tốc độ xoay tròn như vậy đáp xuống, anh có thể làm ra phản kích đã rất không tồi, làm sao có thể vừa khéo tìm được điểm chí mạng của hắn. Phải biết bằng, Phó Phong Tuyết khi đó bị gió lớn thổi đến mũi mắt nghiêng lệch, da thịt run rẩy. Ngay cả cơ thể chiến đấu bình thường cũng không giữ được, sao có thể tìm được mắt gió? Lão làm sao làm được? Còn toàn thân hoàng đế đều bao bọc ở bên trong kình phong, gió và cơ thể hòa thành một thể. Hoàng đế chính là gió, gió chính là hoàng đế. Mỗi một chỗ trên người hắn đều có thể trở thành lợi khí giết người. Cũng chỉ có vị trí đáy quần khó có thể bảo vệ nhất. Không có biện pháp, tiểu đệ đệ của hắn cũng không thể chuyển động theo cơ thể được. Hắn từng thử, không thành công. Cánh quạt cần một điểm tựa, cần một cái khung cố định ba cánh quạt với nhau. Đáy quần hoàng đế liền tương đương với điểm tựa của cái quạt kia. Hai tay hai chân chính là bốn cánh quạt nghiền thịt. Mắt thường của Phó Phong Tuyết khó phân biệt, nhưng tâm nhãn đã sớm mở. Mặc dù lão nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn cảm nhận được vị trí đó là nơi sức gió yếu nhược. Một kiếm đâm ra, dễ dàng giành thượng phong. Mặc dù không biết một kiếm này tổn thương bộ phận nào của hoàng đế. Nhưng có máu rỉ ra, đã chứng minh lão lấy được thắng lợi vòng đầu tiên. Một vết thương nhỏ này đối với thân thể cường hãn của bọn họ thì chẳng tính là gì, thậm chí bọn họ lúc thi đấu đối kháng luyện tập bình thường còn thương thế nghiêm trọng hơn cái này. Nhưng mà, vết thương này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chiến đấu của con người, sẽ mang đến áp lực tâm lý cho người đó. Đối với cao thủ chân chính mà nói, đây là chú ý của bọn họ. Trúng rồi, Hồng Phu kích động hô. Hoàng đế bị đánh lui rồi. Đây nhất định là thượng đế phù hộ. Giê-xu không ngừng vẽ chữ thập ở trước ngực. Tôi cầu xin người, người liền ban cho các người một ân huệ. Người vĩnh viễn tồn tại cùng các người, đúng là có thánh linh thật, chỉ là thế nhân không chấp nhận, bởi vì không thể thấy người, cũng không biết người. Nhưng các người lại biết người, bởi vì người thường cùng tồn tại với các người, cũng ở trong các người. Tâm tình Tần Lạc cũng phi thường kích động. Không ngờ cũng nhịn không đi phản bán Giê-xu đổ thành tích chiến quả Phó Phong Tuyết gian khổ chiến đấu giành được lên đầu Thượng Đế. Vừa nãy mọi người đều chờ đợi lo lắng, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Đáng tiếc, vui sướng này không hề dài lâu. Thân thể Hoàng đế bị đả thương càng xoay càng lên cao, bây giờ đã ở trên không trung hơn 10 mét. Thân thể hắn càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt mọi người, giống như là một con nhạn lẻ loi đang bay xa. Trong lúc mọi người cầu nguyện hắn xoay ra khỏi 9 tầng mây, trong vòng 300 năm không trở lại, thân thể hắn giống như là một ngôi sao băng xẹt qua đêm tối nhanh chóng rơi xuống. Đúng vậy, sao băng. Điểm nhỏ vốn màu đen bị ánh mặt trời màu đỏ bao bọc, nhanh chóng rơi xuống, vạch phá không trung. Mà cổ gió xoáy theo thân thể của hắn cùng bay lên đột nhiên biến mất, không biết tung tích. Tới gần, ở lúc thân thể hắn cách Phó Phong Tuyết chừng 5 mét. Một quang cầu màu trắng đột nhiên đập xuống đất. Không chút tiếng động, nhưng mãnh liệt như sấm giật. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nơi quang cầu đi qua, không khí ngăn cản phía trước lập tức bị xé rách. Bởi vì chúng không kịp tản lui, cũng không thoát đi được. Thái cực quang cầu. Ẩn chứa ảo diệu âm dương thái cực, dùng lực thái cực, biến cổ gió xoáy xé rách không gian giúp cơ thể bay lên thành đạn khí trong tay. Quá trình hoàng đế bay lên, thật ra cũng là quá trình hóa kình phong thành kình khí bản thân.
dùng kinh khí mà thân thể của mình tản mát ra dẫn đường cùng hòa tan luồng gió cùng không khí xung quanh, luyện hóa lực tự nhiên để dùng. Nếu chỉ có thể luyện hóa cũng không đủ, bởi vì anh còn cần một vật dẫn. Một vật dẫn có thể sử dụng chúng, khiến chúng tản mát ra năng lượng lớn tùy tâm sở dục. Thái cực, khôi bảo cổ xưa mà Trung Quốc truyền thừa ngàn năm, hoàng đế chỉ nhìn một lần đã say đắm vô cùng. Tư thế duyên dáng mà nhu hòa kia, động tác lưu loát không có bất kỳ đình trệ kia, tín niệm kia, đạo lý dung hợp thiên địa cao âm dương pháp tắc kia. Còn cả kính khí bá đạo ẩn chứa trong đó, lúc này đều làm cho hắn vô cùng yêu thích. Hắn không luyện, hắn chỉ nhìn. Ban ngày nhìn, buổi tối nhìn, trời nắng nhìn, trời mưa cũng nhìn. Thậm chí hắn thuê mấy vị đại sư thái cực biểu diễn trực tiếp, nhưng từ chối bất kỳ giảng giải nào của bọn họ. Bởi vì đây là một loại pháp môn huyền diệu, thứ anh hiểu chính là của anh, thứ tôi hiểu chính là của tôi. Anh áp đặt thứ anh hiểu cho tôi, là áp đặt tâm ma cho tôi. Trên giấy có một số một, anh nhìn ra là số một, tôi nhìn ra là một trái dưa leo. Ai đúng ai sai? Trong mắt hắn, thứ kinh điển chân chính là một thứ không có biên giới. Hắn có thể nhìn hiểu. Sau 3 năm, hắn vái chào thật sâu với những đại sư thái cực kia, đang lúc bọn họ liên tục khách khí, hắn lại đột nhiên ra tay giết hết những đại sư thái cực này. Vái chào, là vì hắn cảm tạ phát ra từ nội tâm. Giết hết, là vì hắn không muốn để những người này dạy thêm ai nữa. Hắn biết, loại công phu này quá kinh khủng. Vào lúc người Trung Quốc còn chưa hiểu rõ, hắn diệt sạch bọn họ. Thái cực, liền thành ngưng kết của hắn, phóng thích ra khí đạn này. Siêu. Đạn khí càng bay xuống, càng trở nên lớn. Do sau khi từ tay hoàng đế bắn ra, thiết đi lực trói, cổ kinh khí bị hắn cưỡng chế áp xúc này liền bắt đầu phân tán không an phận. Ánh sáng càng lúc càng lớn, ở lúc cách Phó Phong Tuyết 2-3 mét, đã có thể bao phủ phạm vi hơn 10 mét. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không khí ngày càng bị xé toạc. Không, dùng Phó Phong Tuyết làm tâm, chỗ hơn 10 thước đã không còn không khí. Không khí đều bị quang đạn này đẩy ra, hoặc là cuốn mạnh vào trong nó. Lần này, Phó Phong Tuyết không dám kiêu ngạo, không định phản kích. Lão cần phải nhanh chóng thoát đi. Quang đạn nổ trên đất, vị trí Phó Phong Tuyết vừa đứng, cũng chính là khu vực trung tâm quang đạn bị bắn thành một hố khổng lồ. Kinh khí không gì sánh nổi này có thể so với kiếm khí, bắn cả nham thạch cứng rắn trên đất nát bấy. Cát bay đá chạy, cây đổ cỏ gãy. Chỗ ánh sáng chiếu, trống trơn một mảnh. Thân ảnh Phó Phong Tuyết như điện, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bắn phá của khí đạn kia. Phanh! Phía sau lưng của lão bị kình khí bên ngoài của quang đạn quét trúng, thân thể văng ngược, sau đó ngã xuống đất. 3. Lúc này hoàng đế hạ xuống đất, tóc đỏ như lửa dựng thẳng lên, con người màu xanh biến thành màu đỏ như máu. Bên trong tản mát ra quang mang thèm máu. Hiển nhiên, hoàng đế đã tiến vào trạng thái chiến đấu thuộc về hắn. Hắn liếm liếm môi, vừa cười vừa nói, cảm giác không tệ nhỉ. Phó Phong Tuyết từ dưới đất bò dậy, mặt thản nhiên mà phủi bụi cùng mảnh cỏ bám trên người. Trên trán của lão có chảy xước rất nhỏ, máu rỉ ra, nhưng mặc kệ máu chảy, cũng không ảnh hưởng đến ngũ quan sâu của lão. Ngay cả lúc bại cũng đẹp trai như vậy. Tạm tạm, Phó Phong Tuyết nói. Nếu tôi là ông, sẽ nhổ máu tụ ở ngực ra. Hoàng đế vẻ mặt thành thật mà khuyên, khí huyết không lưu thông, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái lúc chiến đấu. Đây là chuyện của tôi, Phó Phong Tuyết nói. Sắc mặt của lão tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên, kinh khí vừa nãy đã làm bị thương sau lưng lão, hơn nữa còn tổn thương tới nội phủ. Cũng là chuyện của tôi, hoàng đế nói, chiến đấu của chúng ta vừa mới bắt đầu, tôi vừa tìm được chút cảm giác, tôi cũng không hy vọng thực lực đối thủ của tôi đại giảm. Tôi hy vọng ông mạnh, đủ mạnh. Phó Phong Tuyết không trả lời vấn đề này của hắn, nói, vừa rồi cậu dùng là thái cực. Là thái cực, hoàng đế kiêu ngạo nói. Thái cực của Trung Quốc, ông nhất định cũng không xa lạ gì nhỉ. Không tệ, Phó Phong Tuyết gật đầu nói. Đây là khen ngợi phát ra từ nội tâm. Một người ngoại quốc có thể hiểu sâu văn hóa ẩn hàm thái cực như vậy, sức kình cùng khí lực sử dụng thuần thục cao minh như thế, có thể nói là kỳ tích. Bảo hoàng đế là kỳ tài ngút trời cũng không quá. Cảm ơn khen ngợi của ông, hoàng đế nói. Phó Phong Tuyết một tay cầm kiếm, nói, bây giờ, thử thái cực của tôi một chút. Chương 1377, vô cực là đạo. Mưa to che mắt, không khí ẩm ướt vô cùng. Mặt trời lúc đi ra ngoài vừa rồi còn ở dưới chân người bây giờ đã leo lên đỉnh đầu,
hình bầu dục màu vàng nhạt kia cũng trở thành hình tròn màu vàng ròng. Ánh sáng còn chưa chói chang, giống như là một cái bánh nướng vừa ra lò. Mây mù dưới chân bị xua tan hơn phân nửa, lúc này cây cỏ giữa mưa và gió liền đặc biệt rõ ràng ở trước mắt mọi người. Đồng dạng hiện ở trước mặt mọi người, còn có chiến đấu giữa Phó Phong Tuyết cùng Hoàng đế. Nói thật, một kích vừa rồi của Hoàng đế thật khiến người ta rung động quá mức. Cho dù ném lựu đạn, cũng không có hiệu quả như vậy. Dùng năng lực cá nhân sáng lập ra uy lực ngang với hỏa dược, đây là dạng cảnh giới gì? Thấy Phó Phong Tuyết từ dưới đất bò dậy, phản ứng đầu tiên của Tần Lạc chính là xông qua trị liệu giúp. Hắn biết, Phó Phong Tuyết chắc chắn bị thương. Nếu như không bị thương, lão không thể nào ngã xuống. Lão là người đàn ông bảnh bao như vậy, sẽ chú ý hình tượng hơn với bất kỳ ai khác. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp động, cánh tay hắn đã bị Ly giật phát lại. Không nên qua, Ly nói. Mặc dù nàng cũng rất lo lắng trạng thái thân thể của Phó Phong Tuyết, nhưng nàng rất rõ trận chiến này còn chưa đánh xong. Tần Lạc đi cũng vô ích, ngược lại còn có thể bị Hoàng đế gây thương tích. Ma thuật sư phát hiện động tác rất nhỏ của Tần Lạc cùng Ly, thọt ngư can trong tay tới sau lưng Lệ Khuynh Thành, nói, ai dám đi qua, tôi liền giết cô ta. Bọn họ bắt cóc Lệ Khuynh Thành, vốn là có ý định như vậy. Lo đám người Phó Phong Tuyết cùng Tần Lạc không để ý tới phong độ, dẫn mấy chục thậm chí trên trăm người vọt lên. Lúc đó bọn họ hai quyền khó địch được bốn cước, kết quả chỉ có thể bỏ chạy. Đương nhiên, nếu trong tay có con tin, cũng sẽ không cần lo lắng vậy nữa. Quả nhiên, ma thuật sư vừa nói như vậy, tâm dị động như Giê-xu, đầu to đều chỉ có thể ngừng lại. Bọn họ định đi lên giúp Phó Phong Tuyết, nhưng lại không thể vứt tính mạng nữ nhân của Tần Lạc không để ý. Nếu ma thuật sư thật đâm Lệ Khuynh Thành chết, bọn họ làm sao ăn nói với Tần Lạc? Ít nhất, Phó Phong Tuyết bây giờ còn có lực đánh một trận. Bọn họ còn có thể chờ một chút. Giê-xu cùng đầu to liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm, có biện pháp nào trước tiên có thể trói buộc hai người hỏa thần cùng ma thuật sư này hay không? Con tin ở trong tay bọn chúng, bọn họ chỉ có thể cắn răng nhịn, không có cách gì động đậy. Hoàng đế dùng quang đạn thái cực đánh Phó Phong Tuyết bị thương, Phó Phong Tuyết lại muốn dùng thái cực phản kích. Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, thân hình Phó Phong Tuyết chuyển động, chân phải vẽ nửa vòng tròn xinh đẹp ở trên đất. Lưỡng nghi tức là hai thức âm, dương của thái cực, ẩn chứa hai loại nguyên tố khổng lồ một chính một phản trong thiên địa, ám chỉ thế gian vạn vật. Thái cực nói rõ quá trình vũ trụ từ vô cực mà thái cực, cứ thế vạn vật sinh trưởng. Tay phải nâng kiếm, tay trái nặn quyết, thân kiếm bị kình khí xuyên qua, phát ra tiếng ong ong, giống như không thể chờ đợi được muốn đi cắn nuốt đối thủ. Hai chân đan nhau, người liền chuyển động. Trường kiếm trong tay bay lượn, múa từng mảnh hoa kiếm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, cổ tay Phó Phong Tuyết khẽ run lên, trường kiếm trong tay lóe mạnh quang mang. Kiếm ảnh nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô hạn. Người theo kiếm động, kiếm theo người động. Theo tốc độ múa của Phó Phong Tuyết, giống như trong tay lão có vô số thanh trường kiếm, vô số thanh trường kiếm đang tỏa vô số kim quang. Kiếm tựa sao băng mắt tựa điện, eo như xà hình chân như khoan. Theo bước tiến của Phó Phong Tuyết, thân thể Hoàng đế đã tiến vào trong phạm vi công kích của lão. Lão chém ra một kiếm, phảng phất như mở ra chuồng giam dã thú, vô số ngân xà, mãnh thú cùng múa, gào thét đánh về mục tiêu. Siêu! Hoàng đế bị bước lui một bước. Hắn không tìm được mắt kiếm, cũng không tìm được sơ hở của Phó Phong Tuyết. Cho nên không có cách gì ra tay. Ngày qua tháng trôi, sao đổi giờ chuyển, cũng không thoát khỏi quỹ đạo tròn. Đá mài ra hình trứng, đá lăn nước chảy, đều hợp quy luật tròn. Cầm thú đi nhảy, cũng đều để lại quỹ tích vòng tròn. Phó Phong Tuyết dùng cơ thể xoay quanh vòng tròn, dùng thủ quyết dẫn khí cơ đánh tròn, mà ngay cả trường kiếm chém ra cũng hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Một vòng tròn chụp một vòng tròn khác, một vòng tròn phủ lấy một vòng tròn khác. Như trời trăng sao, như phi ngư điểu thú, như một đại kiệt tác của tự nhiên. Đấu với trời, vui vẻ vô cùng. Đấu với người, vui vẻ vô cùng. Đấu với thiên nhiên, bản thân liền chịu khổ. Lư Vĩ Trung chính thần quán đính, cương nhu viên hòa thượng hạ liên. Phó Phong Tuyết một kích thất bại, trường kiếm trong tay hóa vô hạn mà như một. Mũi kiếm khẽ run, điểm ra hai đóa hoa kiếm. Lúc lên lúc xuống, trên đánh trái tim Hoàng đế, dưới đâm bụng Hoàng đế. Hoàng đế lại lui một bước. Phó Phong Tuyết điểm rất nhanh, lại rất thuận, nên hắn biết làm sao ra chiêu, nhưng lại chậm một bước.
Chuyện thế gian chính là như thế. Rất nhiều chuyện anh biết xử lý như thế nào, nhưng sẽ luôn chậm hơn một bước. Khác nhau giữa cao thủ và tay mơ chính là, cao thủ luôn ra quyền giành trước một bước, tay mơ biết rất rõ làm sao phản kích, nhưng khi hắn đấm tới, nắm đấm của cao thủ đã đánh bay hắn. Thể tùng nội cố thần nội liếm, mãn thân khinh lị đính đầu huyền. Thân thể Phó Phong Tuyết vọt lên cao, dùng một tư thế vô cùng đẹp giơ trường kiếm lên cao chém xuống. Hoàng đế lui một bước nữa. Đáng tiếc lần này còn chưa lui hết, áo trong trên người bị chém rách một đường, lộ ra cơ bắp rắn chắc của hắn. Trên cơ thể xuất hiện một tuyến đỏ, rất nhanh, tuyến đỏ kia liền càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, lồng ngực của hắn bị kiếm khí của Phó Phong Tuyết gây thương tích. Hay, 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 hoàng đế kêu to ba tiếng. Đã ghiền, thật sự là đã ghiền. Hắn xem thái cực ba năm, ngộ thái cực ba năm, nhưng không ngờ, hóa ra thái cực còn có đấu pháp như thế. Phó Phong Tuyết khiến hắn mở rộng tầm mắt, cũng làm cho hắn kích động khó có thể kiềm chế. Tới nữa đi, hoàng đế hét lớn, ông xứng chiến với tôi. Cơ thể Phó Phong Tuyết còn đang xoay tròn, bộ pháp của lão thấm sâu thái cực. Y muốn thân thẳng, 10 bước phá địa lao, hai gối hơi trầm xuống, nới khố dịch eo, hai khuỷu tay kết hợp hai gối, tám phương mặc tiêu giao. Âm dương hư thực biến đổi đột ngột, ngọn suối sinh mạng ở bên hông. Phong trầm giọng quát, thân thể của lão càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng gấp, giống như là hoàng đế biến mình thành gió xoáy, biến thành cánh quạt lớn. Thái cực giả, vô cực mà sinh, động tĩnh chi cực, âm dương chi mẫu, động thì phân, tĩnh thì hợp. Lần này, Phó Phong Tuyết phát huy thái cực đến cực hạn. Lão chân mang thái cực, trường kiếm múa thái cực, cả người chính là một thái cực lớn âm dương trung hòa. Lão hóa thân thành thái cực. Nhất là nhị, nhị là tam, tam hóa vô hạn. Vô số Phó Phong Tuyết xuất hiện, mỗi người đều múa trường kiếm xoay tròn. Hư hư thật thật giả giả. Vô số Phó Phong Tuyết kia lao thẳng tới hoàng đế, cũng có vô số thanh trường kiếm đánh về phía hoàng đế. Hoàng đế lui nữa. Đây là lần thứ tư hắn lùi bước, lần thứ tư lùi bước. Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở trong chiến đấu trước kia. Người có thể bước hoàng đế lùi 4 bước, cả thế giới chẳng có mấy. Hắn lui, Phó Phong Tuyết tiến. Hoàng đế lại lui, Phó Phong Tuyết lại tiến. Hoàng đế lui, Phó Phong Tuyết xông tới. Bọn họ vẫn duy trì động tác tốc độ cao, vẫn duy trì cùng một tư thế. Cho dù bất cứ thời điểm nào, trường kiếm trong tay Phó Phong Tuyết đều cứ ngắm chuẩn vào bên hông hoàng đế. Lúc này hai chân hắn khó có thể để ý, hai tay lại ở vị trí không tiện cứu viện. Mà phần eo bản thân chính là chỗ yếu ớt của cơ thể con người, mình lại không có năng lực tự cứu. Rắc rắc, ủng da của hoàng đế dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn, phảng phất như mặt đất đều bị hắn dẫm sập. Vù vù vù, hai chân Phó Phong Tuyết rơi xuống đất không tiếng động, đạp tuyết không chút dấu vết. Đây chính là cảnh giới kỳ diệu của thái cực, mượn gió mà đi, mượn lực đánh lực. Siêu, trường kiếm trong tay Phó Phong Tuyết lại hóa vô hạn làm một, người kiếm hợp nhất, đâm thẳng vào eo hoàng đế. Quang mang kia hợp lại, tư thái dùng bản thể làm kiếm kia khiến hoàng đế cảm thấy nguy hiểm. Vô cực tức đạo, là trạng thái càng nguyên thủy, càng trung cực hơn cả thái cực. Phó Phong Tuyết đánh ra không phải là thái cực, là vô cực. Người giữ cửa long tức nhiều năm, không ngờ lại khiến lão thành tựu đạo tâm. Giống. Hoàng đế nổi giận. Hắn gào thét một tiếng, đánh ra một quyền. Chương 1378, tạo thế. Uống trà sớm vốn là phong tục của người phương Nam, nhưng dung hợp theo văn hóa Nam Bắc, người phương Bắc cũng dưỡng thành thói quen uống trà ăn điểm tâm. Khách sạn Vương Phủ, Yến Kinh cũng nổi tiếng là khách sạn làm ra điểm tâm chính tông. Trước kia, vào giờ ăn sáng mỗi ngày, trước cửa người xe tấp nập, hết sức náo nhiệt. Với giá cả tiêu phí đắt đỏ trong khách sạn, bảo ngày vào cân vàng để hình dung cũng không quá đáng. Hôm nay, khách sạn Vương Phủ không ngờ không buôn bán. Cửa lớn canh gác nghiêm ngặt, từng hàng vệ sĩ áo đen đứng ở hai bên, không bỏ qua bất kỳ góc chết nào, xem ra có nhân vật quan trọng gì đó sẽ tới đây. Tổng giám đốc khách sạn Vương Phủ là Lưu Hoa, coi như là nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh. Nhưng mà, hôm nay hắn đứng ở sau lưng một người đàn ông mặt chữ quốc giống như một người hầu. Mặt chữ quốc họ Nghiêm, là lão nhị Nghiêm gia. Ở trong mấy nhóm nhỏ thì có chút danh tiếng, nhưng ở trong giới có danh tiếng thì lại không ai biết. Vẻ mặt của hắn cũng rất ngưng trọng, đứng ở dưới bậc thang kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng lúc này, một đoàn xe màu đen từ từ tới. Ông chủ, tới rồi, Lưu Hoa nhỏ giọng nói ở bên cạnh Nghiêm Tùng. Ừ, Nghiêm Tùng khẽ gật đầu, bước ra nghênh đón. Lưu Hoa vội đuổi theo, lúc chiếc xe ở giữa vừa dừng lại, liền vội vàng giúp mở cửa xe. Nhưng khi hắn thấy Nghiêm Tùng làm động tác giống hắn, hắn lập tức lui về phía sau một bước. Nói giỡn sao, tranh vỗ mông ngựa với ông chủ mình, tí nữa còn không bị hắn giết chết mình sao? Nghiêm Tùng khom người xuống, đi tới trước mặt xe ben ở giữa phụ mở cửa xe, trên khuôn mặt chữ quốc gọn gàng làm cho người ta cảm thấy vô cùng nghiêm túc không ngờ lại đầy vẻ cười. Tần lão, bác đại giá quang lâm, khiến khách sạn thật vinh dự. Nghiêm Tùng cười ha hả nói. Lúc nói chuyện, lấy tay che ở biên trên cửa xe, tránh người trong xe lúc đi ra ngoài đụng vào đầu. Sau đó, một lão nhân gầy mặc trang phục thời đường màu trắng tinh thần vô cùng phấn chấn liền từ trong xe chui ra. Lão vỗ vỗ vai Nghiêm Tùng, nói, lần trước lúc thấy Tiểu Nghiêm, có lẽ đã nhiều năm trước nhỉ. Lúc đó cháu mới từ nước ngoài trở về, còn giữ tóc dài ấy chứ. Bây giờ tóc ngắn thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều. Cảm ơn Tần lão, bác già là khách quý, cháu bảo phòng bếp làm mấy món đặc sắc của phương Nam. Bác ăn xong rồi cho ý kiến, khách sạn bọn cháu cũng dễ cải tiến. Nghiêm Tùng cười ha hả nói. Cho ý kiến thì bác không dám, các cháu là nhân sĩ chuyên nghiệp, miệng của bác không chê được. Tần lão ra nói, lão ngẩng đầu nhìn cửa chính khách sạn Vương Phủ, nói, chỉ là đi ra ngoài ăn cơm, các cháu làm to như vậy làm gì? Các bác có thể ăn cơm ở đây, người khác liền không thể tới hả? Tần Túng Hoành đi sát sau lưng vội tiến lên nói, ông, đây là chút tâm ý của anh Nghiêm. Anh ấy biết ông thích yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy. Nếu anh Nghiêm đã sắp xếp hết rồi, ông cứ nhận phần tâm ý này của anh ấy đi. Ừ, nhưng lần sau không thể như vậy nữa. Tần lão gia vừa cười vừa nói. Dạ dạ, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nghiêm Tùng liên tục gật đầu. Tần Túng Hoành cùng Nghiêm Tùng bắt tay, nói, anh Nghiêm, phần nhân tình này em xin nhận. Túng Hoành, em nói gì vậy? Lão gia tới khách sạn nhỏ của anh ăn cơm, đó là nể mặt anh, nếu Nghiêm Tùng anh không chiêu đãi thật tốt, chuyển đi sẽ bị người ta đâm cột sống. Nghiêm Tùng nghiêm mặt nói. Hắn khom người xuống, đi tới trước mặt Tần lão gia, nói, lão gia, Huyền Vũ sảnh đã chuẩn bị xong cho bác. Hoàn cảnh chỗ đó rất tốt, không khí cũng tốt, ăn cơm thoải mái. Ừ, cứ chỗ đó đi, Tần lão gia nói. Cả đám người đang định nhấc chân đi vào, lại có một đoàn xe chạy tới. Tần lão gia dừng bước, cười ha hả nói, Bạch lão đầu tới rồi. Chúng ta liền đợi lão một lát đi. Trong lòng Nghiêm Tùng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn đang lo nên đưa Tần lão gia vào hay là ở lại bên ngoài đón Bạch lão gia đây. Hai lão này ai cũng không thể đắc tội được. Không nói thứ khác, chỉ hai cháu của bọn họ đã không phải dễ trêu chọc. Anh nể mặt một người, lại không nể mặt người kia, vậy mình sẽ đắc tội với người ta. Trong mọi người ở đây, phân lượng Tần lão gia nặng nhất. Lão nói đợi, mọi người tất nhiên phải đợi rồi. Nghiêm Tùng cùng Tần Túng Hoành còn có Lưu Hoa vội đi qua, kịp thời đón Bạch lão gia từ trong xe ra. Bạch lão, tinh thần bác càng ngày càng tốt, trông khí sắc này, sống thêm tới trên trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Bạch lão, mời, Nghiêm Tùng lại đổi kiểu nói để nịnh bợ Bạch lão gia. Bạch lão gia mặc một bộ trường bào màu xám, đen hơn, cũng gầy hơn Tần lão gia. Sắc mặt vàng vọt, người thoạt nhìn yếu hơn một chút. Nhưng ánh mắt của lão vô cùng sắc bén, bị lão nhìn lên một cái khiến cho người ta cảm thấy cả người phát rét. Cảm ơn Nghiêm Tùng, xưng hô của Bạch lão gia chính quy hơn, cũng xa lạ hơn. Bạch lão khách khí rồi, ngài có thể tới là vinh hạnh của cháu, Nghiêm Tùng vội nói. Bạch Phá Cục bắt tay với Nghiêm Tùng, sau đó cùng Bạch lão gia đi tới trước mặt Tần lão gia đứng ở dưới bậc thang. Lão Tần, để ông chờ lâu, Bạch lão gia cười ha hả nói. Tôi cũng mới tới, đang định đi vào ấy chứ. Thấy xe ông cũng tới, liền đứng ở cửa đón. Trên mặt Tần lão gia cũng đầy vẻ tươi cười. Cửa khách sạn Vương Phủ, hai lão già bắt tay thật chặt, có loại cảm giác bão táp xảy đến. Bao nhiêu năm rồi, mới xuất hiện một màn trước mắt. Chỉ ăn cơm mà thôi, bọn tiểu bối làm quá long trọng, Tần lão gia chỉ vào đám vệ sĩ nói. Hiếu tâm của bọn con cháu vẫn đáng tán dương, Bạch lão gia nói. Lão Bạch, mời, Tần lão gia nói. Lão Tần, mời, Bạch lão gia cũng chắp tay nhường. Nghiêm Tùng vội đi trước dẫn đường, dẫn đoàn người vào phòng đã sớm chuẩn bị sẵn. Đây là gian phòng của khách sạn Xa Hoa Vương Phủ,
có thể chứa đồng thời 18 vị khách vào ăn cơm. Bây giờ chỉ có ông cháu Tần Túng Hoành cùng ông cháu Bạch Phá Cục, liền có vẻ hơi rộng. Nhưng Nghiêm Tùng lại không thể không sắp xếp như vậy, nếu không, chính là người mất cấp bậc lễ số. Nghiêm Tùng dặn dâng trà điểm tâm lên, luyến tiếc mà chào, rồi im lặng lui ra ngoài. Hắn biết, trường hợp hôm nay không thể có người ngoài ở đó. Nhưng không ngờ chính là, Tần lão gia cùng Bạch lão gia nhiều năm không gặp cũng không thảo luận cơ mật thương nghiệp, đại sự gia tộc gì, ngược lại khen không dứt miệng với điểm tâm trên bàn, sau đó nói say sưa về đồ ăn ngon, cảnh đẹp trên thế giới. Bọn họ có thể ngồi cùng một chỗ uống trà sớm, đã biểu lộ lập trường hai nhà Tần, Bạch liên hợp. Nói những thứ này cũng không còn thấy thú vị nữa. Tần Túng Hoành cùng Bạch Phá Cục ở bên cạnh ân cần hầu hạ, ngược lại ngửi được mùi ngon. Sức ăn của người già cũng không nhiều, sau nửa tiếng, hai người đã ăn no. Sau đó bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nói tinh thần mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi. Tần Túng Hoành, Bạch Phá Cục vội đỡ vịn bọn họ đứng dậy, tiễn bọn họ xuống dưới lầu. Nghiêm Tùng vẫn canh giữ ở bên ngoài phòng lại xuất hiện, cùng Tần Túng Hoành, Bạch Phá Cục đưa hai cụ xuống lầu. Tới bãi đỗ xe, Tần lão gia nói với Tần Túng Hoành, cháu cũng không cần theo lão già này về. Thanh niên có chuyện riêng cần làm, không thể trở nên chậm chạp nặng nề giống bọn ông được. Dạ, ông, Tần Túng Hoành khom người nghe lời. Phá Cục, đi làm chuyện của mình đi, Bạch lão gia nói với Bạch Phá Cục. Sau đó, hai lão già đều tự ngồi xe riêng của mình rời đi. Đợi đến khi đoàn xe đi xa, Tần Túng Hoành nhìn Bạch Phá Cục, vừa cười vừa nói, anh Bạch, ăn uống chút gì thêm không? Nói thật, tôi còn chưa ăn no. Tôi cũng nghĩ thế, Bạch Phá Cục cười to. Ông ngồi ở bên cạnh, thật đúng là không tiện mở miệng ăn. Vẫn là gian phòng huyền vũ, có điều hai người không ngồi bàn lớn, mà chọn mấy món điểm tâm bưng lên bàn nhỏ. Anh Bạch, động tác của anh thật không chậm nha. Tần Túng Hoành vừa cười vừa nói, vừa uống trà, vừa tống điểm tâm màu xanh biếc vào trong miệng. Xem ra hắn quả thật đói bụng. Động tác gì? Bạch Phá Cục hỏi. Với tốc độ ăn của hắn, mấy bánh tròn tinh xảo ngon miệng này hắn có thể một ngụm nuốt sạch. Sao, Văn Nhân Chăn không phải là anh hạ thủ à? Tần Túng Hoành nghi ngờ hỏi. Tôi còn tưởng là anh hạ thủ chứ. Bạch Phá Cục vừa cười vừa nói. Hả, đây đúng là việc lạ. Tần Túng Hoành lâm vào trầm tư. Có điều, động tác Mục Nguyệt vẫn rất nhanh. Nàng đã bảo người công bố tin Văn Nhân Chăn chết. Bệnh tim đột phát không cấp cứu kịp nên tử vong. Hắc hắc. Bây giờ cho dù chúng ta quậy nước ao này lên, sợ cũng chỉ có thể làm có hạn. Vậy cũng không thể không làm gì. Bạch Phá Cục nói, Mục Nguyệt thật thông minh. Đầu tiên liền công bố tin Văn Nhân Chăn chết, tránh ngoại giới suy đoán lung tung. Có điều, chúng ta cũng có thể thêm thắt chút vào trong. Mặc dù không thể lay động căn bản của xí nghiệp Văn Nhân, cũng có thể khiến bọn họ loạn càng thêm loạn. Anh hùng không để ý cái trước mắt, Tần Túng Hoành nói phụ họa. Nhưng tôi không phải là anh hùng. Bạch Phá Cục lắc đầu, tôi cũng không định làm anh hùng. Anh hùng, là tên gọi của kẻ thất bại. Chương 1379, đoạn kiếm. Ẩn cư nhiều năm, lão gia hai nhà Tần, Bạch vẫn luôn ở trạng thái đối địch tề tụ uống trà ở khách sạn Vương Phủ. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Yến Kinh, cũng truyền vào trong tai Văn Nhân Mục Nguyệt. Bọn họ đây là tạo thế, cũng là chỉnh hợp vì tài nguyên. Quả Vương ngồi đối diện Văn Nhân Mục Nguyệt, vẻ mặt ngưng trọng mà báo cáo. Đây là để bọn họ tuyên cáo lập trường của mình với người thuộc trong ngành. Cũng đang báo cho người ngoài, không nên tùy tiện nhảy vào trận đấu này. Hai nhà Tần, Bạch liên thủ, không có ai dám đi đối mặt tổ hợp của hai chùm sò này. Vẻ mặt Văn Nhân Mục Nguyệt rất bình tĩnh, nàng không giật mình với tin tức này tí nào. Đã quyết định hợp tác, tất nhiên phải thoải mái đứng ra cho thấy lập trường. Nếu luôn núp ở phía sau màn, ngược lại sẽ bị người xem thường. Hơn nữa, với uy vọng của lão gia Tần gia cùng lão gia Bạch gia ở giới thương nghiệp, lực ảnh hưởng ở Yến Kinh, hai người bọn họ cùng nhau uống trà, sẽ mang đến cho người ta áp lực tâm lý rất lớn. Bất kỳ người nào nghĩ tới phải đối mặt với đả kích của hai nhà bọn họ, đều không thể không thận trọng suy nghĩ đến lập trường của mình. Nàng không thể ảnh hưởng đến người khác làm gì, chỉ có thể khiến mình trở nên cường đại. Chuyện bác hai xử lý thế nào rồi? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Tin bác hai chết đi đã truyền ra ngoài. Tiếng bàn tán của giới bên ngoài rất lớn, mọi người vẫn rất tín nhiệm nguyên nhân bệnh mà chúng ta tuyên bố ra. Đương nhiên, cũng có một số tạp âm, Quả Vương nói hàm xúc, Văn Nhân Chăn đột nhiên chết, mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt đã công bố tin này ra ngoài trước, chiếm tiên cơ trước. Nhưng vẫn có không ít người bàn tán,
nói đây là gia tộc Văn Nhân đang tiến hành thanh tẩy nội bộ, Văn Nhân Mục Nguyệt người khống chế xí nghiệp Văn Nhân đang hạ độc thủ với người thân của mình. Lần này, cho dù thế nào Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không thoát khỏi danh như vô tình vô nghĩa. Cho dù người bị hại từng phạm lỗi gì, bên ra tay kia cuối cùng vẫn phải gánh đại bộ phận trách nhiệm. Bạch Phá Cục như thế, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng như thế. Trong tiềm thức, tất cả mọi người có tâm lý đồng tình với kẻ yếu. So với Văn Nhân Mục Nguyệt, Văn Nhân Chăn đã chết tự nhiên là kẻ yếu. Người cũng bị người ta hại chết rồi, vậy còn chưa đủ yếu sao? Chỉ cần tiếng xôn xao chính có lợi cho chúng ta thì đủ rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, người nên tin tưởng phải tin tưởng, người không nên tin. Cho dù nói gì bọn họ đều sẽ không tin. Dạ, tiểu thư, Quả Vương gật đầu đồng ý. Nghĩ thầm, vẫn là Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn thấu. Anh không phải là tiền mặt, không có cách gì khiến tất cả mọi người thích anh. Thứ anh có thể làm, chỉ có thể khiến những người nên thích anh sẽ thích anh. Có một số người, là không tranh thủ được. Ví dụ như người hai nhà Tần, Bạch bây giờ. Cho dù giải thích của anh đầy đủ cỡ nào, bọn họ vẫn nhận định anh là hung thủ giết người. Trở về tổng bộ đi. Ở đó cần ông, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Dạ, Quả Vương đứng dậy, tiểu thư, cho dù thế nào, chúng tôi đều đứng ở bên cô. Chúng tôi tin, cô sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Chúng tôi cũng tin, lão gia nhất định sẽ tỉnh lại. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn mà ngẩn người, dường như đang suy nghĩ viễn vong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, bác Thủy rón rén đi vào, nói, tiểu thư, có một vị tiểu thư họ Lâm tới gặp cháu. Họ Lâm, lông mày Văn Nhân Mục Nguyệt hơi nhướng, khóe môi kéo lên một độ cong quỷ dị. Ừ, nàng còn đưa danh thiếp, bác Thủy nói, sau đó, hắn đưa danh thiếp trong tay tới. Văn Nhân Mục Nguyệt nhận lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, hơi chút trầm tư, liền nói, đi ra ngoài đón. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. BMW của Lâm Hoán Khê đỗ ở bên ngoài, nàng đứng một mình ở trước cửa sắt đại viện giàu có này. Trang phục công chức màu trắng, áo sơ mi lụa màu bạc, trên cổ buộc một cái khăn lụa màu tím. Tóc vấn lên đầu lộ ra cái cổ thon dài, cả khuôn mặt tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Hình tượng tịnh lệ, động lòng người chính là khí chất của nàng, giống như là một đóa hoa ngọc lan nở lặng lẽ trong thâm cốc sâu kín. Đám vệ sĩ lập tức nhìn chằm chằm vào nàng, mặc dù đã nhìn quen gia tộc Văn Nhân người đẹp đông đảo, nhưng lúc thấy Lâm Hoán Khê vẫn cảm thấy rất đẹp. Cô gái này đều không giống với tất cả nữ nhân nhà Văn Nhân, có một cổ hương vị độc đáo. Văn Nhân Mục Nguyệt ra đón, dừng bước ở trước mặt Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê nhìn cô gái nghiêng nước nghiêng thành này đi ra, vẻ mặt ung dung. Các nàng đứng mặt đối mặt, nhưng không ai mở miệng nói chuyện trước. Các nàng quen, nhưng lại không quen. Văn Nhân Mục Nguyệt không biết nói gì, cho dù chỉ số thông minh của nàng cao tới đâu, cũng không nghĩ sẽ đối mặt một màn quỷ dị như vậy. Mà Lâm Hoán Khê chủ động mà đến cũng không biết nên nói gì, thậm chí mãi đến giờ nàng cũng chưa nghĩ kỹ sao mình lại tới đây. Bác Thủy là người thông minh, ngay lúc này tất nhiên phải do hắn tới hòa giải. Hắn khom lưng đi tới giữa hai cô gái, vừa cười vừa nói, tiểu thư, hay là mời khách vào trong nhà uống trà. Mời, Văn Nhân Mục Nguyệt làm ra tư thế mời. Cảm ơn, Lâm Hoán Khê nói. Hai người ngồi đối diện nhau ở phòng trà, đánh giá đối phương, nhưng ánh mắt không hề chạm nhau. Rất ăn ý, ánh mắt của các nàng lại chuyển tới hòn non bộ bên ngoài. Người giúp việc đưa nước trà lên, rồi lại lui ra. Các nàng cầm chén uống trà, vẫn không nói tiếng nào. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây như vậy, các nàng dồn cả tinh lực vào tách trà trong tay cùng phong cảnh bên ngoài. Giống như Lâm Hoán Khê tới đây chính là vì để uống chén trà ngắm phong cảnh. Khi uống hết nước trà, chén trà trở nên nguội lạnh, Lâm Hoán Khê đứng dậy, nói, nếu có gì cần tôi giúp, trên danh thiếp có số điện thoại của tôi. Nói xong, xoay người rời đi. Văn Nhân Mục Nguyệt sửng sốt một chút, đứng dậy đưa tiễn. Lui một bước, là chiến lược. Lui hai bước, vẫn là chiến lược. Lui ba bước, cũng có thể nói là chiến lược. Lui liên tục không ngừng, đó chính là yếu thế. Đây là việc hoàng đế không thể chịu được. Mặc dù hắn vẫn không tìm được sơ hở của Phó Phong Tuyết, mặc dù hắn biết một kích này phi thường nguy hiểm. Nhưng mà, sự tình liên quan đến tôn nghiêm, hắn phải lấy mạng đổi mạng. Chiến đấu không có nguy hiểm không phải là chiến đấu, là đấu võ. Hắn thích cảm giác bồi hồi bên bờ sinh tử này. Hoặc là sống, hoặc là chết. Đơn giản rõ ràng,
nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Phó Phong Tuyết sử ra là Thái Cực Kiếm. Đương nhiên, còn có một cái tên khác, gọi là Vô Cực Kiếm. Người kiếm hợp nhất, rót kiếm khí toàn thân vào kiếm phong, đâm thẳng vào tử huyệt của Hoàng đế. Hoàng đế một quyền đánh ra, quả đấm đánh thẳng vào mũi kiếm Phó Phong Tuyết. Quả đấm thép với kiếm sắc bén. Cậu nghĩ mình là Thượng Đế à? Thấy loại phản kích ngu xuẩn này của Hoàng đế, trong lòng đám người Tần Lạc đều nở hoa. Thượng Đế ơi, hắn bị ngớ ngẩn rồi sao? Giê-xu nhỏ giọng nói, không dám lớn tiếng, sợ đề tỉnh Hoàng đế. Đúng là muốn chết mà. Hồng Phu nắm chặt quả đấm nhỏ. Khóe miệng Tần Lạc chứa nụ cười, nhưng không lên tiếng phụ họa. Hắn hy vọng Hoàng đế thiếu não, nhưng lại không tin hắn thật sự thiếu não. Khoảng cách trong nháy mắt gần hơn. Trường kiếm Phó Phong Tuyết đâm về Hoàng đế, sau đó đâm xuyên quả đấm của hắn. Không đúng. Lão đâm xuyên không phải là nắm đấm của Hoàng đế, mà là xuyên qua khe hở giữa ngón tay của hắn. Ở trong nháy mắt nguy hiểm kia, ở trong loại đón đỡ mũi kiếm nhanh như tia chớp kia, Hoàng đế không ngờ có thể dùng khe hở ngón tay của mình kẹp mũi kiếm lại. Siêu! Thân thể Hoàng đế vọt tới trước. Tay trái kìm giữ trường kiếm không để nó nhúc nhích, tay phải đấm mạnh lên ngực Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết đánh một quyền qua, hai người từng quyền nối nhau, kình phong lăng lệ, lực mạnh ép xuống, thân thể văng mạnh về sau. Nhưng mà, bởi vì sự nối liền của trường kiếm, hai người bọn họ không lui quá xa. Phó Phong Tuyết rút kiếm, thân kiếm không hề cựa quậy, một mực nắm giữ ở trong tay Hoàng đế. Hắn dùng khe hở ngón tay là có thể nắm thanh kiếm chặt lại, Phó Phong Tuyết cầm chuôi kiếm kéo cũng không có cách gì rút ra được. Lão biến rút thành xoay, muốn dùng kiếm phong sắc bén cắt rụng ngón tay Hoàng đế. Hoàng đế cũng đồng thời dùng sức. Rắc rắc, một tiếng giòn vang, trường kiếm không chịu nổi hai cổ vặn mạnh mà gãy thành hai đoạn. Thần binh trăm năm, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 1380, thuyết phục. Yến Kinh, sáng sớm. Mặc dù đã ra khỏi bộ đội, Hà Dược Nhân vẫn duy trì thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể mỗi ngày. 1000 cái hít đất, nâng tạ 1000 lần, bắn 1000 viên đạn. Bởi vì đi đứng không tiện, cho nên, hắn đổi chạy mang vật nặng thành chạy chậm. Càng là thứ không am hiểu, hắn lại càng muốn luyện tập. Bây giờ, hắn không am hiểu chính là đi đường. Bạch bạch bạch, lúc hắn đang tập bắn, sau lưng truyền đến tiếng bước chân của nữ nhân. Siêu. Hắn vội xoay người, sau đó họng súng nhắm vào cô gái rón rén đi tới. Anh, cô gái không đếm xỉa đến sự uy hiếp của họng súng, cười ngọt. Em tới làm gì? Hà Dược Nhân cắm súng ở bên hông, đi qua lấy một cái khăn sạch lau mồ hôi trên trán. Em tới thăm anh mà, cô gái nói, một cái váy màu trắng đơn giản, một đôi giày da nhăn màu trắng, làm cho nàng thoạt nhìn vừa thanh thuần vừa tịnh lệ. Hơn nữa lúc nàng nói chuyện với Hà Dược Nhân cố ý kéo nhõng nhẽo, nũng nịu, khiến nam nhân thiết huyết trọng thân tình Hà Dược Nhân này không có chút năng lực kháng cự nào. Thăm anh làm gì? Hà Dược Nhân bưng nước trên bàn uống ừng ực. Cô gái chạy tới ôm cánh tay Hà Dược Nhân, nói, xem anh có ăn bữa sáng chưa, xem anh sống có tốt không, xem thương thế của anh như thế nào. Anh là anh của em, chỉ muốn thăm anh một chút. Hà Dược Nhân nhìn nàng một cái, nói đi. Có phải lại nghe được tin gì không? Anh thật thông minh, cô gái bật cười, rất quyến rũ, rất nữ tính. Tần Lạc đã đi Thái Sơn. Hà Dược Nhân nhướng mày, nói, đi Thái Sơn làm cái gì? Đi tới chỗ hẹn. Hẹn. Ước hẹn có đi không có về. Cô gái vừa cười vừa nói. Có đi không có về. Vậy phương thuốc kia thì làm sao? Cho nên, em tới thương lượng với anh. Đàn ông đều thông minh hơn phụ nữ nha, chuyện như vậy tất nhiên phải đàn ông quyết định rồi. Cô gái nói, hắn đi ước hẹn, đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện rất may mắn. Hắn không về được, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể để hắn chữa bệnh cho anh. Có lợi gì? Anh nghĩ đi, hắn đi tới ước hẹn này, nói không chừng ngay cả mạng cũng mất, sao có thể mang bảo bối như kim hạp dược phương bên người chứ? Nếu không mang theo bên người, vậy thì nhất định sẽ đặt ở trong nhà tại Yến Kinh, hoặc là chỗ nào đó. Chúng ta điều tra từ những người khác, dù sao vẫn dễ dàng hơn hạ thủ trên người hắn đúng không? Phiền toái duy nhất chính là, bây giờ chúng ta đã mất đi mục tiêu. Không có cách gì xác định hắn rốt cuộc đặt phương thuốc ở vị trí nào. Hà Dược Nhân cũng suy nghĩ nghiêm túc một chút, nói, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ở trước khi chúng ta xác định Tần Lạc không có cách gì trở về thì không nên động thủ.
Em biết, cô gái nói, em tới chính là muốn lập kế hoạch trước. Nếu không quá đột ngột, chúng ta không ứng phó kịp, liền mất đi cơ hội tốt. Dừng một chút, trong mắt cô gái thần quang chợt lóe, nói, có điều, nếu chúng ta có thể ở phía sau đẩy một cái, đoạn tuyệt triệt để đường lui của hắn. Có phải càng bảo đảm hơn chút không? Xe bị ngăn lại ở cửa Tùng Đào Viên, mặc dù nàng đã là khách quen ở trong này, cảnh vệ vẫn tuân thủ quy định mà kiểm tra giấy chứng nhận kỹ càng mới cho đi. Lúc này khách ở Tùng Đào Viên đều lãnh đạo cấp cao của quốc gia, có người về hưu, có người vẫn hoạt động mạnh ở chính đàn Trung Quốc. Cho dù là người đã rút lui hay là người chưa rút lui, bọn họ đều có được năng lượng người thường khó có thể tưởng tượng. Cho nên, đề phòng nghiêm ngặt một chút là hoàn toàn có thể lý giải. Xe lại chạy tới trước một đoạn, sau đó dừng lại ở cửa một tiểu viện. Mở cửa chính là cảnh vệ của ông Lâm Sung, hắn vẻ mặt thật thà chào hỏi với Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu cười cười, hỏi, ông đâu? Ở hậu viện. Em đi thăm một chút. Vương Cửu Cửu nói. Chim non mới nở bị côn trùng ăn, côn trùng mới nở bị chim ăn. Vương Nê Hầu vừa hát bài hát thiếu nhi không có làn điệu, vừa dùng đũa gắp một con sâu gióm trên lá xanh vào lồng chim. Sau đó, con bát ca tuy không quý nhưng vô cùng thông linh mà hắn nuôi liền ăn với vẻ mặt hưởng thụ. Nó vừa ăn lại không quên vỗ mông ngựa chủ nhân, dùng âm thanh lanh lảnh của nó hô, Vương Nê Hầu. Vương Nê Hầu. Vương Nê Hầu liền cười ha hả. Trước kia, dám gọi tên lão, chỉ có lão thái thái trong nhà, bây giờ, dám gọi thẳng tên lão cũng chỉ có con chim nhỏ trước mặt này. Vương Cửu Cửu nhìn mà lòng chua xót một hồi. Phòng lớn như thế nào đi nữa, cũng chỉ ngủ giường. Thức ăn ngon có nhiều hơn nữa, cũng chỉ một ngày ba bữa. Một người đã già, vinh dự, tài phú và quyền vị hắn thu hoạch được lúc còn trẻ đã dần rời xa. Khi đó, thân thể khỏe mạnh cùng con cháu hiếu thuận là chỗ dựa chân chính của bọn họ. Ông thân ở địa vị cao, sau khi về hưu cũng chỉ có thể làm bạn với một con chim nhỏ. Cuộc sống như vậy hạnh phúc sao? Ông, Vương Cửu Cửu nghẹn ngào hô một tiếng. Vương Nê Hầu xoay người, vui vẻ đáp, nhà đầu, cháu đã trở lại. Dạ, Vương Cửu Cửu đi qua vịn Vương Nê Hầu, nói, ông có ăn sáng đúng giờ không? Nói bao nhiêu lần rồi, sau khi ăn xong không nên uống trà ngay, ông vẫn không nghe. Ông không nghe hộ lý, cũng không nghe bọn cháu. Nghe, nghe, lời của người khác ông không nghe, lời của cháu gái cưng ông nhất định phải nghe. Vương Nê Hầu khoái trá nói, vì chắt của ông phải nỗ lực sống lâu thêm vài năm. Ông còn chờ ôm chắt trai mà. Dạ, vì chắt trai, ông phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Vương Cửu Cửu nói, nhà đầu này, Vương Nê Hầu vỗ mờ u bàn tay Vương Cửu Cửu yêu quý. Sao lại làm đào binh? Vương Cửu Cửu đã lo lắng ông và ba hỏi nàng chuyện này. Bởi vì bọn họ đều là quân nhân thuần túy trung thành với quốc gia này, trong lòng của bọn họ, quân nhân chính là chức nghiệp vĩ đại cao thượng trên thế giới, không cho phép bất cứ ai lười biếng cùng khinh nhờn. Mình chạy về trong lúc huấn luyện, vậy thì chẳng khác gì là đào binh. Ở trong mắt bọn họ, là lỗi cực nặng, sẽ chịu trừng phạt. Nếu không cần thiết, cho dù thế nào nàng cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ông. Đáng tiếc, lần này nàng lại có lý do không thể không đến. Ông. Vương Cửu Cửu bắt đầu thi triển đại chiêu siêu cấp vô địch sấm sét, bách chiến bách thắng, thần ngăn giết thần, Phật cản diệt Phật. Làm nũng, vẻ mặt nàng hờn dỗi, ôm cánh tay Vương Nê Hầu nói, cháu chỉ là muốn về thăm ông một chút thôi mà. Ha ha, trăm điều thiện thì hiếu đệ nhất, lấy cớ này cũng không tệ lắm, ông cũng không có cách gì phạt cháu. Vương Nê Hầu cười to, ông biết lòng cháu có quỷ, nói đi, trở về rốt cuộc có chuyện gì. Muốn tìm ông giúp một việc. Vương Cửu Cửu nói, có liên quan với Tần Lạc, Vương Nê Hầu hỏi, cũng có liên quan với Vương gia chúng ta. Hả, vẻ mặt Vương Nê Hầu rốt cuộc trở nên ngưng trọng, lão biết, cháu gái cưng của lão thích nói giỡn, nhưng sẽ không nói mấy chuyện không dính dáng. Nếu không, lão cũng sẽ không cho là nàng thích hợp làm chính trị. Chuyện hai nhà Tần, Bạch cùng nhà văn nhân đối kháng ông có nghe nói qua chưa? Vương Cửu Cửu hỏi, ánh mắt Vương Nê Hầu chợt nghiêm. Nói, cháu muốn quậy vào. Cháu đây không phải là trở về thương lượng với ông sao? Vương Cửu Cửu cẩn thận nói. Mặc dù ông vô cùng thương mình, nhưng loại đại sự ảnh hưởng đến hướng đi của gia tộc này cũng không thể đồng ý dễ dàng. Vẻ mặt Vương Nê Hầu lại khôi phục bình tĩnh, nói thử xem, cháu nghĩ thế nào? Cháu muốn tham gia vào. Vương Cửu Cửu nói, thứ nhất, cháu muốn thẳng thắn với ông. Cháu gia nhập là vì Tần Lạc. Hắn không muốn nhà văn nhân thua, cháu không muốn hắn thua.
Vương Nê Hầu cười khổ, nói, cháu thật là, sao nói rõ ràng như vậy? Đều nói con gái theo người ngoài, nhưng mà cháu cũng thiên vị quá lợi hại nhỉ? Vương Cửu Cửu cười cười, nói, cháu không thể gạt ông. Đây là lời thật lòng của cháu. Nếu không phải Tần Lạc gọi điện thoại cho cháu, cháu không thể nào chạy về Yến Kinh để tham gia vào chuyện này đâu. Nhưng mà, nếu hắn gọi điện cho cháu lúc này, cháu liền không muốn làm cho hắn thất vọng. Được rồi, nói cho ông lý do thứ hai. Vương Nê Hầu có hơi tổn thương nói. Thứ hai là vì Vương gia. Vương Cửu Cửu nói, cháu biết, ông cũng biết, Vương gia đến đời ba cháu thật ra có hơi kém. Nhân đinh Vương gia chúng ta không vượng, bây giờ người có địa vị cao cũng chỉ có bác cả với ba cháu. Nhưng mà hai người bọn họ cũng đều rất khó leo lên vị trí ông từng có. Đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Nếu không leo lên được vị trí của ông, Vương gia sẽ rất khó giữ gìn nữa. Có thể sẽ nương nhờ một phe hoặc là trở nên phụ thuộc phe khác. Kém cục diện tự thành hệ thống không ỉ không dựa hôm nay quá xa. Sau ông có bác cả với ba cháu vào quân đội, sau bác cả với ba cháu chỉ có cháu với anh họ nhà cậu nhập ngũ tham gia chính trị. Anh họ vẫn chỉ là một phó thị trưởng, cháu thì không cần phải nói, binh kỳ cũng chưa có. Muốn nhanh chóng trưởng thành, phải cần mượn lực không ngừng. Đương nhiên, Vương gia cũng có một số xí nghiệp, lợi nhuận những xí nghiệp này mang lại có thể giải quyết ấm no của chúng ta, cũng có thể khiến cuộc sống chúng ta không tệ. Nhưng, anh họ muốn thành tích chính trị, cháu cũng muốn thành tích, mà động lực mấy thứ đó có thể cung cấp lại quá ít. Cho nên, cháu muốn đánh cuộc một phen. Chương 1381, muốn làm một trận lớn. Nhưng mà, cháu là đứng về phe Văn Nhân gia mà. Vương Nê Hầu nói. Ông cho rằng Văn Nhân gia thất bại. Vương Cửu Cửu hỏi. Nếu như không có gia nhập của Vương gia, Văn Nhân sẽ thua không thể nghi ngờ. Vương Nê Hầu nói trắng ra. Vốn thực lực ba nhà cân bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này hình thành xu thế kiềng ba chân, kéo dài đến nay. Kết quả Văn Nhân Đình đột nhiên bị bệnh, Văn Nhân như rắn mất đầu. Mặc dù cô gái nhà Văn Nhân kia kỳ tài ngút trời tạm thời còn có thể giữ được cục diện, nhưng mà, những người theo ông nàng đánh thiên hạ có phải thật chịu phục tùng hay không? Mạng lưới quan hệ mà ông nàng kết giao trải khắp thiên hạ ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng hay không? Những điều này đều là ẩn số. Loạn trong giặc ngoài, gia tộc không yên, ngoại viện không đủ, bọn họ dựa vào cái gì đối kháng với hai nhà Tần Bạch đội hình chỉnh tề thanh thế dung trời. Ông nói vô cùng có lý. Vương Cửu Cửu vỗ mông ngựa. Có điều, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ muốn mời Vương gia tham dự vào chia bánh ngọt. Nếu bị thua thì sao? Chờ người khác tới chia bánh ngọt của chúng ta. Bọn họ không dám, Vương Cửu Cửu cười hì hì nói. Vương Nê Hầu cũng cười to. Quả thật. Bọn họ không dám. Nếu Vương gia tham dự, thắng, có thể dùng tư thế hổ lang cắn nuốt sản nghiệp hai nhà Tần Bạch. Nếu như thua, thua cũng chỉ là một số thương nghiệp thế lực mà bọn họ cổ động lên, Tần gia cùng Bạch gia còn chưa có can đảm động tay động chân với Vương gia. Đại tộc quân chính so với đại tộc thương nghiệp, luôn chiếm tiện nghi hơn một chút. Có điều, nếu sau lưng hai nhà Tần Bạch cũng có nhân vật lợi hại, vậy thì khỏi cần bàn. Xí nghiệp một nhà phát triển đến đây quy mô này. Ai không có hai ba người trợ giúp chứ? Nói thương gân động cốt, vậy cũng quá đánh giá thấp Vương gia. Nói là lông tóc không tổn hao gì, vậy thì lại đánh giá Vương gia quá cao. Cho nên, thắng có lợi ích cực lớn, thua cũng có thể chịu được. Đây chính là tình cảnh Vương gia lúc này. Nếu như không có nhân tố là cháu, Vương gia cho dù ra tay, cũng sẽ đứng ở bên hai nhà Tần Bạch. Vương Nê Hầu nói, không tham, an toàn, nhưng mà, cháu đã nói rõ như vậy rồi. Vương gia cũng không còn quá nhiều lựa chọn khác, hoặc là không nhúng tay vào, nếu nhúng tay vào phải đứng ở bên nhà Văn Nhân. Ông, vậy là ông đồng ý rồi. Vương Cửu Cửu kích động hỏi. Vương Nê Hầu lắc đầu, nói, ông già rồi, không thích hợp tham gia mấy chuyện nhúng chàm này. Mắt Vương Cửu Cửu sáng lên, cung kính cúi người chào 90 độ với Vương Nê Hầu, nói, cảm ơn ông. Cái chào này ông không nhận, để thằng nhãi kia tự tới chào ông. Vương Nê Hầu ngăn lại nói. Một cái chào này là tâm ý của cháu, chúc ông thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Đợi đến khi hắn trở về, cháu lại bảo hắn tự tới cúi chào ông. Vương Cửu Cửu nói. Vương Nê Hầu nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, Cửu Cửu, nếu cháu đồng ý, dùng uy thế của Vương gia chúng ta, thằng nhãi kia cũng không dám phản kháng. Trong lòng Vương Nê Hầu cũng ủy khuất, con gái nhà họ Vương bọn họ nuôi lớn, lại thiếu tâm nhãn mà yêu say đắm một người đàn ông như vậy. Luôn đặt hắn ở vị trí số 1 bất kỳ lúc nào.
lần này, không tiếc kéo vương gia bọn họ xuống nước giúp. Nếu người đàn ông này là con rể chuẩn, vậy vương gia bọn họ cũng nhận. Dù thế nào, cũng coi như là nửa người trong nhà. Nhưng mà, Cửu Cửu ngay cả danh phận cũng không có. Dùng tính cách của lão, thật muốn trực tiếp sai người ném thằng nhãi đó đi. Lão thấy vương Cửu Cửu làm vậy không đáng, nên cũng muốn tranh đấu cho cháu gái của mình. Con gái nhà họ vương đi làm thiếp của người ta, truyền đi là một chuyện rất mất mặt. Nếu lão tự thân xuất mã, đi nói với Tần Lạc, nói với trưởng bối của Tần Lạc, bọn họ chắc hẳn không dám cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được. Đương nhiên, đây chủ yếu vẫn phải xem ý của vương Cửu Cửu. Ông, vương Cửu Cửu vội tiến lên ôm cánh tay vương Nê Hầu, nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Cháu muốn làm thiết nương ở chính đàn Trung Quốc mà, danh phận kia có hay không cũng không quan hệ, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Thôi thôi, vương Nê Hầu xua tay có chút bực bội, trở về thăm mẹ cháu chút đi, cả ngày nhắc tới cháu, ba cháu sợ tới mức hơn nửa tháng không dám trở về. Dạ ông, vậy cháu về đây, vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói. Lúc đi ra, hai chân vương Cửu Cửu nặng nề giống như đeo gông. Nàng sao không biết, nàng một mực khiến ông thất vọng. Trở lại biệt thự nhà mình, tự nhiên là một cảnh tượng khác. Trương Nghi Y mặc váy công chúa màu trắng nghe được giọng của con mình, liền xách dép chạy ra. Hốc mắt vương Cửu Cửu rưng rưng, dang rộng hai tay, định cùng nàng ôm thắm thiết, nàng lại đột nhiên ngừng bước. Cô là người phương nào? Mau xưng tên, nàng dùng cái thìa trong tay chỉ vào vương Cửu Cửu, vẻ mặt cảnh giác mà quát lên. Vương Cửu Cửu sửng sốt, sau đó nổi trận lôi đình, mắng, Trương Nghi Y, mẹ ăn bánh mì ăn đến u mê, hay là xem phim Hàn Quốc quá nhiều. Con là con gái của mẹ, cốt nhục ruột thịt của mẹ, xưng tên cái gì chứ? Cái tên khó nghe của con là do mẹ lấy, còn cần xưng tên gì? Nói láo, sự gầm giống của vương Cửu Cửu cũng không đánh bay nghi ngờ của Trương Nghi Y, con gái tôi là tóc dài, không phải tóc ngắn. Con gái tôi trắng trắng mềm mềm, không có đen như cô. Con gái tôi, ngực con gái tôi không có lớn như cô. Trên trán vương Cửu Cửu hiện lên tuyến đen. Quả thật, trải qua huấn luyện mấy tháng, màu da của nàng hơi đen hơn, nhưng bộ ngực ngược lại đầy đặn lên không ít, hơn nữa tính dẻo dai của phần eo cùng độ mạnh yếu của chân cũng tăng thêm không ít. Còn có thể phối hợp Tần Lạc làm mấy động tác độ khó cao. Trên người mẹ có bớt đỏ, vương Cửu Cửu đột nhiên nói. Trương Nghi Y sắc mặt mừng rỡ, chạy tới ôm lấy vương Cửu Cửu, khóc hô, đúng là con gái mẹ, đúng là con gái của mẹ. Cửu Cửu, con cuối cùng chịu về thăm mẹ rồi à? Con không biết mấy ngày con không ở đây mẹ làm sao sống qua đâu. Không có con tranh điều khiển từ xa của TV, mẹ một mình ấn tới ấn lui cũng không biết xem kênh nào. Không có con đoạt kem với mẹ, ăn một nửa thì vứt một nửa. Cũng không có ai đấm chân mát xa cho mẹ, không ai theo mẹ đi ăn cơm dạo phố. Cho dù vương Cửu Cửu lý giải thế nào đều cảm thấy người đàn bà này đang khoe khoang. Khoe khoang trắng trợn. Trương Nghi Y ôm vương Cửu Cửu khua tay múa chân, nói, bảo bối, cuối cùng con đã trở lại, lần này về sẽ không đi nữa chứ. Mẹ con ta đi ăn khắp Yến Kinh đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Mau thay quần áo đi, cùng mẹ xinh đẹp của con đi ra ngoài dạo phố, để cho người khác đều hâm mộ con. Vương Cửu Cửu cắt ngang oai oai của Trương Nghi Y, nói, Trương Nghi Y, con về là có chính sự muốn thương lượng với mẹ. Trương Nghi Y nhìn chăm chú bụng của vương Cửu Cửu, nhỏ giọng hỏi, có rồi. Vương Cửu Cửu có loại xúc động muốn đánh người. Mẹ còn trẻ như vậy liền thành bà rồi. Thấy vương Cửu Cửu không nói lời nào, Trương Nghi Y liền cho là mình đoán trúng. Sau đó, nàng thét chói tai ôm lấy vương Cửu Cửu, nói, nhưng mà sao mẹ lại vui vẻ như vậy chứ? Mẹ sắp làm bà, thật tốt quá, thật quá tốt, mấy tháng rồi, đã kiểm tra chưa, trai hay gái, đã đặt tên chưa, hay là mẹ lấy cho nó một cái tên nha? Bé trai liền gọi vương, để nó theo họ vương chúng ta. Bé gái liền tên vương công chúa. Vương Cửu Cửu quay đầu bước đi. Nàng cảm giác chênh lệch giữa mình với bà mẹ cực phẩm này càng lúc càng lớn. Sóng não căn bản không cùng một tần số. Bây giờ đã không còn cách gì trao đổi với nhau. Ai ai, Trương Nghi Y đuổi theo ở phía sau. Con đừng đi, con đừng đi. Con đi cũng phải để cháu mẹ lại. Bùm. Vương Cửu Cửu ngã xuống đất. Ghế xa ở phòng khách. Thật không có mang thai. Không có. Vương Cửu Cửu bất đắc dĩ nói. Trên mặt Trương Nghi Y thất vọng vô cùng, đưa tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Vương Cửu Cửu, nói, sao còn chưa mang thai chứ? Nhất định là vấn đề của Tần Lạc,
Trương Nghi Y tức giận nói, cho dù nữ nhân nó nhiều hơn nữa, trong một tuần cũng phải có 5 ngày thuộc về con mẹ chứ. Nào có không công bình như vậy, mẹ phải gọi điện mắng nó. Vương Cửu Cửu ôm lấy eo Trương Nghi Y, nói, đừng nghịch. Con có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng mẹ. Chuyện gì? Trương Nghi Y hỏi. Ngồi đàng hoàng, Vương Cửu Cửu quát lớn. Ngồi đàng hoàng trên ghế xa. Khép chân mẹ lại, cả quần lót cũng lộ ra kìa. Không sao, để con xem, dù sao mẹ cũng từng xem của con. Sau khi nghe xong giảng thuật của Vương Cửu Cửu, Trương Nghi Y khôi phục bình thường ánh mắt tỏa sáng, nói, ông con đồng ý rồi. Ông không cự tuyệt, chính là đồng ý. Vương Cửu Cửu nói. Vậy mẹ con ta sẽ làm một trận lớn. Nàng kích động đến độ không kềm chế được. Nàng là Cao Sinh Thanh Hoa, hay là Bắc Đại mà tới nhỉ? Bây giờ, rốt cuộc có đất dụng võ của mình. Nàng muốn chứng minh cho tất cả người Yến Kinh, Trương Nghi Y nàng không phải là bình hoa bình thường, là một bình hoa có trí tuệ. Càng lớn càng tốt, Vương Cửu Cửu nói. Thật tốt quá, Trương Nghi Y vỗ mạnh lên đùi Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu đau đến độ nhe răng nhếch miệng. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, mẹ đi thay quần áo trước. Trường hợp trọng đại như vậy, phải đi lộ tuyến âu eo thành thục, bộ dạng công chúa không ép được chàng diện. Vì vậy, một hồi đổi áo quần kinh diễm cả Yến Kinh, thuộc về mẹ con vương ra một bước này bắt đầu. Chương 1382, phá quyền. Trường kiếm nứt đoạn, như bó củi mục. Sắt là sắt tốt, người mài cũng là thợ giỏi, nhưng kỹ thuật rèn trăm năm trước vẫn không bằng thép tinh, titan công nghệ cao hiện giờ. Đến nỗi bị hai người chỉ dùng kình khí vặn gãy. Cái gọi là danh kiếm, là vì ở trong tay danh sĩ mà nổi danh. Cũng bị hủy diệt ở trong tay danh sĩ, nhờ có nó mà cả đời viên mãn. Kiếm không tiếc, đáng tiếc chính là không thương tổn đến hoàng đế. Loảng xoảng. Phó Phong Tuyết bị kình khí chấn động, liền lùi 5-6 bước, ngón tay hoàng đế mất kình khí, chỉ lùi một bước liền ổn định thân hình. Từ chàng so nội lực này có thể thấy, Phó Phong Tuyết đã già rồi. Thành tựu đạo tâm khiến lão trở nên bình tĩnh hơn, trí tuệ hơn, cũng tùy ý tiêu sái hơn, khiến võ thuật cùng tâm tình của lão tăng thêm. Hai người mấy chục năm trước vây công hoàng đế rơi vào cảnh bất bại, hôm nay một mình độc chiến vẫn công thủ có dư. Nhưng mà, kình khí, loại công phu cơ bản do thiên truy bách luyện khổ tu mà được lại còn lâu mới bằng hoàng đế. Hơi thở nhộn nhạo, ngực phập phồng không ngừng. Lần này, Phó Phong Tuyết quả thật bị hoàng đế trấn trụ rồi. Người này, hắn càng bá đạo mãnh liệt hơn lần chiến đấu trước, cũng thành thạo hơn lần trước. Khi đó, hắn vẫn còn trẻ, một mực cường công, vọng tưởng thủ thắng. Kết quả ngược lại cho Long Vương cùng Phó Phong Tuyết lúc ấy đang đứng ở đỉnh phong vũ lực cơ hội. Hai người liên thủ, trục xuất ra ngoài cửa. Lần nữa gặp nhau, hắn trở nên thành thục, cũng biết tôn trọng đối thủ cùng khí lực bản thân hơn. Một người biết tôn trọng, chứng tỏ trong lòng hắn có tâm e sợ. Người như vậy, là đối thủ đáng sợ chân chính. Khởi động làm nóng người đã xong, Phó Phong Tuyết nói, sắc mặt của lão càng tái nhợt, nhưng mà vẻ mặt vẫn thâm sâu bình thản, không có bất kỳ dao động nào. Sảng khoái, hoàng đế cười lớn nói, chiến thần phương Đông, quả nhiên tuyệt vời, một kiếm vừa rồi là chiêu gì? Thái cực kiếm, Phó Phong Tuyết nói, trước kia giết người quá nhiều, sau này còn có thể tiếp tục giết nữa. Có lẽ tôi không thể nhớ tên ông, nhưng, tôi sẽ nhớ kỹ thái cực kiếm này, hoàng đế nói. Đúng là kiêu ngạo, giận đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nắm chặt quả đấm nói, quá đáng ghét. Ngoại trừ Tần Lạc, cho tới bây giờ chưa từng thấy nam nhân đáng ghét như vậy. Thật muốn nhét rắn độc vào bụng hắn. Vậy sao không làm thế? Tần Lạc nói. Hả, có thể làm vậy à? Hồng Phu ngây ngẩn cả người. Cô nói xem, hắn cũng không phải là bạn của chúng ta. Tần Lạc nói. Tần, chúng ta phải nghĩ cách. Giê-xu đến gần Tần Lạc, nhỏ giọng nói. Hoàng đế quá mạnh mẽ. Phó lão đang nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ cách. Đơn đả độc đấu rất không công bằng với phó lão. Phó lão rất lợi hại, nhưng hoàng đế càng lợi hại hơn. Chúng ta phải giúp lão. Anh cứ chuẩn bị, tình huống không ổn liền nổ súng bắn. Tần Lạc nói. Nhưng mà Lệ tiểu thư. Giê-xu lo lắng nói. Nếu hắn nổ súng bắn hoàng đế, hỏa thần cùng ma thuật sư tất sẽ giận dữ. Lệ Khuynh Thành còn đang ở trong tay bọn họ. Nếu bọn họ trả thù nàng, thật quá dễ rồi. Tôi đi cứu cô ấy. Tần Lạc lộ vẻ ngưng trọng nói. Hắn hy vọng Lệ Khuynh Thành còn sống, cũng hy vọng Phó Phong Tuyết còn sống. Lệ Khuynh Thành là nữ nhân của mình, hắn không thể mặc kệ nàng.
Nhưng mà, vậy cũng không đại biểu cho hắn có quyền để Phó Phong Tuyết chết trận vì nàng, cũng không có quyền khiến đám người Giê-xu, đầu to, ly vì bảo vệ Lệ Khuynh Thành mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu Phó Phong Tuyết quả thật nguy cấp, đám người Giê-xu, đầu to, ly tất nhiên sẽ xông lên cứu viện. Lệ Khuynh Thành liền giao cho hắn đi. Hoặc là, nàng chết ở trong lòng mình. Hoặc là, bọn họ cùng chết. Hắn hiểu Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành cũng hiểu hắn. Hắn biết đây sẽ là lựa chọn của nàng, nàng cũng biết hắn sẽ làm ra lựa chọn thế nào. Quả nhiên, ánh mắt Tần Lạc nhìn về phía Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành phảng phất có cảm ứng mà nhìn qua. Tầm mắt của hai người chạm nhau ở không trung, dịu dàng triền miên. Lúc này không lời còn hơn mở lời, có nhiều thứ không cần nói ra. Ở trong mắt người ngoài, câu nói kia của Hoàng đế có hiếm nghi khiêu khích cùng khinh thường. Nhưng Phó Phong Tuyết tinh tường, đây chính là tính cách của hắn. Nếu hắn không có khí phách này, dựa vào gì gọi là hoàng đế? Khiêu khích cũng tốt, khinh thường cũng được, đều không ảnh hưởng đến tâm cảnh Phó Phong Tuyết chút nào. Lão đón gió mà đứng, sau lưng chính là mặt trời mới lên cùng vạn ánh đỏ. Trời đất bao la, dãy núi trùng điệp. Cỏ xanh hoa đỏ, mây mù mờ ảo. Phó Phong Tuyết cả thân áo trắng phảng phất người trong cõi tiên, tư thế giơ tay lên giống như phi thăng. Hoàng đế hăng hái, cảm xúc tăng vọt. Cả mái tóc đỏ bị gió thổi ngược ra sau, lại thêm một cổ khí tức tà mị. Bắt đầu đi, Phó Phong Tuyết lại nói. Vậy thì bắt đầu, Hoàng đế nói, Phó Phong Tuyết, xin ông cường tráng thêm một chút, ông càng lợi hại, lúc giết người sẽ càng thống khoái. Phó Phong Tuyết không nói gì, lão dùng hành động để biểu lộ tâm tình của mình. Đột nhiên, thân thể của lão biến mất tại chỗ. Sau đó, một quả đấm lớn tới ngay trước mắt Hoàng đế. Đột phá, còn gọi là đầu phá, một trong những tuyệt học của Long Tức, một quyền nát đầu, đầu sẽ nổ tung giống cà chua. Kỹ năng thành viên Long Tức cần phải học, cũng là một trong những tuyệt chiêu có lực sát thương lớn. Theo thống kê, hơn ngàn người dùng chiêu này đánh nát đầu. Ai cũng thích dùng, bởi vì đối mặt đối thủ mà mình thống hận, dùng chiêu này kết thúc tánh mạng của hắn thật quá đã. Đương nhiên, nếu anh có bệnh thích sạch sẽ thì khỏi cần nói. Bởi vì chiêu này quá hung tàn. Lúc phá đầu, thứ trắng đỏ bắn tung tóe lên mặt, thân. Sẽ tắm rửa rất phiền, nhớ tới liền ghê tởm. Nhưng mà, cho dù là quân sư, tiểu lý phi đao, ly, thậm chí là long thiên trưởng, bọn họ dùng đều không tốt bằng Phó Phong Tuyết. Bởi vì, chiêu này là chiêu thức giết người do Phó Phong Tuyết sáng tạo. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Vứt bỏ tất cả động tác đường cong cùng bước đi dư thừa. Sự xuất hiện của nó, chính là để giết người. Giết một người. Giết trăm người, giết ngàn người. Khi lão biến mất, anh tìm kiếm bóng dáng của lão. Khi lão xuất hiện, anh đã bị bao phủ dưới đả kích của lão. Không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế cũng không lui lại, cũng không sợ hãi. Cả người hắn kích động đến run rẩy. Sướng. Thật quá sướng. Hắn thích loại tuyệt chiêu giết người này, bởi vì lúc hắn giết người chính là phong cách như vậy. Hắn thích dùng cứng đối cứng, mặc dù hao phí thể lực. Nhưng lại làm cho người ta hưng phấn vô cùng. Ở trong mắt Giê-xu, một quyền này của Phó Phong Tuyết thì những người như bọn hắn căn bản không có cách gì chống lại. Một là rất nhanh, không thể phá. Hai là nặng, kinh nặng đánh người, không chết cũng bị thương. Có một số người có tốc độ, nhưng lại mất đi sức nặng. Có một số người nắm được kinh nặng, lại mất đi tốc độ. Phó Phong Tuyết hợp hai thứ làm một, hơn nữa bước bộ thái cực hay thay đổi, thần quỷ khó ngăn. Hắn không ngờ, mãi đến bây giờ Phó Phong Tuyết vẫn còn ẩn giấu thực lực. Hoàng đế không phải là thần, cũng không phải là quỷ. Nhưng mà, hắn lại đỡ được. Hắn cũng ra một quyền. Cũng là một quyền thẳng, đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Hơn nữa, một quyền này của hắn đánh về phía nắm đấm của Phó Phong Tuyết. Đúng vậy, hắn muốn dùng mạnh chọi mạnh, dùng cứng chọi cứng. Hắn muốn một quyền đánh nát xương Phó Phong Tuyết. Bạo phá quyền. Hình ở ngoài, khí ở trong. Mới tiếp xúc thực thể, kinh khí ẩn chứa bên trong quả đấm liền có thể phá thể mà ra, phá hủy mục tiêu. Loảng xoảng. Kinh phong gào thét, không khí lại phát ra tiếng vặn vẹo xoẹt xoẹt. Phó Phong Tuyết hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Thân thể giống như là lá cây bị gió lốc quét rụng, thân thể văng ngược. Thân thể hoàng đế cũng bị kinh khí Phó Phong Tuyết đẩy tới gây thương tích, một cổ khí nóng sộc lên, sau đó phá mũi mà ra. Mũi hắn cũng giống như một vòi nước bị mở van, phun mạnh không thôi. Nhưng mà,
chịu trọng thương lần này, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hai mắt của hắn đỏ rực, vẻ mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo với nhau, lộ vẻ xấu xí. Tiếp thêm một quyền của tôi, hắn chạy băng băng, đầu vọt tới trước, mái tóc đỏ giống như cây đuốc được thắp lên. Lại một lần nữa, đánh ra một quyền đơn giản mà lại không đơn giản này. Chương 1383, đồ chuột nhắt mày dám. Phó Phong Tuyết văng đi, hoàng đế xông lại. Qua giây lát, người liền tới sát. Người Phó Phong Tuyết đang ở trên không, dưới chân không có đất tựa. Hoàng đế đánh ra một quyền, nhắm thẳng lồng ngực của lão. Không cách nào chạm đất, liền không chỗ mượn lực. Sinh tử một đường, Phó Phong Tuyết nguy trong tích tắc. Cứu người, Tần Lạc giống lớn. Giê-xu động. Hắn đã sớm chuẩn bị xong súng lục bằng vàng, giơ súng lên bắn về phía hoàng đế nơi xa. Đầu to động, hai tay liền động, hai khẩu súng màu đen đồng thời bắn ra, bốn viên đạn bắn ra theo hình chữ khẩu, cô đi tập kích hoàng đế. Ly động. Thân thể của nàng phóng nhanh tới, đuôi ngựa sau đầu lắc lư, thanh xuân rào rạt. Nhưng mà, nét mặt của nàng lại hung ác như thế, đao trong lòng bàn tay lóe ra ánh lạnh khiếp người. Mục tiêu nàng tấn công là hỏa thần. Để tránh hỏa thần cứu viện hoàng đế, nàng muốn ngăn hỏa thần lại. Quỷ ảnh cùng ngọc nữ cũng động. Tốc độ quỷ ảnh rất nhanh, mục tiêu hắn tấn công là hoàng đế. Ngọc nữ thì cũng đánh về phía hỏa thần. Hai nữ đấu một nam, hỏa thần vẫn tương đối có diễm phúc. Tần Lạc cũng động, mục tiêu của hắn là ma thuật sư. Tất cả dừng tay, ma thuật sư nổi giận. Con tin nơi tay, bọn họ còn dám ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ không nghĩ tới tính mạng của con tin sao? Vốn đã không thích Lệ Khuynh Thành, lại thêm kích động của mấy người này. Cho dù giết chết Lệ Khuynh Thành, cũng đủ để ăn nói với hoàng đế. Vì vậy, cổ tay của nàng run mạnh. Siêu! Một cái roi dài quấn bên hông Lệ Khuynh Thành, sau đó dùng lực kéo, Lệ Khuynh Thành liền ngã xuống đất. Thân thể khó khăn mà tránh đầu nhọn nhanh chóng duỗi dài của ngư can kia. Nếu bị đầu nhọn đâm trúng, không đâm thành cái lỗ mới lạ đó. Kéo về, Tần Lạc la lớn. Cổ tay Hồng Phu run lên, liền muốn kéo Lệ Khuynh Thành tới bên bọn họ. Mơ tưởng, ma thuật sư một kích thất bại, nổi trận lôi đình. Cũng không thấy nàng làm ra động tác gì, một miếng vải đen đột nhiên bày ra. Miếng vải đen vô cùng vô tận, nàng và Lệ Khuynh Thành thoáng cái liền ở trong miếng vải, khiến người ở phía ngoài không thấy rõ động tĩnh bên trong. Hồng Phu dùng sức kéo roi dài trong tay, lập tức cảm giác không đúng. Quá nhẹ. Quả nhiên. Trên roi nàng không có Lệ Khuynh Thành, trên roi có vết cháy, dây roi cũng nứt một đoạn. Tần Lạc xông vào miếng vải đen, lập tức dừng bước không tiến nữa. Bởi vì, Lệ Khuynh Thành lần nữa rơi vào trong tay ma thuật sư. Nàng bị ma thuật sư chắn ở phía trước, một cây dao nhỏ sắc bén kề trên cổ họng Lệ Khuynh Thành. Giết nàng, Lệ Khuynh Thành hô về phía Tần Lạc. Tần Lạc vẫn không nhúc nhích. Nói thì dễ, nhưng hắn làm sao có thể không đếm xỉa đến sống chết của Lệ Khuynh Thành. Nghe được tiếng gào của Lệ Khuynh Thành, ma thuật sư giận dữ, dao chừa tới trước, trên cổ trắng nõn gợi cảm của Lệ Khuynh Thành xuất hiện một vết dao. Máu chảy ào ạt, theo dao màu bạc chảy xuống, từng giọt nhỏ lên áo quần cùng ngực Lệ Khuynh Thành. Bảo bọn họ trở về, ánh mắt ma thuật sư nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói, nếu không, nàng sẽ chết. Bởi vì nàng nói chính là tiếng Anh, Tần Lạc nghe không hiểu. Nhưng, bây giờ chắc chắn không cần nghe cũng biết nàng muốn gì. Được được, tôi bảo bọn họ trở về, cô không nên thương tổn nàng. Nói xong hắn liền bước lui ra khỏi miếng vải đen. Hy vọng xuất thủ của đám người Giê-xu có thể hơi ngăn được hoàng đế, cho Phó Phong Tuyết một cơ hội hạ xuống đất. Hoàng đế quá mạnh, đạn từ xa bắn đến kia căn bản không hề làm khó được hắn, thân hình của hắn lóe đến lóe đi, đạn bắn ra đều thất bại. Còn có một viên đạn thậm chí thay đổi góc độ bắn về phía Phó Phong Tuyết. Điều này làm cho Giê-xu cùng đầu to định dùng súng áp chế lập tức hoảng hốt. Bọn họ là muốn giết chết hoàng đế, nhưng cũng không muốn cũng giết nốt Phó Phong Tuyết đâu. Nhưng mà, cho dù ở thời gian 001 giây này, Phó Phong Tuyết vẫn chiếm được cơ hội hạ đất. Hai chân chạm đất liền bắn ngược, thân thể vọt lên cao. Sau đó, trên cao nhìn xuống, lại một quyền nhắm vào đầu của hoàng đế. Đột phá. Vẫn là đầu phá. Phó Phong Tuyết hạ quyết tâm muốn cho hoàng đế nổ đầu mà chết. Đến đây, hoàng đế ngửa đầu gào lớn, hai chân của hắn dùng sức, thân thể vọt tới giống tên lửa. Nắm tay phải, thu về,
sau đó dùng lực đạo hung mãnh đẩy ra. Một từ trên xuống, một từ dưới lên. Nắm đấm hai người lại va nhau trên không trung. Ầm. Một cổ khí lưu cường đại sinh ra, tiếng không khí rách toạc lại vang lên. Từ trên cao phóng xuống, thân thể lần nữa bị khí lưu đẩy lên không trung. Từ dưới mà lên, thân thể cũng bị tốc độ khí lưu đẩy về. Loảng xoảng. Thân thể hoàng đế nặng nề rơi xuống đất, hai chân hãm sâu. Mặt đất nham thạch cứng rắn bị hắn đạp thành hai hố sâu. Thân thể Phó Phong Tuyết sau khi bay lên một độ cao nhất định, lúc này làm ra tư thế rơi xuống. Phó Phong Tuyết, lần này tôi xem ông phòng thế nào. Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười như điên. Sướng. Thật quá sướng. Chiến đấu như vậy mới là chiến đấu, đối thủ như vậy mới là đối thủ. Hắn thậm chí cũng không nhảy ra từ trong hố sâu kia, đầu gối hơi cong, hai chân lại phát lực, người bắn lên tựa đạn pháo. Đây là một kích cuối. Hắn muốn đánh chết đối thủ, mặc dù rất luyến tiếc, nhưng mà, thời điểm này, tâm tình này vừa khéo. Đánh chết sớm, hắn sẽ không tìm được loại cảm giác cao hứng này, thân thể cùng tâm linh hắn còn chưa được phóng thích hoàn toàn. Nếu muộn hơn, tâm tình của hắn có lẽ sẽ xuống thấp. Bởi vì Phó Phong Tuyết sau khi bị thương đã càng ngày càng suy yếu, khi đó đánh chết đã không còn ý nghĩa, cũng không mang lại cảm giác thành tựu cực đại. Hôm nay, lúc này, chiến thần Phương Đông sẽ ngã xuống như vậy. Hoàng đế đoán không sai, Phó Phong Tuyết quả thật càng ngày càng yếu. Quyền thứ nhất, xương tay phải của lão bị kình khí bạo phá của hoàng đế đi sau mà đến trước đánh nát. Quyền thứ hai lão chỉ có thể dùng quyền trái, mặc dù đã điều đủ khí lực toàn thân để phòng bị, nhưng thế công của hoàng đế quá mức hung mãnh, lại một lần nữa bị phá kình của hắn đánh bị thương. Bây giờ, hai tay của lão đều không nắm được nữa. Cũng không có cách gì dùng chúng để công kích. Nhưng mà, vậy thì sao? Thúc thủ chịu trói không phải là phong cách của Phó Phong Tuyết. Quân nhân làm ra ngựa bọc thây chết trận xa trường, đây là số mệnh sẵn của bọn họ. Tay đã không còn, lão còn chân. Người đang ở trên không không chỗ mượn lực, nhưng vậy cũng không làm khó được Phó Phong Tuyết. Chân phải lão đạp mạnh lên chân trái mình một cước, cũng không biết may mắn thế nào, thân thể lại lần nữa bắn lên. Sau đó, chân phải lão duỗi tới trước, chân hơi chếch xuống, hóa làm tư thế cỏ nhọn đâm xuống dưới. Đây là một kích cuối. Nhân sinh hậu thế, chết thành phi nghĩa, lừa được người cũng không lừa được ý trời. Gom góp mấy thứ, được chút áo cơm, nhưng cuối cùng chỉ khiến con cháu mỏi mệt. Bản phận thế gian là đệ nhất, ngưng hợp kiến thức mưu đồ mà làm gì. Cả đời lão giết người vô số, cũng không lưu chút tiếc nuối gì. Sống thì sao, chết thì thế nào? Vẫn giữ tư thế vừa nãy. Hoàng đế từ dưới phóng lên, Phó Phong Tuyết từ trên phóng xuống. Một người dùng quyền. Một người dùng cước. Mặc dù cước chiếm ưu thế hơn quyền, nhưng, ngay lúc này cũng không ai coi trọng Phó Phong Tuyết. Xoẹt. Chỗ kình phong lướt qua, không khí bị xé rách nhanh chóng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như áo quần đều bị không khí thiêu đốt. Loại cảm giác nóng dựa này làm cho da người đau buốt, nhưng không ai để ý tới việc nhỏ như vậy. Gần rồi. Gần rồi. Chân phải Phó Phong Tuyết dùng sức, giống như muốn dẫm nát cả vùng đất. Nắm tay phải của hoàng đế đấm mạnh vào mũi chân Phó Phong Tuyết, hắn hơi ngẩng mặt lên. Ở một khắc cuối, hắn hy vọng mình có thể thưởng thức được vẻ mặt thống khổ của đối thủ lúc sắp chết. Đây là sở thích lớn nhất trong cuộc đời hắn. Ầm ầm, một máy bay loại nhỏ gào thét mà tới, xoay quanh ở đỉnh Vũ Hóa Phong. Rầm rầm rầm, đạn không biết từ nơi nào bắn lên máy bay, một cánh máy bay nổ tung sinh ra tia lửa. Hai bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống. Một người mang dù để nhảy, trực tiếp đáp xuống đỉnh Vũ Hóa Phong. Dù để nhảy bị đạn bắn xuyên, tốc độ người kia hạ xuống liền tăng nhanh, sống chết chưa biết. Quả nhiên, hoàng đế đã sắp xếp nhân thủ mai phục ở bên ngoài. Nếu đi máy bay tới, rất dễ rơi vào đãi ngộ máy bay bị hủy người thì vong. Máy bay bốc cháy rơi xuống vực sâu, rất nhanh, dưới chân núi truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một người khác cầm quải trượng trong tay. Mượn một cước dẫm mạnh vào máy bay bắn tới hoàng đế đang chiến đấu kịch liệt trên không trung. Mặt trời nhô lên, tỏa vạn tia sáng. Khuôn mặt dữ tợn, tóc dài bay loạn. Thân hình đô con của lão bao một lớp hào quang vàng trên không trung, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Đồ chuột nhắt mày dám. Chương 1384, hoàng đế lấy một địch hai. Thế như sao băng, nhanh như tia chớp.
thân thể từ không trung hơn 10 thước hạ xuống, giống như là một tên lửa định vị bắn ra, mục tiêu tập trung là hoàng đế. Long Vương. Long Vương đã tới ở thời khắc mấu chốt. Hai chân của lão lay động trên không trung, giống như có thể cưỡi gió mà đi. Hô! Quải trượng rời khỏi tay, mang theo tiếng gió vù vù, giống một kiếm quang sắc vàng óng ánh đâm thẳng tới ót hoàng đế, trợ công cho Phó Phong Tuyết từ mặt bên. Dị tượng xảy ra, người chịu ảnh hưởng vẫn là Phó Phong Tuyết cùng hoàng đế trong cuộc chiến. Phó Phong Tuyết là bên được lợi. Một kích này, hắn đều ẩn chứa kinh khí toàn thân mình vào trong đó. Tu hành nhiều năm, kinh nghiệm nhiều năm tích lũy, tất cả đều dồn trong một cước này. Dù vậy, trong lòng lão vẫn vô cùng rõ ràng, đây là phản kích hấp hối, cũng là dãy giụa sau cùng. Long Vương đến, khiến lão nhiều hơn một phần hy vọng, tỷ lệ sống cũng cao hơn không ít. Có điều, lão cũng tính thay đổi chiêu số công kích. Đương nhiên, chiêu thức lúc này đã dùng hết, nếu đột ngột thay đổi không cách gì giữ lực, ngược lại còn bị thương nặng. Vẫy là một cước lâm môn kia. Vẫn là một cước quyết tuyệt kia. Lão định dùng hy sinh của mình đổi lấy một cơ hội. Một cơ hội cho Long Vương đánh bại hoàng đế. Tôi chết, cậu cũng chết. Đây là lựa chọn của Phó Phong Tuyết. Đây là bài thi lão nộp trong lần chiến đấu này. Hoàng đế lại lần nữa gặp khiêu chiến nguy hiểm trong cuộc đời hắn. Tổ hợp của chiến thần Phương Đông cùng chủ Long Tức, đây là một trong tổ hợp võ đấu quy cách cao trên thế giới. Mặc dù người như hoàng đế, cũng không thể không thừa nhận thế cục bản thân bây giờ rất nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ hắn gặp phải cục diện khó cả đôi đường. Nếu hắn dựa theo kế hoạch sớm định ra, muốn ở một quyền này đánh chết Phó Phong Tuyết, như vậy, ở cùng lúc phá nội phủ lão, hắn tất nhiên cũng bị quải trượng phóng tới kia đánh trúng. Nếu hắn bỏ qua, vậy thật sự khiến hắn rất không cam tâm. Cũng chỉ lựa chọn trong mấy tích tắc. Giống, hắn gầm lớn một tiếng, thân thể vọt lên nhanh đột nhiên không thể tin nổi mà khựng một cái ở trên không trung. Sau đó, hắn đổi hướng hoàn toàn vi phạm với quán tính vật lý, hạ xuống dưới. Loảng xoảng. Hai chân hoàng đế đạp mạnh xuống đất, giẫm hai tảng đá nhô lên nát bấy, lại một lần nữa giẫm nham thạch cứng rắn trên đất thành hai hố sâu. Răng rắc. Rơi xuống đất thứ hai chính là Phó Phong Tuyết. Trong lòng lão chứa đấu pháp dùng mạng đổi mạng, cho nên một cước kia vẫn không thay đổi quỹ tích, cho đến rơi xuống đất, lão vẫn giữ tư thế chân phải duỗi ra trước. Sau đó, cái chân ẩn chứa kinh khí huyết toàn thân liền đâm thẳng vào đất, giống như một con dao cắm vào trong một miếng bánh mì lớn, đâm bánh mình ra một lỗ lớn. Loảng xoảng. Long Vương là người đáp đất cuối cùng. Lão chỉ giữ một động tác rơi tự do xuống đất, cũng không sử dụng kinh khí gì trên chân. Cho nên, lúc lão rơi xuống đất mặc dù gây tiếng vang không nhỏ, nhưng lại không phá hư vật công như hai vị trước, dẫm đỉnh vũ hóa phong ra động nước. Ba người, đứng thành hình tam giác. Sắc mặt Phó Phong Tuyết tái nhợt, nhưng trầm tĩnh như núi cao biển sâu. Long Vương, tướng mạo Long Vương xấu, nên nhìn có vẻ hung ác. Nếu treo chân dung của lão ở cửa nhà, có lẽ có thể phát ra tác dụng tránh tà ma giống người đẹp trai như Tần Lạc. Giê-xu cùng đầu to đều ngừng bắn, mặt đầy vui mừng mà nhìn về phía Long Vương. Quỷ ảnh ý đồ công kích hoàng đế, còn chưa vào tới cạnh đó, đã bị quyền phong bá đạo của hắn thổi bay. Sư phụ, người đứng được rồi, Tần Lạc kích động hô. Hắn thật sự rất vui. Có trời mới biết vừa rồi hắn lo lắng đến cỡ nào. Nếu Phó Phong Tuyết chết trận, cho dù hắn có thể cứu Lệ Khuynh Thành trở về, hắn cũng sẽ cả đời khó bình an. Điều này với Tần Lạc mà nói cũng là một đề lựa chọn. Lựa chọn Phó Phong Tuyết, vậy Lệ Khuynh Thành có thể vì vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Nếu lựa chọn Lệ Khuynh Thành, Phó Phong Tuyết chống đỡ không được thế công của Hoàng đế, có thể sẽ bị hắn giết chết. Lệ Khuynh Thành là nữ nhân của hắn, Phó Phong Tuyết là nam nhân của hắn. Hắn yêu Lệ Khuynh Thành, cũng tôn trọng Phó Phong Tuyết. Hắn không hy vọng trong hai người bọn họ có bất cứ người nào ngoài ý muốn. Kinh hỉ chính là, Long Vương đến rồi. Càng kinh hỉ chính là, Long Vương đứng được rồi. Chân của ta đứng lên còn cần một cơ hội. Lúc ấy Long Vương nói với Tần Lạc như vậy. Lúc ấy Tần Lạc còn chưa hiểu ý của Long Vương, cho là lão nói như vậy chỉ vì an ủi mình. Về phần cơ hội khi nào tới, đó là một ẩn số. Bây giờ hắn đã biết, lão là đang đợi cơ hội, cũng là đang đợi hoàng đế. Lần trước lão cùng Phó Phong Tuyết liên thủ ngăn cản hoàng đế ở Việt Quốc, lần này, vẫn cần hai người bọn họ đồng thời ra tay mới có thể làm được. Giê-xu cùng đầu to liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ý cười. Long chủ tới rồi,
đầu to trầm giọng nói. Cho dù là Phó Phong Tuyết, hay là Long Thiên Trưởng, đều là thần của Long Tức bọn họ, là ngọn đèn sáng dẫn dắt bọn họ. Hắn không hy vọng bất cứ vị nào ngã xuống. Thượng đế nhất định nghe được lời gọi của nội tâm tôi. Giê-xu cắm súng lục bằng vàng vào bên hông, tay phải lại làm dấu hình chữ thập. Điều tôi cầu, liền do người ban. Thứ người ban, đều là thứ tôi cầu. Chúa nhân từ, người là cha của tôi. Ông cũng phải chết, ánh mắt hoàng đế nhìn chằm chằm Long Thiên Trượng, giọng nói phi thường ác liệt. Hắn có một vạn lý do tức giận. Thời gian phù hợp như vậy, tâm cảnh tuyệt vời như thế, nếu vừa rồi một quyền kia đánh chết Phó Phong Tuyết, cả thể xác và tinh thần hắn đều sẽ nhận được thăng hoa. Loại kích thích máu cùng thịt va chạm này, loại sợ hãi lúc tử vong tới này, còn cả sự rung động khi kết thúc tánh mạng kia. Đây chính là hết thảy hắn truy tìm. Lúc lão cường tráng, giết chết lão. Nhưng mà, Long Thiên Trượng lại phá hủy kế hoạch của hắn. Mặc dù hắn vẫn nắm chắc giết chết Phó Phong Tuyết, nhưng mà lão lúc đó đã bị thương rất nặng, mỏi mệt không chịu nổi, giết vậy còn có ý nghĩa gì? Lần trước bọn tôi có thể ngăn cậu lại, lần này cũng vậy. Long Thiên Trượng lên tiếng cười vang. Hoàng đế, cậu thật cho mình là vô địch thiên hạ sao? Vậy ông liền thử một chút đi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Dừng tay hết, ma thuật sư ép Lệ Khuynh Thành từ trong tấm vải đen đi ra, dao kề sát trên cổ Lệ Khuynh Thành, chỉ cần hơi dùng sức, là có thể cắt đứt cổ họng nàng. Từng người tới, ma thuật sư nói, ai phá hư quy tắc, tôi liền giết cô ta. Đây là điều bọn họ đã thương lượng trước. Cho dù hoàng đế kiêu ngạo thế nào, cũng không tự đại đến mức có thể dùng sức một người độc chiến cao thủ Trung Quốc. Dù sao, ở đây thuộc về sân nhà của người khác. Lo lắng Tần Lạc cùng Phó Phong Tuyết vây công, cho nên bọn họ sớm lẻn vào Yến Kinh bắt cóc Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành cũng chỉ là một vật dẫn. Nếu Lệ Khuynh Thành thất thủ, bọn họ sẽ hạ thủ từ trên người những người khác, ví dụ như Tần Lạc, ví dụ như Lâm Hoán Khê, lại ví dụ như... Chỉ cần là người quan hệ chặt chẽ với Tần Lạc, đều là mục tiêu của bọn họ. Chỉ cần có người ở trong tay bọn họ, liền không sợ bọn họ tạo thành thế vây công. Nếu bọn họ thật vây công... Cùng lắm thì lập tức giết chết con tin, sau đó dẫn người lẩn trốn. Mặc dù hành tích như vậy truyền đi có mất phong phạm của võ giả, nhưng mà, nếu hoàng đế thật muốn chạy, trong thiên hạ có ai có thể giữ hắn lại? Bây giờ Long Vương từ cao hạ xuống, hiển nhiên là muốn cùng Phó Phong Tuyết phối hợp lấy hai địch một. Đây là vi phạm quy tắc, cho nên, ma thuật sư sẽ đứng ra uốn nắn hành vi của bọn họ. Sao, nhiều năm trước cậu không sợ chúng tôi, bây giờ cậu lại sợ à? Long Vương nói mỉa mai, khuôn mặt đen kết hợp vẻ mặt hèn mọn như vậy, nói ra lời như vậy thật khiến người ta tức giận. Vương giả hoàng đế, tiếng tăm càng lúc càng lớn, mà gan lại càng ngày càng nhỏ. Stanley, lui về, hoàng đế nói. Điện hạ, ma thuật sư không nghe theo. Đây là mệnh lệnh của tôi. Hoàng đế liếc nàng một cái, lên tiếng nói. Mặc dù ma thuật sư không cam lòng, nhưng cũng không có dũng khí trái ý hoàng đế. Chỉ đành phải dẫn Lệ Khuynh Thành lui về vị trí vốn đứng, không biết vô tình hay cố ý, dao của nàng hơi trượt tới trước. Đáng chết, Tần Lạc thấy máu trên cổ Lệ Khuynh Thành chảy như nước, đau lòng vô cùng. Cô hẳn vô cùng tinh tường. Nếu cô ấy chết, các người liền mất đi bia đỡ đạn. Tất cả các người đều sẽ chết. Tôi không sợ chết, ma thuật sư chẳng thèm ngó tới uy hiếp của Tần Lạc. Hoàng đế nhíu mày, nói với ma thuật, Stanley, Lệ là bạn của tôi. Cô nên tôn trọng cô ấy một chút. Dạ, điện hạ, ma thuật sư có thể không đếm xỉa uy hiếp của Tần Lạc, nhưng lại không thể không nghe lời của hoàng đế. Dao hơi nới ra, để Lệ Khuynh Thành tạm thời từ trong quỷ môn quan thò đầu ra thở một hơi. Lúc này hoàng đế xoay người nhìn về phía Long Vương cùng Phó Phong Tuyết, nói, trước kia, các ông không phải là đối thủ của tôi. Bây giờ, các ông vẫn không phải là đối thủ của tôi. Chiến thần Phương Đông đã mất đi sức chiến đấu. Tiếp tục đánh nữa cũng không còn thú vị. Hai người ông cùng lên đi. Có lẽ, cảm giác đồng thời giết chết hai người càng mãnh liệt hơn. Chương 1385, Long Cộng Hổ ứng thanh đoạt. Thương nhân Trung Quốc sẽ bán ra vô số sản phẩm đặc sắc của Trung Quốc trên con phố này. Vô số người ngoại quốc chen tới, mua thứ bọn họ cảm thấy hứng thú. Cũng không thiếu thương nhân ngoại quốc cũng tới đây mua sắm. Rất nhiều người nhập hàng trở về rồi lại bán cho người trong nước mình, kiếm lời từ giá chênh lệch. Một người đàn ông trẻ mặc đồ công chức màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi chai đang nhàn nhã trên đường, thỉnh thoảng nhìn cửa hàng hai bên đường một cái. Hắn dừng lại ở trước cửa một cửa hàng bán nến,
nhìn thoáng qua bảng hiệu khó hiểu trên cửa, sau đó nhấc chân đi vào. Tiên sinh, mời cứ nhìn thử. Một cô gái ngoại quốc mặc váy dài ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông trẻ, sau đó nói ra tiếng Trung Quốc lưu loát. Có nến thắp không sáng không? Người đàn ông trẻ hỏi. Cô gái ngoại quốc thu nụ cười trên mặt lại, khép cuốn sách trong tay, nói, muốn màu đỏ hay màu trắng? Tôi muốn màu vàng, người đàn ông nói. Có điều ở kho hàng. Cô gái nói, mời đi theo tôi. Cảm ơn, người đàn ông trẻ vừa cười vừa nói. Cô gái đi qua một hành lang hẹp, sau đó gõ nhẹ hai cái ở cửa một gian phòng. Cửa mở ra, lộ ra một gian phòng lớn có thể nói là xa hoa. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc khô khan đứng ở cửa, một cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh thả người ở trên ghế xa, nghe nhạc, nhấm nháp rượu vang. Thấy người đàn ông trẻ đi vào, cô gái bỏ ly xuống đứng lên đón, vừa cười vừa nói, để Tần đại thiếu ra tới chỗ này, thật là áy náy quá. Người đàn ông trẻ tháo mũ xuống, không ngờ là Tần Túng Hoành một trong tam kiệt, nhân vật phong vân của Yến Kinh. Hắn sửa lại đầu tóc một chút, vừa cười vừa nói, có rượu ngon, còn có người đẹp, chỗ như vậy là thiên đường nhân gian. Có gì mà áy náy? Tần thiếu gia thật khéo ăn nói. Cô gái mời Tần Túng Hoành ngồi với tư thế ưu nhã, hơn nữa sau khi tự mình rót một ly rượu vang đỏ hộ hắn, nói, Tần thiếu gia chuẩn bị thế nào rồi? Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tần Túng Hoành vừa cười vừa nói. Ồ, còn thiếu cổ gió kia sao? Cô gái tóc vàng hỏi. Phu nhân, còn thiếu làn gió thơm em thổi tới đấy. Tần Túng Hoành cười tủm tỉm mà nhìn cô gái mặc sườn xám màu tím. Cô gái này mỗi lần xuất hiện ở Trung Quốc, đều mặc phục sức mang đậm nét Trung Quốc. Đáng quý chính là, nàng lại thật mặc ra hương vị này. Loại cảm giác kinh diễm này, cho dù hắn thuê mấy vị nhạc công cũng còn lâu mới sánh bằng. Tần Lạc. Cô gái tóc vàng hỏi. Anh không hy vọng hắn từ Thái Sơn về. Tần Túng Hoành nói, theo anh được biết, văn nhân Mục Nguyệt đã liên hệ vương gia trợ trận, điều này mang tới áp lực cực lớn cho đồng bọn hợp tác của anh. Vương gia mặc dù là xuất thân quân nhân, nhưng lực ảnh hưởng bọn họ có thể mang lại là phi thường kinh người. Mà vương gia đồng ý giúp, nhân vật mấu chốt trong đó chính là Tần Lạc. Nếu hắn chết, hoặc là bị bắt, đối với chúng ta đều cực kỳ có lợi. Em có thể cho anh thứ anh muốn. Anh có thể cung cấp cho bọn em cái gì? Cô gái hỏi, có lẽ anh đã biết, quốc an cùng mấy cơ cấu bí mật khác của Trung Quốc đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt với bọn em. Lần này em tới là nhập cư trái phép, em lo thân phận của em đã lộ rồi. Tần Túng Hoành nhíu mày, nói, anh cung cấp tư nguyên cho bọn em quá nhiều rồi. Nhưng mà các em báo đáp anh cái gì? Chẳng lẽ anh cho mình có địa vị hôm nay không có chút quan hệ gì với bọn em? Cô gái tóc vàng cười lạnh nói. Em nói cho anh biết những chuyện này, không sợ anh giết bọn em. Tần Túng Hoành cười ha hả nói, giống như là đang nói một câu chuyện cười. Anh không dám, cô gái nói thẳng, không ai dám đắc tội bọn em. Tần Lạc thì sao, Tần Túng Hoành giễu cợt, anh biết, bọn họ đã diệt một trụ sở của bọn em ở Mỹ. Anh khác bọn họ, cô gái tóc vàng nói, bởi vì anh từng gia nhập bọn em, chuyện này nếu để ngoại giới biết, sẽ mang tới ảnh hưởng gì cho anh. Em nghĩ. Không chỉ tổn thất chút danh dự đơn giản như vậy nhỉ. Tần thiếu gia, sao không chọn cùng bọn em hợp tác đến cùng nhỉ? Anh sợ đi lên đường cụt mà người bạn cũ kia từng đi. Tần Túng Hoành nói. Sẽ không đâu, cô gái tóc vàng nói. Anh thông minh hơn hắn. Thời gian của anh rất có hạn. Tần Túng Hoành nói, bọn em muốn gì? Che chở, cô gái tóc vàng nói. Còn cả hỏa dược. Đợi đến khi Tần Túng Hoành từ trong tiệm nến đi ra. Cô gái đứng lên từ trên ghế salon, mở cửa sổ ra nhìn đường phố vì mới sáng sớm nên chưa tính là náo nhiệt, hỏi, Mục Mã Nhân đã tới chưa? Không rõ lắm, hắn thường hành động một mình, Đái Phổ khom người nói. Mặc dù có chút không quá cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn chúc hắn có thể thành công nhỉ. Cô gái tóc vàng nói, Tần Lạc thật sự mang đến cho chúng ta quá nhiều phiền phức. Hoàng đế muốn lấy một địch hai, một người độc chiến Long Vương cùng Phó Phong Tuyết. Người tự tin ngàn ngàn vạn vạn, nhưng người thiếu não lại không thấy mấy. Hồng Phu rất khinh bỉ loại hành vi này của Hoàng đế. Phong phạm võ giả là gì? Phong độ thân sĩ là gì? Dùng thủ đoạn bạo lực tốc độ tiêu diệt đối thủ, sau đó lập tức cao bay xa chạy trở lại lãnh địa của mình. Đây là hành động của trí giả. Đánh hữu nghị gì chứ? Không nói trước Long Vương là quân lực vừa mới vào, riêng Phó Phong Tuyết bị thương đã khiến người không dám khinh thường rồi.
Mặc dù đã cùng hoàng đế chiến đấu đến lúc này rồi, nhưng ai có thể bảo đảm Phó Phong Tuyết không có giữ lại thực lực? Ai có thể xác định lão không để lại sát chiêu gì đó? Chúng ta không làm anh hùng được, nhưng chúng ta không thể cản người khác làm anh hùng. Tần Lạc uốn nắn lời của Hồng Phu rất nghiêm túc, hắn cũng cảm thấy biểu hiện của hoàng đế rất ngu ngốc, nhưng mà, mỗi người đều có cách sống của mỗi người. Người khác theo đuổi chính là kết quả cuối cùng, hắn hưởng thụ chính là quá trình. Chúng ta không thể áp đặt ý nghĩ của mình ở trong cuộc đời người khác. Hắn không phải là đối thủ của Phó Lão và Long Chủ. Giê-xu nói, Thượng Đế đã đứng ở bên chúng ta, bởi vì người ngu xuẩn là kẻ địch lớn của Thượng Đế. Nhưng mà, trong lòng Tần Lạc lại không lạc quan chút nào. Phó Phong Tuyết cùng Long Vương lúc ở thời kỳ đỉnh phong, khó khăn lắm mới đánh ngang tay với Hoàng Đế. Không có thua hắn, cũng không thắng được hắn. Bây giờ, Phó Phong Tuyết một mình đấu với Hoàng Đế, khí lực gần như hao hết, hơn nữa từ sắc mặt lão mà nhìn thì biết lão bị thương rất nặng. Long Vương tê liệt nhiều năm, mặc dù bây giờ hai chân có thể hành động tự nhiên, nhưng mà, thân thủ của lão có thành thục không? Gân mạch lão lâu không hoạt động có thể chịu được loại bộc phát quy mô này không? Hơn nữa, Long Vương nói không sai, lão và Phó Phong Tuyết đều già rồi. Hoàng đế lại mất đi thiếu niên lỗ mãng năm đó mà biến thành nam nhân thành thục hiện giờ. Dũng cảm đi tới, lại không ngại lui về. Một đối thủ như vậy là vô cùng khủng bố. Lần này so đấu, thắng bại khó dò. Long Vương đi đến trước mặt Phó Phong Tuyết, con mắt nhìn thẳng Hoàng đế, nhưng lại nhỏ giọng hỏi thăm Phó Phong Tuyết, nói, thế nào? Chỉ có một lần cơ hội, Phó Phong Tuyết nói. Ánh mắt Long Vương nheo lại, nói, đủ rồi. Vẻ mặt hoàng đế rốt cuộc trở nên ngưng trọng, nhưng trong ánh mắt lại bừng lên hưng phấn cùng vui sướng không ngừng. Hắn chính là tính cách như vậy, đối mặt đối thủ càng lợi hại, thần kinh của hắn lại càng phấn khởi. Thần kinh càng phấn khởi, cảm giác thu hoạch được sau khi giết người cũng càng nồng đậm hơn. Có thể bắt đầu rồi chứ? Hoàng đế hỏi. Không có người trả lời câu hỏi này của hắn. Không, phải nói Long Vương cùng Phó Phong Tuyết đồng thời dùng hành động để trả lời câu hỏi này của hắn. Thậm chí cũng không cần một ánh mắt ăn ý, thân hình hai người liền đồng thời khởi động. Xương hai tay Phó Phong Tuyết bị hủy hết, cho nên lão chỉ có thể dùng hai chân hạ bàn hoàng đế. Cước bộ lỗ mảng, biến hóa khó lường, triền kình của thái cực bộ được lão phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hai chân Long Vương vững vàng, song quyền múa lên ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ. Mở rộng người, thế công hung mãnh. Hai người đồng thời công tới, gắng đạt tới một kích giết địch. Lui. Đây là không thể nào. Hoàng đế xông tới. Quyền phải đánh về phía quả đấm Long Vương, chân trái đá về phía đầu gối Phó Phong Tuyết. Có người nói, võ công che bầu trời thiên hạ khó mà phá. Hoàng đế cho rằng, võ công che bầu trời thiên hạ, là bá đạo không gì phá nổi. Quyền đối quyền, cước đối cước. Chân Hoàng đế đá về phía Phó Phong Tuyết, phảng phất như đá vào trong đống bông. Nhưng mà, trong bông như cũng giấu không ít châm. Nó đâm cực kỳ khó chịu. Quả đấm cương mãnh của hắn đối oánh cùng nắm đấm của Long Vương, một cổ phản lực khổng lồ đẩy tới, chứng minh Long Vương có thân thể dã thú cùng thực lực sâu không lường được. Kinh phong gào thét, không khí lại một lần nữa bị xé toạc, tiếng xoẹt 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 lại vang lên, gần như có chút chói tai. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Hoàng đế liền lùi lại ba bước. Sau đó yết hầu ngòn ngọt, một cổ máu tươi bắn mạnh ra. Long Cộng Hổ, ứng thanh liệt. Chương 1386, đây mới là phong thái thực sự. Hai người đồng thời dùng lực, ngay cả hoàng đế đều khó có thể chống đỡ. Thân thể của hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó miệng đầy máu, bộ dáng thê thảm. Bại rồi sao? Hoàng đế vô địch thiên hạ cũng sẽ thua. Vốn mọi người tràn ngập mong đợi với giờ khắc này. Nhưng mà, khi nó chính thức tới, gần như ai cũng khó mà tin được. Hoàng đế thua rồi, Hồng Phu hỏi. Chúa Vạn Năng, cảm ơn sự nhân từ của người. Người cho tới bây giờ đều chưa từng khiến con chiên của người người thất vọng. Giê-xu lại vội vẽ hình chữ thập ở trước ngực. Tần Lạc lại phát hiện tình huống không đúng, chạy vào trong trường chiến. Nhưng mà, không đợi hắn chạy đến, thân thể cao cao sừng sững của Phó Phong Tuyết lại đột nhiên ngã ra sau. Loảng xoảng, thân thể lão nện ở trên tảng đá cứng rắn, phát ra tiếng vang kịch liệt. Sau đó, lão vẫn không nhúc nhích, giống như xác chết. Xương hai tay lão đã sớm nát, vừa rồi dùng chân tiến công, một cái xương đùi lại gãy. Thể lực suy kiệt, một chân khó chống, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa.
chỉ có một lần cơ hội. Đây chính là nguyên nhân lão nói những lời này với Long Vương. Bởi vì lão phi thường rõ ràng, mình rất khó lại tổ chức lần tiến công thứ hai. Nếu lần này không thể bắt lấy cơ hội đạt được chiến quả, vậy bọn họ đã không còn cơ hội. Long Vương đứng ở vị trí cách lão chưa tới ba thước, lão rõ ràng thấy Phó Phong Tuyết không kiên trì nổi sắp ngã xuống đất, nhưng mà, lão không kịp đỡ. Lão dùng chính là bạo quyền, chính là sử toàn bộ khí lực trong thân thể ra, một kích giết chết. Mà Hoàng đế cũng giống lão. Bạo quyền với bạo quyền, trùng kích cùng tàn phá của cổ nội kình này thì người thường khó có thể tưởng tượng. Mặc dù lão không bị thương nặng như Phó Phong Tuyết, nhưng bây giờ ngũ tạng lão lệch vị trí, khí huyết sôi trào, thân thể cũng giống cái khung bị giã ra. Lão không thể động, vừa động, cổ nhiệt tình kéo căng thân thể sẽ giải tỏa. Một khi giải tỏa, lão và Phó Phong Tuyết liền không còn cách gì đứng lên nữa. Cho nên, lão cố chống, tùy ý nội phủ nhộn nhạo không yên trở về vị trí cũ, tùy ý khí huyết cơ thể bình ổn xuống. Phó Phong Tuyết ngã xuống rồi, tiếp theo là chiến đấu thuộc về lão. Tần Lạc chạy đến trước mặt Phó Phong Tuyết, đưa tay tìm mạch bác, vô cùng yếu ớt. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức rút ngân châm ra từ trong tay áo. Ngay lúc này cũng không để ý vấn đề như không được tiêu độc, không vệ sinh, tay hắn cầm ngân châm, lập tức thi ra quan âm thủ trong thái ất thần châm, một cổ khí lực nhu hoàn nhưng dồi dào lập tức thông qua ngân châm tiến vào cơ thể Phó Phong Tuyết. Thân thể lão đã cạn sạch lực, bây giờ người trước mắt chỉ là một cái xác không. Hoàng đế quá cường đại đến độ khiến lão không có cách gì giữ lại, chỉ có thể dùng hết một tia khí lực sau cùng. Hơn nữa, loại truyền lực này không thể quá mạnh, tránh khiến kinh mạch bị hao tổn khô quắt của lão gặp trùng kích. Quan âm thủ bề ngoài ôn hòa, bên trong bá đạo, cực kỳ thích hợp để chữa trị cho Phó Phong Tuyết. Chỉ xem chút mạch bác, Tần Lạc đã nghĩ xong phương án trị liệu châm với Phó Phong Tuyết. Nghiệp thuật có chuyên công, ở lĩnh vực y học, Tần Lạc quả thật có thiên phú hơn những người khác một chút. Quả nhiên, trải qua sự tẩm bộ do Tần Lạc dùng tinh khí bản thân truyền sang, sắc mặt Phó Phong Tuyết rốt cuộc có lại một chút huyết sắc. Mặc dù vô cùng nhạt, nhưng đây đại biểu đã kéo lão từ quỷ môn quan trở lại. Nếu Tần Lạc trị liệu trễ, thân thể Phó Phong Tuyết sẽ càng ngày càng suy yếu, sau đó con mắt không mở ra được, cuối cùng không tỉnh lại nữa. Thật ra, tử vong cũng không phải là một chuyện khó khăn cỡ nào. Sướng, Hoàng đế nở nụ cười. Cười như điên. Vừa cười, miệng vừa nôn ra máu. Có thể thấy được, giáp công trên dưới của Long Vương cùng Phó Phong Tuyết mang tới thương tổn lớn cỡ nào cho hắn. Sướng, Hoàng đế giống lớn nói. Phó Phong Tuyết, ông đã không đứng lên nổi nữa à? Phó Phong Tuyết không trả lời. Bây giờ lão căn bản không có khí lực nói chuyện, có thể miễn cưỡng mà mở mắt ra được vẫn là vì Tần Lạc cho mượn lực. Bây giờ, đối thủ của cậu là tôi. Long Vương trầm giọng nói. Trải qua tĩnh dưỡng ngắn ngủi, thân thể của lão rốt cuộc khôi phục lại bình thường, một chút khó chịu nho nhỏ bị lão đè mạnh xuống. Đáng tiếc, Hoàng đế nói, không biết là tiếc Phó Phong Tuyết không có cách gì đứng lên, hay là tiếc đối thủ của hắn chỉ còn Long Vương. Bây giờ, đến phiên cậu tiến công, Long Vương nói. Lão không phải không muốn tiến công, ai nguyện ý dâng quyền chủ động công kích cho người ta chứ? Đoạt trước địch, thì có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Lão là không có cách gì tiến công. Nội phủ không bình ổn, khí huyết nhộn nhạo, thay vì chủ động công kích tự bạo, không bằng đứng tại chỗ chờ hắn công tới. Ít nhất, lão có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi cho mình. Được, rất được, Hoàng đế cười vang nói. Vậy ông liền tiếp thêm một quyền của tôi thử xem. Giống. Hoàng đế giống to một tiếng, từng viên cúc áo sơ mi màu trắng trên người hắn rơi đứt, quần áo thật mỏng bị nghiền nát, bị gió thổi, liền bay tứ tung. Hắn để trần nửa người trên, cơ bắp trên người cân xứng mà rắn chắc, lại không khoa trương như mấy huấn luyện viên thể dục kia. Làn da trắng nõn hồng hào, gần như không có bất kỳ vết sẹo nào. Người đàn ông này, cho dù cởi sạch quần áo vẫn đẹp trai anh tuấn như vậy. Anh dùng từ cao, giàu, đẹp trai để hình dung hắn cũng không xứng, hắn là võ giả hoàng đế, là bạch mã vương tử. Thân thể của hắn khởi động, nhanh như chớp, hạ xuống đất không tiếng động. Tay trái của hắn giơ lên cao, mục tiêu nhắm thẳng vào bộ phận quan trọng trên người Long Vương. Theo khoảng cách càng gần, theo lực đạo gia tăng, cánh tay kia không ngờ bắt đầu dần dần biến thô. Cơ bắp trên cánh tay run rẩy không ngừng, giống như là lực đạo không cách gì chứa thêm sắp bộc phát ra. Đi chết đi, Hoàng đế giống lớn. Long Vương cũng không ngồi chờ chết. Lão biết,
nếu hoàng đế cùng Phó Phong Tuyết là so đấu chiêu thức cùng nội kình, vậy với mình là thuần túy so lực va chạm. Lão là một người man dợ, hoàng đế hiển nhiên còn dã man hơn lão. Lực đạo ẩn chứa trong quả đấm của hắn có thể đánh xuyên một tảng đá lớn, huống chi là cơ thể con người. Lão cũng động. Hai tay nắm lại, tiếng vang rắc rắc truyền đến. Liền cảm giác được nắm tay nóng lên, gần như muốn bốc cháy, sau đó hai đấm cùng xuất ra. Liệt diễm quyền, tuyệt kỹ thành danh của Long Vương. Bạo liệt quyền, một trong những sát chiêu của hoàng đế. Hai người đều sử ra khí lực toàn thân, thành bại là ở trong khoảnh khắc này. Nắm tay hai người đụng vào nhau. Kỳ quái chính là, lần này khí lưu không bị đẩy ra, không khí cũng không bị xé nứt. Thậm chí, hai người bọn họ đều đứng tại chỗ không có bất kỳ ai bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt bọn họ chạm nhau, quả đấm chạm nhau. Bất đồng chính là, hoàng đế ra chính là quyền phải, còn Long Vương song quyền đều xuất để đỡ. Một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên, cơ mặt hai người đều bắt đầu run bần bật. Càng lúc càng run bần bật, giống như là đang ngồi xe guồng. Sau đó, nét mặt của bọn họ trở nên thống khổ. Rầm rầm rắc rắc. Một tiếng nổ quái dị truyền đến. Xương trên người hai người vang lên, áo quần trên người bị bóc sạch. Khí lưu cường đại từ bên trong mà ra, thân thể hai người lúc này bị cổ lực lớn không giống sức người bắn ra. 3. Thân thể Long Vương đánh lên một tảng đá lớn, lúc này ổn định thân hình. Lão cố gắng đứng lên. Vừa đi một bước, ngũ quan liền bắt đầu ứa máu, giống như là cả người trúng độc. Tư thế hoàng đế hạ đất cũng không tính là đẹp, nhưng mà, hành động của hắn thoải mái hơn Long Vương rất nhiều. Hắn ngúc ngoắc cổ mình, hô, hỏa thần. Hỏa thần nhanh chóng chạy tới, móc một cái khăn lụa trắng ngần ở trong túi đưa tới. Hoàng đế nhận lấy khăn lụa lau cẩn thận vết máu trên khóe miệng, giống như là đang lau sạch trước khi ra cửa. Người đàn ông này, áo quần trên người đều nát vụn. Quần phía dưới cũng rách mấy lỗ lớn, dùng câu quần áo rách tươm để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng hắn mãi đến bây giờ vẫn giữ mặt mũi sạch sẽ cùng dáng vẻ ưu nhã. Đây mới là phong thái chân chính. Chứa phong thái vào tận khớp xương. Chương 1387, là một vật hy sinh có giá trị. Rất cẩn thận, rất cẩn thận, cách ăn mặc trang điểm của con gái cũng không gì hơn cái này. Hoàng đế sau khi lau sạch vết máu trên khóe miệng, đưa khăn lụa dính máu lại cho hỏa thần. Hỏa thần lại không dám vứt khăn lụa, mà gấp kỹ cất vào trong túi mình. Hoàng đế rời ánh mắt lên người Phó Phong Tuyết, nói, đã nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Nếu nghỉ ngơi tốt rồi, lại tiếp một quyền của tôi thử xem. Lúc nói chuyện, hoàng đế đã động. Những lời này nói xong, hắn đã đến trước mặt Long Vương. Loảng xoảng. Hắn đánh ra một quyền. Long Vương đồng thời ra quyền chống đỡ. Quả đấm hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Hoàng đế lực lớn, Long Vương lui về phía sau hai bước. Lại đến đây, hoàng đế la lớn. Loảng xoảng. Lại một quyền. Long Vương lần nữa ra quyền. Lại một tiếng vang thật lớn, Long Vương lại lui về phía sau hai bước. Lại đến. Lại đến. Hoàng đế cởi trần nửa người quyền này nối tiếp quyền kia, quyền sau càng uy mãnh hơn quyền trước. Quyền sau lực lớn hơn quyền trước, phảng phất là một quái thú không biết mệt mỏi. Long Vương cắn răng chống đỡ, nhưng mà tố chất thân thể cùng khí lực không địch lại hoàng đế. Hơn nữa, nhiều năm ốm đau ở trên giường, lão cũng không thành thạo khống chế cơ thể cùng nắm giữ lực đạo bằng hoàng đế. Một đợt trọng quyền đánh xuống, khí lực trong cơ thể hắn đều bị rút sạch. Chiêu thức đơn giản, cũng là chiêu thức nguy hiểm. Bởi vì hắn đã ghét so đấu, ghét chiến đấu, hắn muốn giết người. Mỗi một quyền của hắn đều dốc hết toàn lực, nếu ông không đem hết toàn lực chống đỡ hoặc là không chống đỡ được, có thể sẽ bị một quyền của hắn đánh chết. Lại đến đây, hoàng đế giống lớn. Hắn giống như nghiện, quả đấm giống như là đánh không lấy tiền thì không xong. Loảng xoảng. Lần này Long Vương lui tận mấy bước. Tôi muốn lên giúp, Ly nói, Long Vương là cha nuôi của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn cha nuôi bị hoàng đế đánh chết. Ai dám đi lên, tôi liền giết người. Ma thuật sư đúng lúc đẩy Lệ Khuynh Thành ra, các người muốn nhìn nàng chết sao? Ly hơi chút do dự, nhưng vẫn xông tới. Nàng biết làm như vậy có thể sẽ làm Tần Lạc tức giận, nhưng, đứng ở trên lập trường của nàng, nàng để ý an nguy của cha mình hơn. Thân hình Ly như điện, người còn chưa tới gần, hai thanh phi đao đã quăng ra ngoài. Siêu! Hai thanh phi đao vẫn tốc độ bay giống nhau,
nhưng quỹ tích lại hoàn toàn khác nhau. Một thanh phi đao nhắm sau ót hắn, một thanh phi đao khác nhắm giữa lưng hắn. Chỉ cần có một thanh trúng mục tiêu, hoàng đế sẽ chết. Đáng tiếc, nàng đánh giá thấp thực lực hoàng đế hoặc là nói đánh giá cao phi đao của mình. Lúc hoàng đế đang xuất quyền, chỉ xoay nắm tay một vòng tròn lớn, sau đó, hai thanh phi đao kia liền bị đổi hướng, dùng tốc độ cũng nhắm về phía Ly. Thân hình Ly né tránh, nàng vọt tới gần đánh một quyền nhắm phía sau lưng hoàng đế. Loảng xoảng, thân thể của nàng bay ngược ra ngoài. Thậm chí, nàng còn không thấy rõ hoàng đế ra tay thế nào. Ly bị đánh thương, đầu to cũng động. Lần này hắn không dám nổ súng, lo lắng hoàng đế dẫn quỹ tích đạn nhắm vào Long Vương. Người hắn vọt tới trước, trong tay cầm một cây dao găm. Người tới gần đó, một đao đâm tới cổ hoàng đế. Hơi tiếp xúc, thậm chí chỉ nhoáng lên tí xíu. Đầu to cũng bay. Bị một cước hoàng đế đá bay. Sau đó là quỷ ảnh cùng ngọc nữ, cặp tình lữ này trước kia là chiến tướng của hoàng đế. Sau khi phản bội thành người của Phó Phong Tuyết. Nếu có thể lựa chọn, bọn họ có 1.000.000 lý do không muốn là địch với hoàng đế. Nhưng bọn họ có lựa chọn sao? Không có, cho nên, bọn họ chỉ có thể ra tay giúp giết chết hoàng đế. Nếu hôm nay người thắng là hoàng đế, người đầu tiên hắn muốn thanh lý chính là hai người bọn họ. Hắn là người kiêu ngạo như vậy, sao cho phép người khác phản bội sau lưng? Mặc dù hắn không thèm để ý chút nào chuyện này chút nào, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Vừa rồi bọn họ đi lên, hắn gần như không thèm liếc nhìn bọn họ một cái. Càng như vậy, càng chứng minh trong lòng hắn tức giận. Hoàng đế là một người đơn giản. Ai khiến hắn không vui, hắn sẽ giết chết người đó. Hoàng đế đánh một quyền khiến Long Vương lùi mấy bước xong, thân thể vội chuyển. Hai tay duỗi ra trước, thoáng cái liền bóp cổ ngọc nữ. Phản đồ, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tà ác. Sau đó hơi dùng sức, liền chuẩn bị vặn gãy cổ ngọc nữ. Hoàng đế, quỷ ảnh hô lớn, bàn tay nắm thanh dao găm kia đâm mạnh về phía ngực hoàng đế. Hoàng đế nhíu mày, dùng sức hất lên, liền coi ngọc nữ như ám khí đập vào ngực quỷ ảnh, ngăn lần tiến công này của hắn. Ma thuật sư khống chế con tin phát hiện những người này cũng không nghe lời nữa. Đều trở nên điên cuồng. Cả đám liều mạng xông lên vây công hoàng đế, không khỏi nổi lên sát tâm. Đao của nàng vừa duỗi, muốn vẽ loạn trên cổ Lệ Khuynh Thành. Một trường xà màu xanh vọt lên, bay thẳng tới mắt nàng. Nàng hơi chút chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định chém tiểu xà này thành hai khúc. Rắc, tiểu xà chia làm hai khúc, cắt thành hai khúc ở ngay chính giữa. Máu văng khắp nơi, bắn lên người ma thuật sư cùng Lệ Khuynh Thành. Đang lúc ma thuật sư định lần nữa ra tay giết Lệ Khuynh Thành, trên mặt đột nhiên bỏng rát. A, à, nàng kêu thảm thiết. A, à, đồng thời kêu thảm thiết còn có Lệ Khuynh Thành. Trên mặt cùng trên mu bàn tay hai người bọn họ đều dính máu rắn, máu tiểu xà kia giống như A, xít sun, phu, rít nồng độ cao, hơi tiếp xúc liền ăn mòn ra người. Đau đớn tới đột ngột như vậy, lại kịch liệt như vậy. Làm cho người ta căn bản khó có thể chịu được. Cho nên... Hai người đồng thời hét chói tai. Một roi dài lặng yên không một tiếng động mà cuốn tới, thoáng cái quấn ở bên hông Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nữa, thân thể đã được roi quấn đi. Các người đáng chết, con mắt ma thuật sư đều đau đến không mở ra được, nhưng cảm giác được Lệ Khuynh Thành sắp thoát khỏi sự khống chế của mình, dưới tình thế cấp bách, đao trong tay quăng ra ngoài nhanh như chớp. Siêu! Mũi đao nhắm thẳng phía sau lưng Lệ Khuynh Thành. Cho dù nàng có nhanh thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là một cơ thể hơn 50kg. Mà đao thì nhỏ bé nhanh nhẹn, tốc độ mãnh liệt. Phát sau mà đến trước, trong nháy mắt sẽ chui vào trái tim của nàng. Đinh! Một viên đá nhỏ thần kỳ xuất hiện, vừa khéo đánh lên mũi dao. Mũi dao lệch đi, thân đao liền tự nhiên sinh nghiêng. Đông! Dao ghim trên cỏ, chuôi đao còn phát ra tiếng chấn động ong ong. Công kích thất bại. Liền kích thích lòng tự ái của ma thuật sư. Nàng cố nén đau nhức, trong tay lần nữa xuất hiện chuôi ngư can, giống như sói mẹ điên cuồng lao về phía Hồng Phu. Hồng Phu nhanh chóng lấy một viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong túi ra nhét vào trong miệng Lệ Khuynh Thành, nói, chạy. Viên thuốc vào bụng, cảm giác bỏng rát do bị máu rắn dính lên liền giảm đi rất nhiều. Nghe được lời của Hồng Phu, nàng lập tức nhạy bén mà chạy ra ngoài vòng tròn chiến đấu. Chiến trường hôm nay. Không phải là chiến trường của nàng. Giê-xu rốt cuộc công tới.
hắn không dùng dao găm, cũng không dùng súng, mà chỉ tay không đánh tới hoàng đế. Trong những người này, thực lực của hắn mạnh, cũng là người tiếp cận hoàng đế nhất, những người khác kém 99 bước, hắn kém 80 bước mà thôi. Một quyền này của hắn rất có uy thế, thật đúng là mang đến phức tạp nhất định cho hoàng đế. Hoàng đế rốt cuộc bỏ qua việc tiếp tục giết Long Vương, mà rời một quyền mới đánh ra kia cho Giê-xu. Giê-xu cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đánh lệch vị trí, khí huyết nhộn nhạo, phảng phất nước sôi đun lên. Điều này khiến thân thể khó chịu gấp trăm lần, nhưng Giê-xu lại không thể không liều mạng ở thời khắc này. Thượng đế phù hộ, còn cả Như Lai Phật Tổ nữa. Giê-xu niệm ở trong lòng, hắn rốt cuộc ý thức được, đối mặt người điên cường đại đến biến thái như hoàng đế, chỉ một thần tiên thì không cứu được mình. Ban cho con lực lượng đi, con là tín đồ tiều tụy của các người. Quyền thứ hai, Giê-xu rốt cuộc bị hoàng đế đánh bay. Cũng nên kết thúc đi, hoàng đế nhìn Long Vương nói, đây là quyền cuối cùng. Lúc này, Long Vương đã bị hoàng đế đánh từ trung tâm đỉnh núi Vũ Hóa Phong tới gần mép. Chỉ cần lui hai bước nữa, hắn sẽ rơi xuống vách đá vạn trượng mắt thường khó có thể thấy rõ. Cảm ơn các người, cơ trên tay phải hoàng đế chuyển động giống như con chuột nhỏ. Cho tôi chiến đấu đặc sắc như vậy. Hắn đánh một quyền ra ngoài. Quyền phong lăng lệ, hủy thiên diệt địa. Hô! Không thể để cho hắn nện xuống. Tuyệt đối không thể. Con mắt Tần Lạc đang trị liệu cho Phó Phong Tuyết nhìn chằm chằm vào chiến đấu giữa Long Vương cùng Hoàng đế. Thấy Long Vương bị buộc xuôi theo vách núi. Chỉ cần một quyền tiếp nữa sẽ rơi xuống vực sâu. Hắn không thể kìm được nữa. Cho dù là vật hy sinh, Tần Lạc thầm nghĩ. Thân thể hắn chạy vội, phóng về phía Long Vương và Hoàng đế đang chiến đấu kịch liệt. Cũng phải làm một vật hy sinh có giá trị. Chương 1388, không ngờ là con gái. Ở trong một khóm bụi gai, có một họng súng tối như mực gác ở trên một cành cây hơi thô. Cành lá rậm rạp, mảng lớn lá tre ở phía trước, mặc dù ở gần trong gang tấc cũng khó có thể cảm giác. Một người đàn ông mặc áo quần màu tối dựa ở đó không nhúc nhích, giống như hợp thành một với hoàn cảnh ở đây. Nòng súng màu đen kia liền giữ ở trong tay hắn. Vị trí của hắn rất tốt, là một vị trí hơi nghiêng lên, có thể khóa trọn Vũ Hóa Phong ở trong phạm vi họng súng của hắn. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng chỉ là thượng không và hạ không cả Vũ Hóa Phong. Bất cứ địch nào tới viện binh, hắn đều tiêu diệt sạch bọn họ. Hắn là mục sư, là một trong tám đại chiến tướng của hoàng đế. Hắn không cùng hoàng đế đi Trung Quốc, mà sớm tới đánh mở đường trước. Hơn nữa, hắn không đi Yến Kinh bắt cóc con tin, mà gián tiếp đi tới Vũ Hóa Phong Thái Sơn này làm chuẩn bị cho trận chiến đỉnh phong của hoàng đế cùng Phó Phong Tuyết. Hoàng đế là một người thích sạch sẽ, cho nên hắn vác ghế nằm cùng lều có thể gấp cho hoàng đế. Hoàng đế là một người thích hưởng thụ, cho nên hắn vác thức ăn cùng rượu vang đỏ tới cho hoàng đế, còn chuẩn bị sâm panh để chúc mừng. Hoàng đế là một người hiếu khách, cho nên hắn cũng chuẩn bị túi ngủ, lều trại cùng thức ăn, rượu vang đỏ cho Lệ Khuynh Thành, bạn của hoàng đế. Mẹ nó, chuyện hư hỏng của hoàng đế thật đúng là nhiều. Ở lúc đeo bao lớn leo núi lần thứ N, trong lòng hắn ân cần thăm hỏi mẹ của hoàng đế. Đương nhiên, hắn còn vác trên lưng súng ống hỏa lực không giống nhau cùng các loại hỏa dược công hiệu. Là một cao thủ đỉnh cấp tung hoành châu Âu, hắn và đám người hỏa thần, hoàng đế có khác nhau về bản chất. Bọn họ thích cậy mạnh, thích lấy tay gián tiếp bẻ gãy cổ kẻ địch. Dã man, bạo lực, đau, gián tiếp. Hắn không thích cũng không thưởng thức phương pháp như vậy. Hắn cảm thấy đây là hành vi của người man dợ. Là một thân sĩ, là một giáo đồ trung thành của Thượng Đế, là hình tượng một người phát ngôn được Thượng Đế phái xuống trần gian, hắn phải giữ tốt hình tượng của mình, đương nhiên, còn cả hình tượng của Thượng Đế. Cho nên, hắn thích dùng súng bắn nổ đầu đối thủ. Đây là hành vi của thân sĩ. Không phải sao? Đã sớm tiến vào thời đại công nghệ cao, còn hô đánh hô giết. Loại hành vi này ở trong mắt hắn thật ngu ngốc. Tâm tình mục sư rất không tốt. Mặc dù hắn vẫn duy trì phong phạm một cao thủ, quy luật ẩn núp cơ bản lúc ám sát của một sát thủ, nhưng thật ra hắn hiện giờ trong lòng phẫn nộ phi thường, hắn cơ bản khắc chế tâm tình của mình. Hắn không ngờ đã thất thủ. Vừa rồi, có một chiếc máy bay trực thăng bay qua đỉnh đầu hắn. Mặc dù hắn dùng đạn số 3 bắn xuyên cánh máy bay, khiến bình xăng bốc cháy rồi nổ tung. Nhưng mà hắn lại không thể ngăn sự bay lượn cùng tung tích của người kia. Bắn chết một phi công có ích lợi gì? Hắn biết ai là người hắn cần chặn lại chân chính, người kia từ trên máy bay nhảy xuống,
tư thế lão chạy băng băng ở trên không, lão phóng ra quải trượng nhanh như chớp, cũng làm cho người ta có cảm giác lãnh diễm. Hắn đã phạm sai lầm, chuyển một đối thủ lợi hại cho hoàng đế. Thượng đế phù hộ, hy vọng hoàng đế là vạn năng bất bại. Mục sư thầm nghĩ trong lòng, hắn quen dùng tay phải vẽ chữ thập trước ngực, đầu ngón tay vừa mới rời súng máy, hắn lại mò lên nhanh như chớp. Rời họng súng đi 65 độ. Bắn. Ba. Bắn hụt rồi. Nghe tiếng vang to thế là hắn biết mình bắn hụt rồi. Lại rời họng súng đi, lại bắn. Phành. Một phát này bắn lên đỉnh tảng đá lớn. Đá vụn bay tán loạn, lại không gây tổn thương chút nào đến mục tiêu. Một bóng đen đánh tới hắn nhanh như điện, mượn sự yểm hộ của cây cối cùng núi đá, dùng một loại tốc độ hắn chưa từng thấy lao tới. Thoát trái thoát phải, chợt nhanh chợt chậm, vội chạy vội dừng, hay thay đổi. Phành, phành, phành. Hắn bóp cò bắn liên tục, nhưng mục tiêu kia lại càng ngày càng gần. Gặp quỷ, mục sư nhảy từ trong bụi gai ra. Bây giờ hắn đã bị mục tiêu cảm giác, nếu ẩn núp nữa thì chỉ có một con đường chết. Hắn vứt súng máy hạng nặng trong tay, rút Desert Eagle bên hông ra. Loại súng lục đã sớm thịnh hành toàn cầu này bây giờ không phải là súng lục chủ lưu, nhưng lại là sở thích của hắn. Hắn cực thích màu quân lục cùng lực sát thương khiến người ta sợ hãi của nó. Hắn tìm tảng đá lớn để che chắn, sau đó nhìn chằm chằm mục tiêu không chút chớp mắt. Ngay bây giờ, hắn đã không hề vội nổ súng nữa. Mục tiêu là một cao thủ, từ lần đầu tiên hắn né tránh đạn của mình là hắn đã biết. Bắn bình thường thì không có hiệu quả, cách nổ súng vội vàng căn bản là không thương tổn được hắn. Hắn phải đợi, chờ một cơ hội. Chờ một cơ hội hắn phạm sai lầm. Hoặc là trượt chân, hoặc bị cây cỏ quấn vào quần áo, hoặc là hắn bị tảng đá cản lại cước bộ sai, đây đều là cơ hội của hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Hắn thất vọng rồi. Đối thủ của hắn thật cao minh, mỗi một bước đều giống như trải qua tính toán tỉ mỉ. Lúc nên chạy, hắn sẽ nhanh mạnh như báo săn, lúc nên dừng, hắn lại kiên nhẫn hơn cả hồ ly. Hắn quá hoàn mỹ rồi, mục sư thầm nghĩ trong lòng. Không tự chủ, hắn nghĩ nghĩ. Nam nhân hoàn mỹ như vậy, nên thuộc về mình. Hả, hắn đột nhiên cảm giác được không ổn. Bởi vì mục tiêu của hắn ở sau khi giấu sau một tảng đá lớn, ở lúc nên đi ra thì vẫn không rời vị trí của mình. Đã qua một phút đồng hồ, hắn vẫn không xuất hiện, tựa như đột nhiên biến mất. Đột nhiên, thần kinh của hắn chợt kéo căng. Sau đó thân thể ngã xuống đất, liều mạng bò tới trước. Phành! Ở vị trí hắn ẩn núp vừa rồi, đỉnh tảng đá lớn bị bắn thành hố khổng lồ, giống như một củ khoai tây lớn bị người ta cắn lên một cái. Đáng chết, hắn nguyền rủa. Hắn thật sự không rõ, đối thủ làm sao chạy ra sau mình. Bên kia căn bản là không có đường để đi, hắn làm sao tới được. Rõ ràng. Bây giờ đã không phải là lúc tự hỏi vấn đề này. Hắn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, ví dụ như chạy trối chết. Bây giờ, đến phiên đối phương tiến công. Pằng, pằng, pằng. Phát này nối tiếp phát kia, căn bản là không để hắn có cơ hội thở dốc. Việc hắn có thể làm, chính là leo lên vách đá ở đây hết lần này tới lần khác. Càng khủng bố hơn chính là, sau hai lần trèo lên, quỹ tích hành động của hắn đã bị đối phương tính toán tinh chuẩn ra. Hắn không hề đuổi theo mông mình bắn nữa, mà mỗi một phát súng đều bắn vào vị trí mình muốn trèo lên. Bậc thầy tính toán. Hắn không ngờ gặp phải một bậc thầy tính toán. Phải biết rằng, bậc thầy tính toán đều là loại người chỉ số thông minh cực cao. Người như thế phần lớn đầu nhập thương trường hoặc là lĩnh vực nghiên cứu công nghệ cao. Nhưng mà, một khi bọn họ tiến vào giới sát thủ bồi dưỡng kỹ thuật bắn giết người, đó cũng là điều tương đối khiến người sợ hãi. Bởi vì bọn họ không chỉ có thân thể tố chất hơn hẳn người thường, mà chỉ số thông minh cũng vượt xa người thường. Nói cách khác, động tác anh muốn làm hoặc phản ứng anh sắp có đã sớm được tính sẵn trong đầu bọn họ, hắn có thể dùng thời gian rất ngắn thăm dò rõ ràng quy luật hành động của anh. Như vậy, bọn họ giết người liền làm ít mà hưởng nhiều. Cũng có thể nói, bọn họ chính là khắc tinh sát thủ trời sinh. Hắn không thể không nổi giận gầm lên một tiếng ở trong lòng, hoàng đế. Anh trêu chọc ai không tốt, cứ muốn quyết đấu với Phó Phong Tuyết, Phó Phong Tuyết là người thường sao? Trung Quốc là quốc gia bình thường sao? Lần này anh không phải đấu một người, anh là địch của cả Trung Quốc. Người não có bệnh mới làm ra loại hành vi điên cuồng như vậy. Mục sư là người hầu của Hoàng đế không sai, nhưng hắn vẫn không phải là loại trung thành kia.
hoặc là nói, hắn là bị ép làm. Hắn khiêu chiến hoàng đế thất bại, hoàng đế nói hoặc là chết hoặc là làm người hầu của tôi. Hắn quyết định thật nhanh liền quỳ xuống hôn ủng da của hoàng đế. Hắn sợ chết. Cũng chính bởi vì hắn sợ chết, cho nên hắn thờ phụng thượng đế. Không muốn chết thì biện pháp tốt nhất là giết chết kẻ địch. Càng là những lúc này, mục sư càng xuất ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Nếu quy luật vừa rồi bị bậc thầy tính toán tính chuẩn, hắn cũng không thể không điều chỉnh phương thức phòng thủ lần nữa. Mỗi người đều có hành vi thói quen độc đáo của hắn, cưỡng chế thay đổi thói quen này là vô cùng thống khổ. Nhưng mà, với mục sư mà nói, đây cũng chỉ là đau từng cơn mà thôi. Rất nhanh, hắn liền thay đổi cách chạy trốn. Sử dụng hỗn hợp hai cách, cho dù bậc thầy tính toán cũng không dễ dàng tìm được điểm rơi kế tiếp của hắn. Nếu như vậy, an toàn của hắn sẽ có được đảm bảo. Hơn nữa, theo sự cố ý tiếp cận của hắn, khoảng cách hai người đang càng lúc càng gần. Khi bọn họ mặt đối mặt mà đứng, hắn kinh ngạc, đối thủ của hắn không ngờ là con gái. Cao giáo, nữ tính, khuôn mặt tinh xảo nhưng mang theo một cổ anh khí tự nhiên. Tóc dài cột sau lưng, mặc trên người chính là một bộ phi công bó sát, quấn chặt vóc người có lồi có lõm rất hoàn mỹ. Không thể không thừa nhận, đây là một cô gái rất quyến rũ. Nhưng mà, ở trong mắt mục sư lúc này lại là một tình cảnh khác. Không ngờ là con gái, hắn tiếc rẻ mà nói, vẻ thất vọng lộ ra trong lời nói. Chương 1389, đối thủ của cậu là Tần Lạc. Để anh thất vọng rồi, cô gái khẽ cười nói. Tôi xin lỗi. Cô là ai? Mục sư dùng tiếng Pháp hỏi. Mục sư tiên sinh, tôi biết anh biết nhiều thứ tiếng. Nếu không ngại, chúng ta có thể dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Tôi là quân sư, cô gái nói. Đứng ở trước mặt sát thủ bạo lực nổi danh cả thế giới này, nàng không lộ vẻ khẩn trương chút nào. Ngược lại còn tùy ý tự nhiên, chậm rãi mà nói. Điều này làm cho trong lòng mục sư rất không thoải mái. Phải biết rằng, trên người mỗi người đều có khí chất độc đáo của riêng mình. Nếu loại khí chất này phát triển thêm một bước, cũng có thể biến thành khí thế. Khí thế người mạnh ở trước mặt người khí thế yếu thì có ưu thế tuyệt đối. Cao giàu đẹp trai ở trước mặt lùn nghèo xấu có ưu thế tuyệt đối, thị trưởng ở trước mặt thôn trưởng có ưu thế tâm lý cực lớn. Nàng không sợ mình, đã chứng minh nàng cho rằng có ưu thế ở trước mặt mình. Có điều, nàng báo tên ra vẫn khiến mục sư rất giật mình. Hoàng hậu. Mục sư kinh ngạc hỏi. Hắn ngưỡng mộ đại danh hoàng hậu đã lâu, biết nàng là cô gái duy nhất có thể chạy trốn từ trong tay hoàng đế. Hơn nữa bản thân nàng cũng rất nổi tiếng, là một đại tỷ trong giới bọn họ. Mà hoàng đế là lão đại, vì vậy, mọi người liền lấy cho nàng ngoại hiệu là hoàng hậu, một là khen ngợi thực lực thật, mặt khác cũng có ý ghép nàng với hoàng đế. Tôi nói rồi, tôi là quân sư. Quân sư hiển nhiên không thích danh hiệu hoàng hậu này. Gì mà hoàng với không hoàng hậu chứ? Nàng chỉ là một cô gái bình thường. Nàng trả lời như vậy, liền khiến mục sư thêm xác định thân phận của nàng. Quả nhiên là cô, mục sư vẻ mặt đầy ôn hòa. Chúng tôi lấy được tình báo là cô chấp hành nhiệm vụ ở Ả Rập, không ngờ cô cũng về rồi. Phi công vừa rồi là cô. Không sai, quân sư cười gật đầu. Là nàng lái máy bay đưa Long Vương đến Vũ Hóa Phong, thân là một đặc công đỉnh cấp, chuyện lái phi cơ này đơn giản không khác gì xào cơm trứng. Lúc ấy dù để nhảy trên người nàng bị bắn trúng, dù để nhảy nhanh chóng rơi xuống, hơn nữa rơi xuống quỹ đạo đáp xuống dự định ban đầu. Nàng khống chế được dù bị hư hơi nghiêng tới trước một chút, tránh mình rơi vào vận rủi rớt xuống vực sâu. Nàng rơi vào mép vách đá Vũ Hóa Phong, cởi dù leo lên đỉnh. Vừa mới gặp ma thuật sư dùng phi đao kích sát Lệ Khuynh Thành, nàng thuận tay liền nhặt một hòn đá nhỏ lên ném ra ngoài. Trong lúc trợ giúp Long Vương đi giải quyết tên sát thủ kia phía dưới, nàng lựa chọn đi giải quyết tên sát thủ bắn lén kia trước. Nàng cho rằng Long Vương lại thêm Phó Phong Tuyết, cũng đủ đánh một trận với Hoàng đế. Hơn nữa, bên cạnh còn có đám người Giê-xu, đầu to hộ trận. Hơn nữa, nếu tên sát thủ kia phía dưới không giải quyết, hậu hoạn vô cùng. Nếu bọn họ giết chết Hoàng đế, sát thủ phía dưới sử dụng vũ khí hạng nặng đều phá nát cả đỉnh núi thì sao? Vũ Hóa Phong này là một ngọn núi trơ trọi. Không ai quản lý, du khách khó có thể đến. Đương nhiên, nếu bọn họ thật muốn phá núi, làm sao có thể xem xét đến những vấn đề này? Khi đó, bọn họ không ai có thể thoát khỏi Vũ Hóa Phong. Vì vậy, nàng xuống núi tìm đến mục sư, chỉ có giải quyết hết sát thủ ẩn núp này, bọn họ mới có thể bình yên không lo. Chỉ cần đánh chết đại quái thú hoàng đế này,
bọn họ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Đúng là tiếc nuối, thật sự là rất tiếc nuối. Mục sư nói, tiếc nuối đầu tiên là vì hắn không bắn chết phi công kia. Hắn vốn cho là hẳn có thể bắn chết một người, thực tế luôn tàn khốc như vậy. Tiếc nuối thứ hai là, nếu hắn bắn chết phi công kia, mà phi công kia vừa hay lại là hoàng hậu. Như vậy, hoàng đế chẳng phải thành của mình sao? Nàng dựa vào cái gì gọi là hoàng hậu? Mình hẳn nên thành hoàng hậu mới đúng. Mục sư tiên sinh, tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Quân sư nói, cô tiếc nuối cái gì? Mục sư hỏi, tôi tiếc nuối chính là không thể nói chuyện thêm với anh, bởi vì tôi đang gấp. Lúc quân sư nói chuyện, thân thể đột vọt lên, đưa tay bóp cổ họng mục sư. Tỏa long cảnh, một chiêu tỏa long cảnh, giam rồng trong lao. Mục sư sớm có phòng bị, há có thể để nàng một kích tất trúng. Mũi chân của hắn điểm lui ra sau, thân thể liền bật ngược về phía sau, giống như là động tác ngửa ra sau lúc ném rổ. Thân hình quân sư cũng bay lên, đuổi sát phía sau, vẫn là chiêu tỏa long cảnh, nhưng đầu gối của nàng đã nhô lên cao, tùy thời cho bụng hắn một kích chí mạng. Hoàng hậu, tôi không tin cô thật mạnh như vậy. Mục sư cười lạnh nói, tránh khỏi sát chiêu đột ngột của quân sư khiến lòng tin hắn tăng nhiều, cảm thấy hoàng hậu bị thần hóa cũng không gì hơn cái này. Quân sư không nói gì, thân thể vốn giữ trạng thái tốc độ theo sát đột nhiên lại tăng tốc. Trong nháy mắt, liền tới gần mục sư. Nàng một phát tóm được áo quần của hắn, cùng lúc đó, đầu gối của nàng liền thúc lên bụng hắn. Bởi vì động tác quân sư quá nhanh, anh gần như không có cách gì xác định nàng rốt cuộc là khóa cổ áo mục sư trước hay là thúc đầu gối lên bụng mục sư trước. Loảng xoảng, hạ thể mục sư bị thúc bay ra ngoài, sau đó căn cứ quán tính vật lý lại rơi ngược lại. Loảng xoảng, quân sư lại xuất đầu gối, nửa người dưới mục sư lại bị thúc bay ra ngoài. Giống như là một đồng hồ quả lắc khổng lồ. Loảng xoảng, lúc kích thứ ba, mục sư rốt cuộc phản ứng lại, một con dao hung ác nhắm vào vai quân sư né, thân thể mục sư lúc này chạy thoát, khôi phục tự do. Ba, mục sư lảo đảo chạm đất, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững gót chân. Khóe miệng đầy máu, bộ dáng thê thảm. Bây giờ anh đã biết rồi chứ, quân sư cười dịu dàng, tôi chính là mạnh như vậy. Đây là kích cuối, hoàng đế thầm nghĩ. Đánh chết Long Vương, trận chiến này sẽ kết thúc toàn bộ. Vui sướng, kích tình, còn có chút phiền muộn. Mỗi lần tiêu diệt một cao thủ hắn coi trọng, hắn đều sẽ có loại cảm giác phiền muộn này. Đối thủ càng ngày càng ít, đứng chỗ cao càng ngày càng lạnh. Đời người tịch mịch như tuyết. Nhưng mà, vậy cũng không thể thay đổi sự thực hắn phải giết chết Long Vương. Hắn sẽ không để cho cùng một cá nhân ngăn trở mình có lần hai trở về. Ai cũng không thể. Tiếng quyền ầm ầm, không khí chung quanh phát ra tiếng vặn vẹo. Quả đấm của hắn xuyên phá không gian, xuyên phá khí lưu, rốt cuộc. Trước mắt của hắn xuất hiện một bóng người màu đen. Vậy thì cùng chết đi. Hoàng đế thầm nghĩ, mục đích của hắn chính là muốn đẩy Long Vương tới vách núi, đẩy thêm một người đẩy ít một người không quan trọng. Đối với hắn mà nói, nhân số giết người không quan trọng. Chất lượng mới quan trọng. Siêu. Thất bại rồi. Một quyền tất sát của hắn không ngờ lại thất bại. Điều này sao có thể? Hắn mở to mắt nhìn hết thảy lúc này mà không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tự bọn họ nhảy núi rồi? Đương nhiên, hắn biết điều này là không thể nào. Sau đó, hắn thấy được Long Vương bên cạnh cách đó không xa. Long Vương vẫn lành lặn không hao tổn gì, Tần Lạc ôm chặt người lão. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khẩn trương. Anh làm thế nào? Hoàng đế nhìn về phía Tần Lạc khiếp sợ. Cho tới nay, Tần Lạc đều là nhân vật hắn xem nhẹ. Mặc dù điều kiện phòng thí nghiệm Ober hợp tác với hắn là giết chết Tần Lạc, nhưng trong mắt hắn, Tần Lạc chỉ là một người có thể giết kèm, đối thủ chân chính của hắn là Phó Phong Tuyết cùng Long Thiên Trượng. Nhưng mà, chính là con người tầm thường này, không ngờ lại ôm Long Vương tránh được quả đấm của mình. Hay là nói, thời khắc mấu chốt tự hắn tìm cái chết, kết quả Long Vương ôm hắn mạo hiểm phản kích. Nhưng mà, từ tư thế bây giờ mà xem. Rõ ràng là hắn cứu Long Vương mà. Tần Lạc không trả lời. Thậm chí, hắn cũng không có nghe rõ câu hỏi của Hoàng đế. Bây giờ, đầu óc hắn trống rỗng, còn trong hỗn độn ở trong nháy mắt xông tới đó. Lúc ấy hắn ôm tâm tư trở thành vật hy sinh mà lao vào, cho dù thế nào, hắn cũng không thể để Hoàng đế giết chết Long Vương. Hắn nghĩ chỉ cần ngăn lại một quyền của hắn, hoặc là kéo Long Vương đến khu vực an toàn. Nhưng mà, tốc độ Hoàng đế thật sự quá nhanh.
hắn xông qua, quả đấm của hoàng đế đã nện tới. Quyền phong thổi mặt hắn vặn vẹo biến hình. Khi đó, hắn không biết mình nên làm cái gì, cũng không biết mình có thể làm gì. Nhưng mà, bây giờ hắn lại mạnh khỏe đứng ở chỗ này, Long Vương cũng được hắn cứu ra ngoài. Điều này thật sự là quá kỳ quái, ngay cả chính hắn cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, thân thể tự làm ra phản ứng? Hay là, phòng thủ đệ nhất thiên hạ ngay cả hoàng đế cũng có thể phòng được? Không sai, chính là hắn, Long Vương cười vang, hoàng đế, tỉnh ngộ chưa, đối thủ của cậu là Tần Lạc. Chương 1390, tiểu thụ nam vs đại quái thú. Đối thủ. Nếu có người nói anh là đối thủ của Văn Nhân Chiếu, vậy nhất là hắn đang sỉ nhục anh. Nhưng, nếu có người nói anh là đối thủ của hoàng đế, vậy nhất định là đang khen anh. Trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ tư cách làm đối thủ hoàng đế? Nhưng mà, đứng ở trên lập trường hoàng đế, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đối thủ, khóe miệng hoàng đế lộ ra một nụ cười mỉa mai. Hắn cảm giác câu chuyện cười này của Long Vương không buồn cười chút nào. Tôi không có đối thủ. Tần Lạc vừa mới từ trạng thái đần độn này tỉnh lại, nghe được lời của hoàng đế, hắn thoáng cái liền nổi giận. Hắn không hề nghĩ tới trở thành đối thủ hoàng đế, nếu có thể, hắn vĩnh viễn cũng không muốn dính dáng gì với đại quái vật này. Nhưng mà, anh cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy chứ. Anh thì có gì đặc biệt hơn người? Tần Lạc cười lạnh nói. Được người ta thổi phồng mấy câu liền lâng lâng. Đệ nhất châu Âu gì chứ? Vương giả hoàng đế gì chứ? Vô địch thiên hạ gì chứ? Cũng không phải chỉ là đồn đại sao. Trung Quốc chúng tôi chỉ hai lão già bình thường tùy tiện đi ra đã đánh anh sưng mặt sưng mũi. Để đả kích hoàng đế, chiến thần Phương Đông Phó Phong Tuyết cùng Long Vương đứng đầu Long Tức đã biến thành hai lão già bình thường tùy tiện đi ra ở trong miệng Tần Lạc. Khi dễ hai lão già thì tính là gì? Anh có bản lĩnh tới khi dễ tôi? Cùng Giê-xu, đầu to, hồng phu, ly với cả quỷ ảnh, ngọc nữ không? Bọn tôi là người trẻ tuổi, là đối thủ chân chính của anh. Anh không phải cảm thấy mình lợi hại à? Vậy thì tới cùng bọn tôi đơn đấu đi. Sao? Không dám. Anh không phải là có bệnh thích sạch sẽ sao? Trên mặt anh có bụi có thấy hay không? Trên chân anh có bùn anh có thấy hay không? Mũi anh còn đang chảy máu, khóe miệng cũng bị rách. Còn trong hốc mắt anh có một cục ghen đường kính hơn 5mm, anh đều làm bộ không nhìn thấy à? Quả nhiên, nghe Tần Lạc vừa nói như vậy, hoàng đế liền cảm giác cả người mình không thoải mái. Nhưng mà, trên mặt của hắn quả thật có bụi, dưới chân quả thật có bùn, mũi quả thật đổ máu, khóe miệng cũng bị rách. Hắn đưa tay sờ mắt, không sờ được ghen. Hoàng đế muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, bởi vì hắn muốn xuống núi tắm rửa. Anh cứu lão một lần, thử xem có thể cứu lão lần hai không? Hoàng đế nói với Tần Lạc. Vừa dứt lời, bóng người của hắn liền biến mất tại chỗ. Vẫn là một quyền thẳng tới, quả đấm nhanh như chớp phóng ra, kinh khí cường đại lần nữa xé rách không khí chung quanh. Một quyền này, mục tiêu công kích vẫn là Long Vương. Hoàng đế vẫn kiên trì cho rằng, chỉ có giải quyết xong Long Vương, cuộc chiến đấu này mới chân chính kết thúc. Hắn không muốn lãng phí thể lực trên người nhân vật nhỏ như Tần Lạc. Cho dù là một quyền cũng không được. Hơn nữa, hắn không phải là có thể cứu người sao? Mình lựa chọn công kích Long Vương, hắn nếu có năng lực, vậy thì lại cứu lão đi. Hắn cũng muốn nhìn xem, thật sự có người có thể cứu người từ trong tay mình đi không? Tiếng gió ù ù, thanh thế to lớn. Một quyền này, hoàng đế cố ý thêm kình đạo vào. Hắn muốn một quyền đánh chết, giải quyết trận đấu. Giải quyết xong Long Vương, cũng thuận tiện giải quyết xong đối thủ Tần Lạc của hắn. Vẻ mặt Long Vương trở nên ngưng trọng. Hai tay nắm lại, đan điền phát lực mạnh, quả đấm lại trở nên nóng rực lên. Hắn cắn chặt răng, ngậm miệng, đem tinh khí toàn thân hội tụ vào hai đấm. Một quyền này, quyết định thắng bại, cũng quyết định sinh tử. Long Vương cảm giác được. Hoàng đế nổi lên sát cơ. Đương nhiên, mỗi một quyền của hắn đều có sát khí. Vấn đề chẳng qua là nhiều hay là ít mà thôi. Khi đó, hắn còn muốn thể nghiệm niềm vui thú chiến đấu. Bây giờ, hắn là thuần túy muốn giết người. Xem ra, hành vi cứu người của Tần Lạc vẫn kích thích đến hắn. Người đột nhiên vào tới, quả đấm cũng theo tới nhanh như chớp. Quả đấm hai người đụng vào nhau, khí lưu cường đại lần nữa đẩy ngược bọn họ. Nhưng mà, hoàng đế chỉ lui một bước, thân hình lắc lư liền đứng vững lại. Long Vương liền lùi lại 5-6 bước mới dừng, cổ họng ngòn ngọt, một cổ máu tươi phun mạnh ra.
Tần Lạc vội chạy tới, dìu thân thể Long Vương không để lão ngã xuống. Tay vừa sờ đến cánh tay lão, cũng cảm giác được thân thể Long Vương khẽ run rẩy. Đây là biểu hiện thoát lực, tinh lực của hoàng đế biến thái này thực sự quá cường hãn, thậm chí ngay cả chiến phó Phong Tuyết, Long Vương cũng không cạn kiệt. Lần này, Long Vương cũng mất đi sức chiến đấu. Sư phụ, Tần Lạc nắm chặt cánh tay Long Vương. Hắn rất muốn dùng ngân châm chuyển chút khí trong cơ thể mình cho Long Vương, nhưng hoàng đế không thể nào cho hắn cơ hội. Giờ khắc này hắn quả thật hâm mộ những cao thủ tuyệt thế trong những tiểu thuyết võ hiệp kia, chỉ cần thân thể tiếp xúc là có thể truyền lực, nam nữ cùng XXOO là có thể luyện công. Tôi không sao, giọng Long Vương nói yếu ớt, tìm cơ hội trốn đi. Long Vương biết cơ hội chiến thắng hoàng đế mong manh, cho nên quyết định dùng tánh mạng của mình để cầm chân hoàng đế, những người khác nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng mà, ở đỉnh Vũ Hóa Phong này, ai có thể chạy trốn khỏi hoàng đế? Trốn không thoát, Tần Lạc nói, hắn cũng là người, hắn cũng sợ chết. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ không chút do dự mà dẫn Long Vương, Phó Phong Tuyết, Lệ Khuynh Thành, Ly, Giê-xu, Đầu To, Quỷ Ảnh, Ngọc Nữ chạy trốn. Nhưng điều này không thực tế. Kết thúc đi, tôi muốn tắm rửa, hoàng đế vừa cười vừa nói. Hắn lại đánh ra một quyền. Vẫn giống lần trước. Bá đạo giống vậy, hung mãnh giống vậy, thế không thể đỡ giống vậy. Hô! Kinh phong tùy ý, mặc dù mục tiêu của hắn nhắm vào chính là Long Vương, Tần Lạc đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy một cổ lực lớn mênh mông quét tới, thổi ra trên mặt hắn hóp vào. Khinh người quá đáng, Tần Lạc nổi giận. Hắn dũng cảm vọt lên, sau đó chụp tới. Hoàng đế xuyên qua vị trí Long Vương đứng vừa rồi, quả đấm của hắn lại một lần nữa thất bại. Nếu như nói thất bại lần trước là chủ quan, lần này, hắn đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ nói, hắn thật có thể tránh né công kích của mình. Anh làm thế nào? Ánh mắt hoàng đế sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tần Lạc, hỏi. Trên mặt của hắn đầy vui sướng, giống như một sắc lang gặp một mỹ nữ cực phẩm. Đúng vậy, hắn lại phát hiện mục tiêu. Đối thủ của hắn là Tần Lạc. Tần Lạc mà hắn không thèm liếc mắt một cái kia. Bây giờ anh biết rồi chứ, tôi chính là mạnh như vậy. Cô gái dịu dàng như vậy, cười ấm áp như vậy, nhưng lời nói ra lại đầy khí bá đạo. Mục sư nằm dưới đất ngưỡng mặt lên nhìn quân sư, phảng phất đang nhìn vào nữ thần vĩ đại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, hóa ra con gái cũng xinh đẹp như thế, có sức quyến rũ như thế. Lần đầu tiên hắn nhịn không được mà hoài nghi, qua nhiều năm như vậy, thẩm mỹ quan của mình có phải là xuất hiện vấn đề hay không? Cô quả thật rất mạnh, mục sư nói. Hắn móc từ trong lòng ngực ra một miếng khăn lụa ra lau máu tươi trên khóe miệng, tật xấu này là học từ hoàng đế. Hắn lại vuốt vuốt bụng, sau khi cảm giác hơi thoải mái, lúc này bò từ dưới đất dậy. Có điều, cô vẫn sẽ chết, mục sư nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Quân sư sửng sốt, sau đó đuổi theo. Đạn đã bắn hết, súng bên hông cũng không dùng đến nữa. Nàng rút một cây dao găm từ trong ngực ra, sau đó phóng nó ra ngoài. Mục sư giống như là mọc thêm con mắt sau lưng, thân thể chợt lóe bên cạnh, liền trốn thoát tập kích của phi đao. Phi đao ghim ở trên một tảng đá, phát ra tiếng vang trong trẻo cùng tia lửa nóng rực. Hướng mục sư chạy trốn có một động núi nhỏ, trong sơn động có đủ thứ hủy diệt cả ngọn Vũ Hóa Phong. Đây là thứ hắn lén vác tới, không hề báo cáo với hoàng đế. Hắn lo lắng hoàng đế thất bại, mấy người bọn họ đều có đến mà không có về. Hắn muốn dùng làm uy hiếp. Ít nhất phải bảo toàn tánh mạng của mình. Nếu để cho hoàng đế biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bởi vì, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ tới khả năng mình sẽ thất bại. Một người mặc áo quần quân dụng màu tối chạy như điên ở phía trước, một người khác mặc đồ bó màu đen đuổi sát phía sau. Hai người bọn họ giống như là đang chơi trò chơi sát thủ bắt quân nhân. Đông! Mục sư chạy tới cửa động, sau đó xoay người nhìn về phía quân sư. Quân sư đuổi theo. Nhìn tiểu động kia vẻ mặt cảnh giác. Nàng biết, mục sư nếu dẫn nàng tới đây, nhất định là không có ý tốt. Tiểu thư hoàng hậu xinh đẹp, bây giờ, chúng ta nên từ từ nói chuyện rồi. Mục sư nói, trong tay của hắn nắm một cái điều khiển từ xa nho nhỏ, nói, cô nhất định không xa lạ gì với nó nhỉ. Vực sâu 117, uy lực của nó cô từng nghe chứ? Nếu nổ tung, đỉnh núi này sẽ bị tiêu diệt, cho nên, cô muốn chết không? Tôi dựa vào cái gì tin anh? Quân sư cười lạnh nói. Nhưng trong lòng lại rõ ràng hắn nói là sự thật, mục sư có yêu thích cố chấp với vũ khí công nghệ cao.
Sở dĩ nàng nói như vậy, là muốn kéo dài thời gian, nhân cơ hội giết chết hắn. Tôi biết cô nhất định sẽ nói như vậy, cho nên tôi dẫn cô đến đây. Mục sư nói, hắn đi đến cửa động, mở ra một đống cỏ dại che lấp bên ngoài, liền lộ ra một hộp nhỏ màu đen. Quả nhiên, nó chính là vực sâu 117 có đầu đạn hạt nhân nhỏ. Cho dù nổ tung, anh cũng sẽ chết. Quân sư làm bộ không thèm để ý nói. Tôi chết, là tất nhiên, bởi vì tôi không phải là đối thủ của cô. Nhưng mà, hoàng hậu, còn cô. Anh muốn nổ chết cả hoàng đế. À, mục sư nhếch môi nở nụ cười. Tiểu thư hoàng hậu, tôi đều sẽ chết, còn cần trung thành gì à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.